Trong mắt Bắc Cung Vô Song hiện lên sự vui vẻ, miệng khẽ nói. Bất quá thiếp cần nơi năng lượng hội tụ, nơi có địa tâm linh ngọc là tốt nhất, thế nhưng nơi có địa tâm linh ngọc không phải nơi nào cũng có. Phi linh môn của chàng có địa tâm linh ngọc, miễn cưỡng có thể, chàng có thể dẫn ta đi được không? Thứ này còn có công dụng lớn hơn hay sao? Vậy thì theo ta. Lục Lâm Thiên nói, kéo tay Bắc Cung Vô Song lập tức đi về phía ngọn núi phía trước. Chúng ta cũng đi xem. Lục Tâm Đồng và Dương Quá Hiếu Kỳ lập tức theo đuôi. Đám người thiên địa nhị lão, Kim Huyền, Hắc Vũ, Nam Thúc nhìn nhau, lập tức nhảy lên. Trên ngọn núi, Lục Lâm Thiên cùng với Bắc Cung Vô Song vừa mới đáp xuống thì đám người Dương Quá và Lục Tâm Đồng cũng đáp xuống ngọn núi này. Chung quanh ngọn núi khổng lồ này có năng lượng thiên địa hội tụ, cơ hồ tạo thành vòng xoáy quanh quẩn trên ngọn núi này, cho nên ngọn núi này cũng trở thành nơi có năng lượng nồng đậm nhất trong Phi Linh Môn. Vô Song, đây là nơi Nam Thúc bố trí thập phương tụ linh trận. Địa tâm linh ngọc ở trên ngọn núi, nàng định làm gì? Lục Lâm Thiên nhìn Bắc Cung Vô Song rồi hỏi. Một lát nữa chàng sẽ biết. Bắc Cung Vô Song cười cười, tìm kiếm trên ngọn núi một hồi rồi đi tới một chỗ có bùn đất. Thủ ấn được kết, mộc hoàng khí trên người đột nhiên phóng ra, bao phủ nhánh cây của thiên mộc thần thụ trên tay rồi cắm vào trong mặt đất. Ầm ầm, cả ngọn núi khổng lồ lập tức có một cỗ quang mang màu xanh đậm từ trên đỉnh núi rót xuống, lan tràn trên mặt đất khiến cho mặt đất run run, giống như địa chấn. Được rồi, thu hồi mộc hoàng khí trên người, sắc mặt Bắc Cung Vô Song càng tái nhợt hơn một chút. Nhánh cây của thiên mộc thần thụ đã cắm vào trong bùn đất trên núi. Sinh cơ bàng bạc phóng ra. Năng lượng trong không gian mơ hồ bị một phiến lá cuối cùng hấp thụ. Vô Song, ý của nàng là nhánh cây thiên mộc thần thụ này còn sống. Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Không thể. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên nói. Thiên mộc thần thụ chính là thiên tài địa bảo, há có thể sống dễ dàng như vậy? Nếu như dễ dàng thì trong Bắc Cung gia của thiếp toàn bộ đều là thiên mộc thần thụ rồi. Vậy nàng đang làm gì vậy? Lục Lâm Thiên nhíu mày, rất là nghi hoặc hỏi. Thiếp còn chưa nói xong, bất quá thiếp có thể làm cho nó còn sống. Bắc Cung Vô Song nháy mắt, cười nói. Thiên mộc thần thụ chính là thiên tài địa bảo, sẽ không dễ sống như vậy. Thế nhưng tăng thêm thiếp thì không nhất định. Trên người thiếp có truyền thừa của Bắc Cung lão tổ. Mộc hoàng khí trên người viễn siêu thiên cấp, tăng thêm đặc tính của thuộc tính mộc, lại nói ở trong phi linh môn của chàng còn nơi tràn ngập năng lượng như vậy. Có lẽ có cơ hội còn sống. Thế nhưng cơ hội này cũng chỉ có 8-9 thành, thiếp chưa có thử qua cho nên cũng không dám chắc có thể thành công hay không. Thế nhưng hẳn là có thể. Quá tốt! Lục Lâm Thiên vui vẻ, nếu như trong phi linh môn có thiên mộc thần thụ thứ hai trên đại lục này thì nói quả thực đã phát tài. Hóa ra thiên mộc thần thụ vẫn còn có thể sống lại a. Nếu như vậy về sau trong phi linh môn Vô Song tỷ cứ trồng thêm 10 cây, 8 cây. Lục Tâm Đồng chu miệng nói. Khó có thể làm được, cũng không phải dễ dàng như thế. Bắc Cung Vô Song nói. Ca ca, huynh đang suy nghĩ ích thế. Lục Tâm Đồng liếc nhìn Lục Lâm Thiên, lúc này Lục Lâm Thiên đang suy tư gì đó. Không có gì. Lục Lâm Thiên cười cười, lập tức nhìn về phía Nam Thúc và Kim Huyền nói. Nghĩa phụ, Kim Huyền Thúc, linh chủng của nghịch mệnh hồn quả có phải cũng ở nơi có năng lượng tràn đầy đúng không? Đó là đương nhiên. Nam Thúc gật đầu trả lời. Kim Huyền nói. Đem linh chủ của ngươi đặt ở nơi tràn đầy năng lượng là được rồi, đến lúc đó nó sẽ tự động phát triển. Ta hiểu rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, tâm thần gọi ra hộp ngọc chứa linh chủng của nghịch mệnh hồn quả. Linh chủng của nghịch mệnh hồn quả lập tức rơi vào trong tay hắn. Dùng ngươi luyện chế đan dược quả thực bất đắc dĩ, ngươi giúp sư phụ ta khôi phục. Lục Lâm Thiên ta lúc này cam đoan nếu như linh chủng của ngươi khôi phục, chỉ cần Lục Lâm Thiên ta còn tại thế một ngày sẽ không để cho ngươi bị kẻ khác luyện hóa. Lục Lâm Thiên nói với linh chủng của nghịch mệnh hồn của. Siêu. Lục Lâm Thiên dứt lời, chân khí bao phủ lòng bàn tay, lập tức bao trùm linh chủng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Lâm Thiên đem linh chủng đánh vào trong nhánh cây của thiên mộc thần thụ. Khi đạo linh chủng này rơi vào trên nhánh cây của thiên mộc thần thụ lập tức dừng lại. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy một hư ảo cự long quay đầu nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó chui vào trong nhánh cây thiên mộc thần thụ biến mất không thấy. Lúc này mọi người không khỏi sững sờ, đem linh chủng của nghịch mệnh hồn quả đánh vào trong nhánh cây của thiên mộc thần thụ.
chuyện này sợ rằng chưa từng có ai làm qua. Đừng nói là thiên mộc thần thụ và nghịch mệnh hồn quả đều là thiên tài địa bảo. Người có nó, sợ rằng làm như vậy gần như không có người nào. Trừ phi là gặp quỷ. Thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên làm như vậy, trời mới biết Lục Lâm Thiên có ý định gì. Bản thân hắn chỉ tùy tiện cảm thấy như vậy có thể được mà thôi. Nhị đệ, đặt linh chủng trong thiên mộc thần thụ này có ảnh hưởng gì không? Dương Quá có chút lo lắng hỏi, loại chuyện này dù sao cũng chưa có ai thử qua. Chắc có lẽ không a. Lục Lâm Thiên vuốt mũi nói, Lục Lâm Thiên cho rằng như vậy hẳn không thành vấn đề. Tuy là lúc này Lục Lâm Thiên cũng không có cách nào khẳng định. Cũng bởi vì hành động này của hắn mà vô số năm sau này đã tạo nên một vật kỳ lạ nhất trong thiên địa. Mà dưới cơ duyên xảo hợp lại bị một tiểu gia hỏa của Lục gia động tới, dựa vào vật thần kỳ này mà tiểu gia hỏa của Lục gia kia quậy cả đại lục tới thiên hôn địa ám. Hết lần này tới lần khác không có ai động được vào tiểu gia hỏa kia, đương nhiên chuyện này cũng là sau này. Dù sao linh trùng cũng ném vào trong rồi, hy vọng nó có thể còn sống. Thiên mộc thần thụ và nghịch mệnh hồn quả đều không phải là vật phàm. Nam Thúc cười khổ, hắn không ngờ Lục Lâm Thiên lại làm như vậy. Một lát sau mọi người rời khỏi ngọn núi, Lục Lâm Thiên để cho Bắc Cung Vô Song điều tức, hắn thì tìm Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh hỏi thăm chuyện gần đây của Phi Linh Môn cùng với động tĩnh của Thiên Địa Minh gần đây. Nửa tháng này trong Phi Linh Môn cũng không có chuyện gì, Thiên Địa Minh cũng không có động tĩnh gì. Trên một ngọn núi liên miên, trong một sơn cốc có một ngọn núi khổng lồ giống như đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên. Đỉnh ngọn núi cao tới vạn thước, từ trên nhìn xuống mây mù lượn lờ, có cảm giác mờ ảo. Mà bốn phía cũng có không ít mây mù tràn ngập cùng với kiến trúc thưa thớt. Có tin tức gì của Phi Linh Môn truyền tới không? Trong một đình viện, Gia Cát Tây Phong mặc một bộ áo bào tím, tay cầm chiếc quạt ngồi ngay ngắn ở đó. Sắc mặt có chút âm trầm, chuyện xảy ra những năm này khiến cho Gia Cát Tây Phong về ngoài nho nhã đã biến mất, chỉ còn lại âm trầm. So với trước cách biệt một trời một vực, khí chất nho nhã trên người đã sớm không còn tồn tại. Trang chủ, vừa mới nhận được tin tức Phi Linh Môn còn chưa có động tĩnh. Thiên Địa Minh dùng danh nghĩa Thiên Kiếm Môn phát ra ba phong thư, Phi Linh Môn mặc kệ, không có bất kỳ động tĩnh gì. Một lão giả xoay người nói. Ta đã sớm biết như vậy rồi. Gia Cát Tây Phong trầm giọng nói. Tiếp tục thám thính tin tức, giám thị Phi Linh Môn, đặc biệt là nhất cử nhất động của Lục Lâm Thiên kia. Vâng. Lão giả kia gật đầu, lập tức cung kính lui xuống. Lục Lâm Thiên ta cũng không tin vận may đi theo ngươi cả đời. Ta cũng không tin ta không chơi nổi một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Thực lực mạnh thì thế nào? Chắc chắn sẽ có một ngày nào đó ta giết chết ngươi. Gia Cát Tây Phong thu quạt, trong mắt hiện lên hàn ý. Tây Phong. Lúc này có một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trong sảnh. Đạo thân ảnh này tuổi chừng lục tuần, chính là một lão giả mặc áo xám, búi tóc màu trắng, khuôn mặt già nua. Thế nhưng khí sắc lại cực kỳ hồng nhuận, khí tức trên người thu liễm, trong lúc vô hình khiến cho trong lòng rung động. Bái kiến Lan Mộc Thái Sư Thúc. Nhìn thấy người này Gia Cát Tây Phong lập tức đứng dậy hành lễ. Đứng lên đi. Lão giả này vung tay lên, thân thể sau đó lập tức ngồi ở vị trí Gia Cát Tây Phong vừa ngồi, Gia Cát Tây Phong thì cung kính đứng trước mặt hắn. Lan Mộc Thái Sư Thúc, kết quả chuyến đi lần này của người thế nào? Gia Cát Tây Phong khẽ ngẩng đầu. Nhẹ giọng hỏi lão giả này. Lúc này mấy lão gia hỏa trong các sơn môn lớn chúng ta bí mật tụ họp, đã nhất trí có một quyết định. Trong mắt lão giả này hiện lên hàn ý, vẻ mặt âm trầm nói. Cứ dựa theo đề nghị lần trước của ngươi, đến lúc đó tất cả các sơn môn lớn bất kể như thế nào phải toàn lực giết chết Lục Lâm Thiên kia. Thật sao? Sắc mặt Gia Cát Tây Phong vui vẻ, lập tức có chút lo lắng nói. Thái Sư Thúc. Hiện tại Lục Lâm Thiên kia vô cùng khó đối phó, thực lực quá mức cường hãn, thủ đoạn quỷ dị không ít. Cường giả bên người cũng rất nhiều, ta lại lo lắng đến lúc đó các sơn môn lớn lại bị chia rẽ không thể liên thủ cùng một chỗ. Bất luận là sơn môn nào muốn một mình đối phó với Lục Lâm Thiên này đều không làm được một cái dễ dàng. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Lão giả này lạnh nhạt nói. Tất cả các sơn môn lớn cho tới bây giờ đều tổn thất thảm trọng trong tay Lục Lâm Thiên kia. Ngươi nói cũng đúng, muốn đánh tan đế đạo minh thì phải chặn giết Lục Lâm Thiên kia. Lần này lớp tiền bối các sơn môn trong minh chúng ta đã lập trọng thệ, nhất định không từ giá nào, toàn lực đánh chết Lục Lâm Thiên.
Lục Lâm Thiên kia lần này chết chắc rồi. Ánh mắt Gia Cát Tây Phong âm trầm, tất cả các sơn môn lớn rốt cuộc cũng không nhịn được, không để ý tới giá nào, Lục Lâm Thiên có chắp cánh cũng khó mà thoát chết. Lan Mộc Thái Sư Thúc, Lan Linh Thái Sư Thúc thế nào rồi? Sát ý trong mắt Gia Cát Tây Phong thu liếm, hỏi lão giả này. Đã đoạt xá thành công, đang khôi phục, chỉ là hao phí vô số tài nguyên. Thực lực của Lan Linh Thái Sư Thúc ngươi cũng chỉ giữ được thực lực một chân bước là Linh Tôn Cửu Trọng Đỉnh Phong mà thôi. So với cấp bậc chuẩn đế khi trước còn kém quá xa, về sau cũng không có cách nào tiến thêm. Lão giả nói xong, trong mắt bắn ra sát ý, bàn tay vỗ vào ghế, đánh nát tay vịn, thân thể đứng lên, cả giận nói. Lục Lâm Thiên này nhất định phải chết, ta muốn băm vằm hắn thành vạn đoạn. Dứt lời, thân ảnh lão giả lóe lên, biến mất trong sảnh, chỉ để lại một đạo âm thanh quanh quẩn. Tây Phong, nhanh đi sắp xếp, lần này nhất định phải khiến cho Lục Lâm Thiên rời khỏi Phi Linh Môn. Tất cả các sơn môn càn quét đế đạo minh, việc này càng ít người biết càng tốt, nhất định không thể để lộ ra một chút tiếng gió nào. Vâng, Gia Cát Tây Phong đáp, mắt nhìn bên ngoài đình viện, cười lạnh không thôi, thì thảo nói. Lục Lâm Thiên, lần này ngươi chết chắc rồi, nếu như lần này ngươi có thể chạy thoát, trừ phi thành đế mới làm được, bằng không chỉ cần ngươi dám tới nhất định sẽ chết. Trong Đông Hải mênh mông, trên một hải đảo liên miên xanh ngắt một màu này có không ít kiến trúc liên miên. Bên ngoài một sơn động, một đạo thân ảnh cung kính đứng đó, trong sơn động vang lên một âm thanh lạnh lẽo. Nhanh đi chuẩn bị, lần này toàn lực đánh chết Lục Lâm Thiên, không để ý bất kỳ giá nào, Lục Lâm Thiên nhất định phải chết. Vâng, thân ảnh kia cung kính đáp, lập tức biến mất trước động. Trong một sơn mạch bao la, tuy rằng lúc này đã vào giữa hè thế nhưng trong sơn mạch này vẫn một mảnh xanh ngắt, vô số kiến trúc liên miên ở bên trong. Chuẩn bị, bất kể giá nào cũng phải đánh chết LTLD. Toàn lực đánh chết Lục Lâm Thiên. Từng đạo mệnh lệnh từ khắp nơi trong thiên địa vang vọng. Trong Phi Linh Môn, lúc rảnh rỗi Lục Lâm Thiên cũng không vùi đầu vào tu luyện mà lại thư giãn một chút. Cho nên thời gian kế tiếp ngoại trừ lúc lo lắng sư phụ đang khôi phục ra, Lục Lâm Thiên cũng vô cùng thanh nhàn. Ban ngày ở cùng mẫu thân và người nhà, còn có chỉ đạo tiểu tử Lục Kinh Vân tu luyện. Tiểu tử Lục Kinh Vân này tuy rằng còn nhỏ, thế nhưng trên phương diện tu luyện chỉ cần nói một chút là hiểu. Thường thường khiến cho Lục Lâm Thiên trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này hoàn toàn giống như là vì tu luyện mà sinh ra vậy. Thừa dịp lúc nhàn rỗi. Lục Lâm Thiên cũng muốn nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn, đem đám người Niếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo gọi vào quảng trường. Năm người này hiện tại chính là tồn tại mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi của Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên cũng muốn thử xem thực lực cụ thể của năm người này. Trên quảng trường, chúng cường giả hội tụ, không ít cường giả Phi Linh Môn nghe nói trưởng môn muốn thử thực lực đám người Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong lập tức có chút hứng thú. Đối với đệ tử bình thường mà nói, lúc này đã sớm vây quanh quảng trường. Giống như là việc trọng đại trong Phi Linh Môn vậy. Khi Lục Lâm Thiên tới quảng trường cũng không ngờ lại có nhiều người như vậy, Lục Lâm Thiên cũng lập tức cao hứng. Hắn vốn chỉ muốn xem thực lực của năm người này mà thôi, thế nhưng không ngờ lại có nhiều như vậy. Chỉ là cũng không có vấn đề quá lớn, để cho đệ tử khác đứng xem một chút cũng tốt. Ngược lại đối với không ít đệ tử trẻ tuổi thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng môn. Đệ tử cũ khó mà nhìn thấy trưởng môn một lần, thế nhưng tên tuổi của trưởng môn trên đại lục thì bọn họ lại thuộc như lòng bàn tay, nhìn thấy trưởng môn cả đám lập tức kích động không thôi. Trên quảng trường có 5 người đứng đó, chính là đám người Niếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc, Dương Linh Hạo, Trịnh Thánh Kiệt. 5 người cũng hấp dẫn vô số ánh mắt của các đệ tử trẻ tuổi. Đây chính là 5 vị sư huynh sư tỷ có thực lực cường hãn nhất trong đám người trẻ tuổi của Phi Linh Môn. Cũng là top 5 đệ tử hiện tại, 10 đại đệ tử trong Phi Linh Môn đều có địa vị cao siêu, cơ hồ bằng với hộ pháp bình thường. Hộ pháp bình thường cũng phải cho bọn họ vài phần mặt mũi. 5 người Niếp Phong đứng trên quảng trường, Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí thì còn tốt, không quá bất an. Ngược lại 3 người Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo thì cực kỳ khẩn trương. Hôm nay trưởng môn đích thân kiểm nghiệm thực lực của bọn họ, mà bọn họ cũng không có nắm chắc. Chỉ là trong mắt lại xuất hiện chiến ý 10 phần. Có thể chiến cùng trưởng môn một trận, nói ra cũng đủ để tự hào. Mọi người có hứng thú nhìn xuống bên dưới, Lục Lâm Thiên lách mình đi tới quảng trường.
ánh mắt nhìn vào năm người có chú vui vẻ. Năm người này đều có khí độ bất phàm. Đoan Mộc Hồng Chí còn nhỏ tuổi mà đã có phong độ, hai người Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo cũng không kém. Mắt nhìn Hoàng Tĩnh Ngọc, Lục Lâm Thiên lập tức nghĩ tới nhị nữ Hoàng Đan và Hoàng Hân. Hoàng Tĩnh Ngọc này cơ hồ hội tụ ưu thế của hai vị cô. Hoàng Đan vũ mị, Hoàng Hân thanh nhã cho nên cũng đủ để liệt vào hàng mỹ nữ nhất đẳng. Ngược lại Niếp Phong mấy năm qua cao hơn không ít, không có phong độ như Đoan Mộc Hồng Chí, thế nhưng cũng có sự trầm ổn. Mà tu vi của năm người trong đám người trẻ tuổi hiện tại xem như không thấp. Đoan Mộc Hồng Chí chính là vũ xuất tứ trọng, Niếp Phong là vũ xuất tam trọng, Hoàng Tĩnh Ngọc cũng là vũ xuất tam trọng, Trịnh Thánh Kiệt là vũ xuất nhất trọng, còn Dương Linh Hạo là linh xuất nhất trọng. Trong sự dò xét của Lục Lâm Thiên, toàn thân năm người run lên, giống như bị trưởng môn nhìn thấu, linh hồn run rẩy. Năm người các ngươi động thủ đi, nhớ kỹ xuất toàn lực, không cần lưu thủ. Lục Lâm Thiên nói với năm người, Phi Linh Môn có năm đệ tử trẻ tuổi như vậy quả thực không tệ. Vẫn có thể áp chế được đệ tử trẻ tuổi của các sơn môn khác trong đế đạo minh. Nghe vậy ba người Hoàng Tĩnh Ngọc, Dương Linh Hạo, Trịnh Thánh Kiệt nhìn nhau, tuy rằng chiến ý mười phần thế nhưng cũng không dám ra tay. Sư phụ, đệ tử không khách khí, mong sư phụ chỉ điểm. Trưởng môn, ta cũng không khách khí. Hai người Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí sau khi hành lễ lập tức đạp mạnh mặt đất quảng trường lập tức run lên. Hai người một thuộc tính thổ, một thuộc tính hỏa, chân khí tuôn ra, kia người dường như đã tôi luyện ra sự ăn ý với nhau, một trái một phải vây công Lục Lâm Thiên. Công kích sắc bén, tuyệt đối không dây dưa, trong lúc mơ hồ còn xen lẫn một tia năng lượng thuộc tính. Siêu! Chỉ là ngay khi hai người công kích, Lục Lâm Thiên trước mặt bọn họ đã biến mất không thấy gì nữa. Khi thân ảnh lần nữa xuất hiện lập tức xuất hiện phía sau hai người. Trưởng môn, Tĩnh Ngọc làm càn, mong trưởng môn chỉ điểm. Bộ váy dài trên người Hoàng Tĩnh Ngọc tung bay, mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Thân ảnh xinh đẹp nhảy lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Vừa ra tay đã đánh ra kiếm quang như thực chất, thanh thế này cũng coi như không tồi. Chúng ta làm càn, mong trưởng môn thứ tội. Trịnh Thánh Kiệt và Dương Linh Hạo cũng không chậm trễ, đánh về phía trước. Đoan Mộc Hồng Chí và Niếp Phong thất bại, ánh mắt kinh ngạc, nhanh chóng xoay người lại, công kích lần nữa ngưng tụ. Năm người đều là xuất cấp, lúc này toàn lực ra tay khiến cho cả quảng trường vang lên âm thanh bạo liệt không ngớt. Hoàng Đan trưởng lão, thực lực của Tĩnh Ngọc cũng không yếu a. Thanh Hỏa lão quỷ nói với Hoàng Đan. Đương nhiên, so với người năm đó còn mạnh hơn. Thiên Thủ Quỷ Tôn trừng mắt nhìn Thanh Hỏa lão quỷ, đối với thực lực của ái đồ hắn cực kỳ thỏa mãn. Bị Thiên Thủ Quỷ Tôn trừng mắt, Thanh Hỏa lão quỷ cũng đành chịu, đây chính là sư phụ hắn. Vốn vị sư muội này là đệ tử của hắn, ai ngờ lại thành sư muội. Thanh Hỏa cung phụng, tu vi của Tĩnh Ngọc mạnh là do Thiên Thủ Quỷ Tôn dạy bảo có phương pháp, cũng là do sư huynh như cung phụng chỉ giáo tốt. Bằng không Tĩnh Ngọc cũng không có tu vi như ngày hôm nay. Hoàng Đan vũ mị cười. Nghe Hoàng Đan nói, hai người Thiên Thủ Quỷ Tôn và Thanh Hỏa lão quỷ đều vui vẻ. Đối với những lời này cực kỳ hưởng thụ. Thiên thủ, người cũng không cần phải cao hứng. Người nhìn xem hai người Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí đi. Thực lực so với Tĩnh Ngọc còn mạnh hơn. Song Tuyệt Tôn giả thấy Thiên Thủ Quỷ Tôn đắc ý tứ thì dội một gáo nước lạnh. Thiên Thủ Quỷ Tôn bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Song Tuyệt Tôn giả nói. Lão già nhà ngươi không phục thì mang đệ tử tới đây. Đoan Mộc Hồng Chí chính là hậu nhân của Thánh Thủ Linh Tôn không phải nói nhiều. Niếp Phong lại chính là đệ tử trưởng môn, cũng không biết trưởng môn nhìn thấy tiểu tử này ở đâu. Một khi lên đài giao thủ lập tức biến thành người khác. Công kích trầm ổn mà có lực, có thể thấy rõ tiên cơ. Sớm biết như vậy trước đây ta đã nhận tiểu tử này làm đệ tử. Cũng được sao, Niếp Phong nếu như rơi vào trong tay ngươi không bị hủy mới lạ. Hỏa Sĩ Tôn giả trêu Thiên Thủ Quỷ Tôn. Hỏa Sĩ, ngươi cũng quá xem thường ta. Thiên Thủ Quỷ Tôn trừng mắt nhìn Hỏa Sĩ Tôn giả, lập tức nói. So với trưởng môn đương nhiên ta phải kém hơn. Ha ha! Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cười nói. Năm người này trong đám người trẻ tuổi đều rất mạnh, chỉ là hai người Đoan Mộc Hồng Chí và Niếp Phong còn mạnh hơn một chút. Niếp Phong trầm ổn mà có lực, Đoan Mộc Hồng Chí nhanh nhẹn sắc bén. Sợ rằng không bao lâu nữa hai người này sẽ trở thành kẻ đứng đầu trong đám người trẻ tuổi của toàn bộ đại lục. Những lời này cũng đúng, năm người đều rất mạnh,
Phi Linh Môn ta có đệ tử trẻ tuổi như vậy, lo gì Phi Linh Môn ta không hưng thịnh. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói, tinh quang trong mắt lập lòe. Nhớ ngày đó hắn và Lục Lâm Thiên tới Phi Linh Môn, ngay cả thế lực tam lưu Phi Linh Môn cũng không được tính vào. Cũng bởi vì hứa hẹn 10 năm của Lục Lâm Thiên cho nên tới bây giờ Phi Linh Môn đã tiến vào hàng ngũ siêu cấp thế lực nhất lưu. Đây là chuyện mà năm đó hắn cũng chưa dám nghĩ qua. Vẫn là sư phụ lợi hại, về sau nhất định ta phải trở thành cường giả như sư phụ. Lục Kinh Vân nhìn xuống bên dưới, bàn tay nhỏ nắm chặt. Trong mắt chờ mong không thôi, nó rất muốn đi xuống chiến một trận, thế nhưng lại không có tư cách. Lục Kinh Vân, ngay cả phong ca của ta ngươi cũng không phải là đối thủ. Ngươi còn muốn trở thành cường giả giống như sư phụ ngươi sao? Tiểu bất điểm như ngươi còn kém quá xa. Bảo Nhị đáp xuống vai trái Lục Kinh Vân, lườm Lục Kinh Vân rồi nói. Hừ, đợi thực lực của ta mạnh, người thứ nhất ta sẽ giáo huấn chính là ngươi. Lục Kinh Vân hung hăng nhìn Bảo Nhi, trong Phi Linh Môn này nếu nói người nó sợ nhất chính là Nam Thúc và sư phụ, thế nhưng đối tượng mà nó nằm mơ cũng muốn báo thù chính là Bảo Nhi. Bảo Nhi gần đây không để ý tới nó, hết lần này tới lần khác đánh nó. Mà ngay cả Bối Nhi cũng không giúp được, cho nên mỗi lần trước mặt Bảo Nhi nó đều nghiến răng nghiến lợi. Kinh Vân, sư phụ của ngươi quá lợi hại, ngay cả phụ mẫu của ta cũng không phải là đối thủ. Ngươi trước tiên nên cố gắng cho tốt, đừng mơ mộng quá. Bối Nhi uyển chuyển nói với Lục Kinh Vân. Ngay cả ngươi cũng đả kích ta. Lục Kinh Vân nhìn Bối Nhi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Kinh Vân, con nên cố gắng cho tốt, một ngày nào đó cũng sẽ trở thành cường giả giống như sư phụ của con. Bắc Cung Vô Song ngồi bên cạnh Lục Kinh Vân, dịu dàng cười nói. Chúng cường giả, hộ pháp Bắc Cung gia tộc đứng sau lưng có chút hứng thú nhìn 5 người trẻ tuổi trên quảng trường. Trong đó có 3 người so với đệ tử trẻ tuổi đồng lứa trong Bắc Cung gia cũng tuyệt không kém. Vẫn là sư mẫu nói đúng. Lục Kinh Vân cao hứng nói, đối với vị sư mẫu này nó cực kỳ yêu thích, bởi vì nó thu được không ít chỗ tốt. Thậm chí trên người mười mấy người bên cạnh sư mẫu cũng mạnh mẽ thu hoạch không ít. Phanh phanh. Trong quảng trường vang lên âm thanh trầm thấp. 5 người Niếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc công kích, thế nhưng ngay cả chéo áo của Lục Lâm Thiên cũng không thể đỡ Upsilon.NG vào được. Vũ giả thuộc tính thổ dùng sự trầm ổn, công kích nặng nề, hùng hậu. Thuộc tính phong nhanh chóng biến ảo, thuộc tính mộc xảo trá quỷ dị. Thuộc tính thủy biến hóa kéo dài hóa thành băng lạnh lẽo. Thuộc tính hỏa nóng bỏng mà cuồng bạo, mỗi một thuộc tính đều có sở trường riêng, nên lĩnh ngộ cho tốt. Lục Lâm Thiên nói xong đột nhiên chân khí quanh thân tuôn ra. Không gian thuộc tính thổ lan tràn, 5 người Đoan Mộc Hồng Chí lập tức mất trọng lượng, ở trong không gian thuộc tính thổ căn bản không có cách nào nhúc nhích. Trong lúc vô hình bị áp chế, mặc kệ 5 người giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi lựa lượng trói buộc vô hình quanh thân. Các ngươi nhìn kỹ, ở trong không gian thuộc tính thổ, Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, trong nháy mắt có một cỗ năng lượng thuộc tính thổ hội tụ. Trong nháy mắt lại hóa thành thuộc tính hỏa, thuộc tính thủy, thuộc tính mộc, thuộc tính phong. Trước mặt 5 người diễn giải 5 loại thuộc tính, 5 người này vừa mới đặt chân vào xuất cấp, cũng chỉ vừa mới tiếp xúc với lực lượng thuộc tính. Trên phương diện thuộc tính thì lĩnh ngộ cực kỳ quan trọng cho nên Lục Lâm Thiên mới muốn chỉ điểm 5 người tu luyện trên phương diện lĩnh ngộ thuộc ít. 5 người cẩn thận nhìn qua Lục Lâm Thiên diễn giải năng lượng thuộc tính, dường như có chút hiểu ra. Cuối cùng Lục Lâm Thiên đi tới trước mặt Dương Linh Hạo, một cỗ khí tức vô hình lan tràn. Dưới cỗ khí tức này toàn thân Dương Linh Hạo run rẩy. Lục Lâm Thiên nói, thân là linh giả, linh hồn lực và tâm cảnh cực kỳ quan trọng. Siêu, Lục Lâm Thiên nói xong, khí tức trên người lập tức biến mất, nhìn 5 người, nói. Xuống dưới lĩnh ngộ cho tốt, sáng sớm ngày mai đi tới mật thất phía sau núi, theo ta bế quan một đoạn thời gian ngắn. Đa tạ sư phụ, đa tạ trưởng môn. 5 người nghe vậy cao hứng không thôi, có thể bế quan cùng với trưởng môn, chỗ tốt kia không cần phải nói. Chúng đệ tử trên quảng trường thấy 5 vị sư huynh sư tỷ được bế quan cùng trưởng môn cũng chỉ có thể hâm mộ, ghen ghét. Hoàng hôn, sơn cốc trong Phi Linh Sơn mạch đã đen kịt một mảnh, ở phía chân trời còn sót lại chút ánh sáng. Đồng thời trên phía chân trời bắt đầu xuất hiện những vì sao mờ mịt. Nghĩa phụ, tỷ lệ sư phụ khôi phục lớn hay không? Tại một chỗ trên núi, Lục Lâm Thiên hỏi Nam Thúc. Có mộc hoàng khí của Thiên Mộc Thần Thụ,
Thiên Mộc Thần Thụ còn đột TP hạ đế cấp, tăng thêm nghịch mệnh hồn quả. Cơ hội khôi phục không nhỏ, chỉ là tất cả cũng phải chờ đợi kết quả. Nam Thúc nhìn về phía bản thân bố trí cấm chế xa xa. Vậy thì cần bao lâu? Lục Lâm Thiên cảm giác được sợ rằng trên đại lục này sẽ có biến hóa. Sư phụ khôi phục hắn cũng có thể thở dài một hơi. Cái này cũng không thể nói chuẩn xác được, ít thì một năm nửa năm, nhiều thì dài hơn, cứ chậm rãi đợi đi. Nam Thúc quay đầu, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tu vi vũ giả của ngươi đã đạt tới vũ tôn cửu trọng đỉnh phong. Hiện tại có lẽ nên tu luyện phương diện linh giả nhiều hơn. Tu luyện âm dương linh vũ quyết phải đồng thời đột phá linh vũ. Đệ tử đã biết. Lục Lâm Thiên gật đầu nói, chỉ là nếu như tu luyện bình thường còn không biết tới năm tháng nào. Muốn tìm mấy linh tôn cao trọng thôn vệ cũng không phải là chuyện dễ. Đợi khi ngươi đạt tới linh tôn cửu trọng đỉnh phong có lẽ sẽ thành đế. Nam Thúc nói, muốn một lần đột phá thành đế có lẽ rất khó. Muốn một lần đột phá thành đế, bốn chữ này khiến cho Lục Lâm Thiên run lên. Chỉ là trước đế giả này có bao nhiêu nhân vật phong hoa tuyệt đại trên đại lục cũng phải dừng bước ở bước này. Hắn có thể một lần đột phá đặt chân lên cấp độ kia sao? Người khác khó không có nghĩa là ngươi khó khăn, ngươi đã sớm có tâm cảnh đế giả, tăng thêm trên phương diện lĩnh ngộ cực cao. Lại có đế giả chi nguyên, muốn một lần đột phá thành đế tuyệt đối không khó. Nam Thúc nói xong, ngừng một lát lại nói. Đúng rồi, gần đây ngươi chú ý Thiên Địa Minh một chút. Thiên Địa Minh ở trong Tử Vong Thâm Uyên chịu thiệt thòi lớn như vậy nhất định sẽ có động tác. Hiện tại lại chậm chạp không có động tĩnh gì, trong lúc mơ hồ ta cảm thấy có chút bất an. Con đã phân phó ám đường chú ý nhiều hơn một chút. Một khi có bất kỳ tin tức gì sẽ lập tức truyền tới. Lục Lâm Thiên gật đầu, Thiên Địa Minh không có hành động quả thực cũng có chút không bình thường. Chính bản thân ngươi cũng nên cẩn thận, ta đoán nếu như Thiên Địa Minh muốn đối phó với người khác thì người đầu tiên chính là ngươi. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên, khóe miệng nở nụ cười khổ nói. Cả Thiên Địa Minh ở trong tay ngươi đều chịu thiệt, sợ rằng đã khiến cho bọn chúng liên kết, cùng chung một kẻ thù. Con không sợ, đến một con sẽ giết một. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sát ý, hắn không còn là Lục Lâm Thiên ngày trước. Dùng tu vi thực lực hiện tại nhất định sẽ khiến cho Thiên Địa Minh trả giá. Dùng tu vi cùng thực lực của ngươi hiện tại người muốn đối phó với ngươi cũng không phải là chuyện dễ. Trong tất cả các sơn môn lớn cũng nhận được một ít lệnh cấm, đối với ngươi cũng có ít tác dụng. Chờ sau khi ngươi một lần đột phá thành đế, khi đó chính thức không cần lo lắng tới chuyện ai đó tùy tiện đối phó với ngươi. Nghĩa phụ, cái lệnh cấm kia là gì vậy? Lục Lâm Thiên hỏi. Từ trong miệng của Cực Lạc Tam Quỷ hắn cũng đã biết rõ việc này một ít. Việc này cũng có thể nói cho ngươi một chút. Nam Thúc trầm tư, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Bây giờ ngươi có biết có bao nhiêu đế giả ra hay không? Trừ sư bá thánh linh lão tổ ra, dường như không còn đế giả khác. Lục Lâm Thiên nói, người mà hắn gặp bên ngoài, còn sống trên đời cũng chỉ có sư bá thánh linh lão tổ là đế giả. Nghĩa phụ tuyên bố với bên ngoài là đế giả. Thế nhưng trên thực tế chỉ là chuẩn đế mà thôi. Mặt khác sư phụ chí thánh đại đế của hắn cũng không còn sống trên đời. Đại lục đồn rằng đã trên vạn năm không có đế giả xuất hiện. Nam Thúc nói. Nghĩa phụ, chuyện này có lẽ không đúng. Sư bá thánh linh lão tổ thành đế có lẽ cũng là chuyện trong vạn năm trở lại đây. Lục Lâm Thiên suy nghĩ nói. Sư bá cùng sư phụ hẳn là người không kém nhau bao nhiêu tuổi. Cho nên sư bá thành đế tuyệt đối không có thời gian quá dài. Đồn rằng trên đại lục đã có hơn vạn năm không có đế giả xuất hiện có thể không đúng. Bất quá khi trước quả thực hắn đã nghe nói người khác nói như vậy. Chuyện đó cũng không tính là giả. Nam Thúc mỉm cười, nói. Nói lời này cũng chỉ nói với người bình thường mà thôi. Người bình thường thì có thể biết rõ được bao nhiêu chuyện cơ chứ. Huống chi trên vạn năm nay quả thực không có đế giả xuất hiện. Nghĩa phụ nói như vậy trên đại lục này cũng không thiếu đế giả sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc, trong mắt có chút ngưng trọng. Đế giả trên đại lục tuyệt đối có, thế nhưng cụ thể có bao nhiêu thì ta cũng không biết. Nam Thúc nói. Bất quá ta thu được một tin tức, đế giả trên đại lục này đều nhận được một lệnh cấm. Lệnh cấm? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Không phải đế giả đều là tồn tại mạnh nhất trên đại lục sao? Chẳng lẽ còn có lệnh cấm nào có tác dụng với bọn họ sao? Điểm này ta cũng không biết được,
Thế nhưng dưới lệnh cấm này cơ hồ tất cả đế giả không dám không theo. Ở trong Độc Cô Gia ta cũng nhận được tin tức nhiều hơn ngươi một chút. Biết một ít chuyện che giấu cũng nhiều hơn. Thực lực của ngươi hiện tại không kém, cũng là lúc nên nói cho ngươi biết một ít chuyện. Nam Thúc nghiêm túc nhìn Lục Lâm Thiên nói. Vâng. Lục Lâm Thiên gật đầu, dựng thẳng tai cung kính nghe. Ngươi cho rằng đế giả chính là người mạnh nhất trên đại lục, thế nhưng trên thực tế lại không phải là như vậy. Đồn rằng từ xưa tới nay trên đại lục này đã bị một người thần bí khống chế. Mà ngay cả đế giả cũng phải nghe lệnh cấm của hắn. Nam Thúc nói. Ngươi có biết tại sao Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc sao phải lánh đời hay không? Lục Lâm Thiên lắc đầu, Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc tại sao lại lánh đời quả thực Lục Lâm Thiên không biết. Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc đều có thực lực cường hãn vậy thì tại sao phải lánh đời a? Nam Thúc nheo mắt nói. Lục Đại Nhân Hoàng tộc, Tứ Đại Thú Hoàng tộc lánh đời không được nhúng tay vào bất kỳ một chuyện gì trên đại lục. Thậm chí trừ hư không mật cảnh ra thì bất luận một mật cảnh nào trên đại lục cũng không thể tiến vào. Đây là tổ huấn của lão tổ Tứ Đại Thú Hoàng tộc và Lục Đại Nhân Hoàng tộc lưu lại. Thế nhưng đồn rằng chuyện này có liên quan tới người thần bí tồn tại trên đại lục chúng ta. Nam Thúc nói. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên được giải đáp không ít nghi hoặc, từ trước cho tới nay không ít mật địa trên đại lục này đều không có thân ảnh của Lục Đại Nhân Hoàng tộc và Tứ Đại Thú Hoàng tộc. Lúc trước ở dưới thiên đảo có người của Độc Cô gia tộc xuất hiện. Thế nhưng đây chỉ là phủ đệ của sư phụ Chí Thánh Đại Đế lưu lại mà thôi, cũng không phải là mật cảnh thiên địa gì. Có một ít chuyện ta cũng không biết nhiều. Lục Đại Nhân Hoàng tộc, Tứ Đại Thú Hoàng tộc, thậm chí là tất cả các sơn môn lớn đều đang tìm kiếm đáp áp, muốn đánh vỡ sự khống chế trong lúc vô hình này. Nam Thúc than nhẹ một tiếng, nói với Lục Lâm Thiên. Ta nhận được tin tức là thật, tất cả các đế giả trên đại lục đều nhận được lệnh cấm. Cho nên đế giả không được ra tay với người có tu vi đồng cấp, người vi phạm giết không tha. Không nghĩ tới trên đại lục lại còn che giấu chuyện như vậy. Lục Lâm Thiên rung động, chuyện che giấu bực này quả thực đây là lần đầu tiên hắn nghe nói. Những chuyện này tạm thời không có bao nhiêu quan hệ với ngươi. Ngược lại lệnh cấm kia đối với ngươi hiện tại có lợi. Dùng thực lực của ngươi hiện tại có lẽ đỡ upsilon.ng phải chuẩn đế cũng có thể chạy thoát được. Mà đế giả lại không ra tay với ngươi cho nên người có thể đối phó với ngươi không nhiều lắm. Coi như là chuẩn đế tới có thể làm cho con trốn hay không cũng không nhất định. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý, dùng tu vi của hắn hiện tại, cấp độ chuẩn đế tuyệt đối không thể khiến cho hắn vừa nhìn thấy đã trốn. Tất cả phải đợi sau khi động thủ mới biết được. Thực lực của ngươi hẳn có thể chống lại chuẩn đế. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên, than thở nói. Nếu như ngươi có thể đột phá đế cấp, đến lúc đó người có thể đối phó với ngươi càng thêm ít. Chỉ tiếc ta lại không hy vọng ngươi đột phá đế cấp quá sớm. Nghĩa phụ, sao lại vậy? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Không có gì, tất cả thuận theo tự nhiên đi. Có một ít chuyện đến lúc đó tự nhiên ngươi sẽ biết rõ. Cho nên tất cả thuận theo tự nhiên, không cần chú ý quá nhiều. Thế nhưng thiên địa minh ngươi nhất định phải đề phòng. Tất cả cẩn thận thì hơn. Nam Thúc ngưng trọng nói, hiện tại đại sự đã sắp tới, vì cơ nghiệp vạn năm của mình tất cả các sơn môn lớn đang sắp xếp đường lùi. Lục Lâm Thiên xuất hiện đã tạo cho bọn họ uy hiếp cực lớn. Cho nên thiên địa minh tuyệt đối không cho phép, mà đổi lại, chuyện lớn kia có lẽ cũng sắp tới. Nếu như Lục Lâm Thiên đột phá quá sớm tất sẽ bị cuốn vào bên trong. Đến lúc đó chạy trời không khỏi nắng. Lục Lâm Thiên đầu, tuy rằng có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng không hỏi nhiều. Sau khi trò chuyện cùng Nam Thúc một lát rồi hắn mới rời khỏi ngọn núi. Tất cả thuận theo tự nhiên đi. Nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên, Nam Thúc thì thào nói. Vào đêm, màn đêm bao phủ mặt đất, trên trời cao, từng vì sao le lói ở phía chân trời. Vầng trăng chậm rãi đi lên, ánh trăng sáng rõ. Trong phòng Lục Lâm Thiên đang hôn đôi môi đỏ mọng của Bắc Cung Vô Song, mây mưa lại sắp tới. Một lát sau. Một thân thể hoàn mỹ xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đem thân thể động lòng người này ôm vào lòng. Vật cứng rắn dưới bụng tiến vào nơi ướt át, dùng sức đâm vào. Bắc Cung Vô Song một tiếng, thân thể như có dòng điện chạy qua, hai chân cuốn chặt lấy lưng Lục Lâm Thiên. Cặp mông trắng bóc uốn éo, phối hợp với Lục Lâm Thiên. Trong phòng, hai người hòa thành một thể, xuân sắc khôn cùng.
không biết bao lâu mới lặng lẽ hành quân. Một đêm chậm rãi trôi qua, vầng trăng sáng gần biến mất. Ở trong Phi Linh Môn, mặt trời chậm rãi đi lên, ánh sáng bao phủ mặt đất. Trong mật thấy phía sau núi, khi đám người Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo mang theo sự kinh ngạc theo Lục Lâm Thiên tiến vào thiên trụ giới. Khi nhìn thấy thiên trụ giới, bốn người đều rung động thật sâu. Niếp Phong nắm tay tiểu sư đệ Lục Kinh Vân, còn có Bối Nhi, Bảo Nhi, cũng không quá kinh ngạc. Niếp Phong và Bảo Nhi, Bối Nhi đã sớm đi vào trong thiên trụ giới từ lâu. Lục Lâm Thiên để cho mọi người tu luyện tại tầng thứ nhất của thiên trụ giới, bế quan một thời gian ngắn, cũng giao cho năm người một ít đan dược phù hợp. Mà lần này Lục Kinh Vân cũng bị Lục Lâm Thiên mang vào. Tiểu tử này được mọi người vô cùng yêu thương, thời điểm này cũng nên cho tiểu tử này tu luyện một thời gian ngắn. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, đi tới tầng thứ ba thiên trụ giới. Thực lực của sáu người Niếp Phong còn quá thấp, còn chưa có lĩnh ngộ. Nếu như đi tới tầng thứ ba chỉ có hại chứ không có lợi. Trong tầng thứ ba thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên khoanh chân mà ngồi. Lưu quang màu xanh lóe lên trong tay, một cỗ khí tức bàng bạc theo đó lan tràn. Một tiểu đỉnh bát giác bên trên có bí văn quanh quẩn, khí tức bàng bạc cổ xưa lan tràn khiến cho tim mọi người nhảy lên. Đây chính là hồn linh khí chất linh cốc đỉnh hắn lấy được từ trong tay nhạc phụ Độc Cô Ngạo Vũ. Lúc trước đại được hồn linh khí địa cấp đỉnh phong này, tuy rằng trong lòng Lục Lâm Thiên vui mừng, thế nhưng vẫn còn có chỗ cố kỵ. Nếu như đem chất linh cốc đỉnh này thu vào trong đầu, nếu như bị kim đao màu vàng chém đứt thì hắn khóc không ra nước mắt. Cho nên hắn cũng chưa từng luyện hóa chất linh cốc đỉnh này. Hỏa long đỉnh thì cấp bậc thấp, hiện tại hắn muốn luyện chế một ít đồ vật thì dược đỉnh bình thường đã không có cách nào chịu đựng nổi. Cho nên Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể luyện hóa chất linh cốc đỉnh này. Nhiều nhất sau khi luyện hóa không thu chất linh cốc đỉnh này vào trong đầu. Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể làm như vậy. Lục Lâm Thiên cũng không dám thử để cho chất linh cốc đỉnh này vào trong đầu. Nếu như chất linh cốc đỉnh này bị hủy, hắn sẽ cực kỳ đau lòng. Siêu! Nhìn chất linh cốc đỉnh bát giác này, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết. Từng đạo thủ ấn huyền ảo, toàn thân tuôn ra linh lực bàn bạc. Một đạo linh hồn lực từ trong mi tâm lướt đi, tiếp đó trong nháy mắt đạo linh hồn lực này bắn vào trong chất linh cốc đỉnh này. Ông! Trong sát na này, chất linh cốc đỉnh đang yên tĩnh đột nhiên ông ông. Toàn thân bắn ra quang mang màu xanh chói mắt. Một cỗ khí tức cổ xưa mênh mông từ trong đại đỉnh lan tràn ra. Siêu! Cùng một lúc, trên chất linh cốc đỉnh lập tức có một đạo quang trụ màu xanh bắn vào trong đầu Lục Lâm Thiên, lập tức hóa thành một cỗ tin tức cực lớn. Một lát sau, quang trụ mới thu liễm không thấy, mà lúc này cỗ khí tức bàng bạc trên chất linh cốc đỉnh không giảm bớt mà còn tăng lên, không gian run rẩy. Chung quanh chất linh cốc đỉnh xuất hiện mấy vết nứt đen kịt khó có thể nhìn thấy trong không gian. Ông! Hai mắt Lục Lâm Thiên nhắm nghiền, xem xét cỗ tin tức cực lớn vừa rồi. Hai mắt đột nhiên mở ra, thủ ấn trong tay kết xuất. Cánh tay giơ lên, chất linh cốc đỉnh bành trướng, ông một tiếng rơi xuống trước người hắn. Dược đỉnh thật mạnh! Lục Lâm Thiên thì thào nói, từ trong tin tức vừa mới thu được, chất linh cốc đỉnh này quả thực không phải là dược đỉnh bình thường. So với hỏa long đỉnh không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Dược đỉnh này cấp độ càng cao, đối với việc luyện chế đan dược và linh khí đều có tác dụng tăng lên không ít. Còn có thể tận lực hạn chế hao tổn khi luyện chế. Có thể có được một kiện dược đỉnh tốt chính là chuyện mà tất cả linh giả tha thiết ước mơ. Chất linh cốc đỉnh này tuy rằng không phải là thần khí, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng tuyệt đối thỏa mãn. Đoán chứng hiện tại hắn muốn luyện chế bảo vật cũng càng có chút nắm chắc. Lần này Lục Lâm Thiên tiến vào thiên trụ giới là muốn luyện chế thân thể đế giả đạt được trong tử vong thâm uyên khí trước thành khôi lỗi. Đối mặt với đối thủ ngày càng mạnh, gần đây trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên cũng có chút lo lắng thiên địa minh sẽ âm thầm ra tay, cho nên hắn phải chuẩn bị một ít con bài chưa lật trên người. Mà thân thể đế giả này khi còn sống chính là một đế giả chân thật, thân thể cường hãn không phải là thứ mà đám người Nhâm Hà tôn giả có thể so sánh. So với thân thể tôn giả không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Quả thực chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế khôi lỗi. Lục Lâm Thiên suy nghĩ, nếu như hắn có thể luyện chế thành khôi lỗi thì đây sẽ là cánh tay đắc lực của hắn. Thân thể đế giả luyện chế thành khôi lỗi, sau khi luyện chế sẽ thành cấp độ gì Lục Lâm Thiên cũng không dám tưởng tượng ra. Chỉ là nó sẽ tuyệt đối cường hãn. Siêu! Tâm thần Lục Lâm Thiên khẽ động, từ trong nhẫn chữ vật xuất ra tài liệu luyện khí.
đều là tài liệu luyện chế khôi lỗi cần thiết, những tài liệu này cũng là tài liệu tốt nhất mới có thể xứng với thân thể đế giả. Mới có thể luyện chế ra một đầu khôi lỗi hoàn chỉnh. Đối với phương diện tài liệu này Lục Lâm Thiên hiện tại không thiếu. Thu hoạch những năm này cộng thêm nội tình của phi linh môn tuyệt đối tới mức dọa người. Sau khi kiểm tra những tài liệu này một lần, Lục Lâm Thiên nở nụ cười thỏa mãn. Lập tức gọi ra thân thể đế giả trong nhẫn chữ vật. Thân thể đế giả này hoàn toàn chính là xương bọc da, mái tóc rối tung mất trật tự giống như mạng nhện, trên người không có bất kỳ sinh cơ nào. Gợn sóng vô hình chung quanh thân thể lắc lư khiến cho linh hồn đau đớn. Một cỗ uy áp bàng bạc cực lớn trong lúc vô hình khuếch tán. Tài liệu tuyệt hảo để luyện chế khôi lỗi A. Khí tức trên thân thể đế giả này cũng làm cho Lục Lâm Thiên run sợ. Chuẩn bị luyện chế. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức ngưng tọc, luyện chế bảo vật như vậy. Tu vi linh tôn bát trọng của hắn có thể thành công hay không Lục Lâm Thiên không nắm chắc. Thế nhưng hắn cũng không vì thế mà lui bước, bằng không Lục Lâm Thiên cũng không định luyện chế như hiện tại. Có linh hồn lực không kém, lại có tâm cảnh đế giả cho nên Lục Lâm Thiên cũng có gan thử một lần. Siêu. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, Lục Lâm Thiên khoanh chân mà ngồi trước chất linh cốc đỉnh. Thủ ấn biến hóa, bàn tay vung lên, một cỗ linh lực tiến vào trong chất linh cốc đỉnh. Hỏa diễm lập tức rít gào. Ngay lúc đó Lục Lâm Thiên đem không ít tài liệu luyện chế khôi lỗi ném vào trong chất linh cốc đỉnh, hỏa diễm nóng bỏng ngập trời bao phủ, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Hỏa diễm này nóng bỏng cường hãn vô cùng, phủ lên không gian to lớn, chỉ sợ ngay cả tôn giả bình thường cũng không dám tới gần. Dược đỉnh không tệ. Lục Lâm Thiên nở cười thỏa mãn. Sau khi luyện chế Lục Lâm Thiên mới thực sự cảm giác được diệu dụng của chất linh cốc đỉnh, có thể vận dụng linh hỏa tới nhiệt độ cao nhất. Tiết kiệm không ít linh lực. Tuy rằng ngay từ đầu không là gì, thế nhưng nếu kéo dài sẽ có lợi ích rất lớn. Nếu như thi đấu luyện đan mà nói, thực lực hai người không kém nhau bao nhiêu thì thắng bại sẽ nằm ở trên dược đỉnh. Tài liệu phụ trợ luyện chế khôi lỗi lúc này cũng rất khó luyện chế. Thế nhưng đối với Lục Lâm Thiên mà nói có chất linh cốc đỉnh tương trợ, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Mà loại luyện hóa này đối với Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói cũng không cần quá nhiều kỹ thuật. Chỉ mất nhiều thời gian mà thôi. Đồng thời còn có thể rèn luyện sự khống chế đối với năng lượng của linh hồn. Về phần vấn đề thời gian, ở trong tầng thứ 3 của thiên trụ giới Lục Lâm Thiên cũng yên tâm. Thời gian gấp 30 lần, so với bên ngoài có rất nhiều. Mà bên ngoài có vô song còn ở trong phi linh môn, đến lúc đó hai người còn phải đi về Lục gia. Luyện hóa tài liệu phụ trợ khiến cho Lục Lâm Thiên tốn 3 ngày mới có thể đem tất cả tài liệu phụ trợ luyện hóa hoàn toàn. Trong chất linh cốc đỉnh, từng đoàn linh dịch tinh thuần đang sôi sục trong linh hỏa. Những dung dịch này một khi cứng lại so với bất kỳ sắt thép tinh luyện còn cứng hơn nhiều. Dò xét dung dịch trong chất linh cốc đỉnh, Lục Lâm Thiên vung tay lên, lập tức đem thân thể đế giả ném vào trong chất linh cốc đỉnh. Siêu! Dưới hỏa diễm nóng bỏng, trường bào trên người thân thể đế giả này lập tức bị linh hỏa thiêu đốt thành cho bụi. Thế nhưng làn da khô héo kia dường như so với bất kỳ chất liệu gì còn cứng rắn hơn nhiều. Căn bản không có cách nào luyện hóa, cũng không có cách nào có thể đốt cháy được nó. Cảnh này khiến cho Lục Lâm Thiên vừa mừng vừa vui. Vui là thân thể đế giả so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không buông tha, tiếp tục khống chế linh hỏa ngập trời luyện chế. Xèo. Dưới sự luyện hóa bề mặt thân thể đế giả rốt cuộc cũng có động tĩnh phát ra tiếng xì xèo. Một giọt máu khô bắt đầu tràn ra, lập tức bị nhiệt độ cao đốt cháy thành hư vô. Trong lòng Lục Lâm Thiên vui vẻ, giống như nhìn thấy được hy vọng, cứ luyện chế như vậy đến lúc đó thân thể đế giả sẽ vàng mạnh. Dưới nhiệt độ như vậy tạp chất sẽ bị loại bỏ, đến lúc đó thân thể này sẽ càng cường hãn tới tận cùng. Theo luyện chế, thân thể đế giả này gần trở nên huyết nhục mơ hồ, một tia máu tươi từ trong cơ thể tràn ra. Chóp ngọn lửa hóa thành sương mù. Thân thể đế giả cũng chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Gân cốt cơ bắp co rút nhanh, giống như cố gắng ngưng tụ lực lượng đợi bộc phát vậy. Cứ thế luyện chế cũng mất Lục Lâm Thiên cả nửa tháng, so với những tài liệu kia còn khó luyện chế hơn nhiều. Mà trải qua nửa tháng luyện chế khiến cho thân thể đế giả này càng cường hãn, bên trên có một màng thịt nhàn nhạt. Cường độ thân thể so với trước luyện chế mạnh hơn gấp mấy lần. Gân cốt, cơ bắp trải qua luyện chế tuyệt đối. Chỉ cần nhìn vào cũng khiến cho người ta rung động. Tuyệt đối cường hãn. Nhìn năng lượng bên trong thân thể đế giả lan tràn ra khiến cho Lục Lâm Thiên run sợ. Trong mắt hiện lên sự thỏa mãn,
thủ ấn biến hóa, từ trong mi tâm có một đạo linh hồn lực tiến vào trong mi tâm của thân thể này. Trong đầu thân thể đế giả này, Lục Lâm Thiên tiến vào trong không gian to lớn sâu trong đầu, lập tức hóa thành một đạo thân ảnh hư ảo đứng đó. Không gian trong đầu thân thể đế giả Lục Lâm Thiên đã vào lần thứ hai. Lần thứ nhất hắn đã kiểm tra qua trong đầu thân thể đế giả này còn một đạo tàn hồn. Thế nhưng tàn hồn đã bị hao tổn nghiêm trọng, có lẽ là bởi vì ở trong không gian linh hồn cho nên còn chưa kịp tán loạn. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, đạo tàn hồn này có lẽ có liên quan tới Tử Vong Thâm Uyên. Trong Tử Vong Thâm Uyên trên người thân thể đế giả này có một đạo tàn hồn thúc dục, thế nhưng cuối cùng sau khi rời khỏi lại biến mất không thấy gì nữa. Mà nếu như đây là năng lượng của tàn hồn đế giả thì Lục Lâm Thiên cũng không dám đỡ Upsilon.NG vào. Bởi vì ở trong Tử Vong Thâm Uyên hắn đã được chứng kiến sự lợi hại của thân thể đế giả này. Thế nhưng hiện tại tàn hồn đế giả bị hao tổn nghiêm trọng thì khác, hiện tại Lục Lâm Thiên muốn luyện chế nó thành khôi lỗi trong cơ thể. Hoạt nhân khôi lỗi sở dĩ so với khôi lỗi bình thường mạnh mẽ hơn nhiều là bởi vì trong cơ thể có linh hồn. Dù sao khôi lỗi cũng chỉ là khôi lỗi, không có suy nghĩ, nghiêm túc mà nói chẳng khác gì là cái máy giết chóc. Mà hoạt nhân khôi lỗi thì lại khác. Có một đạo linh hồn lực của bản thân lưu lại, có thể thi triển vũ kỹ và linh kỹ lúc sinh tiền. Tàn hồn trong đầu thân thể đế giả này Lục Lâm Thiên cũng hy vọng có thể dùng tới, đến lúc đó không chừng khôi lỗi này sẽ càng mạnh hơn một chút, loại bảo vật như thân thể đế giả muốn luyện chế hoàn mỹ thì tàn hồn có thể phá huy tác dụng vô cùng lớn. Có thể dung hợp với thân thể lần nữa, vậy thì khôi lỗi luyện chế ra mới là tốt nhất. Thủ ấn biến hóa. Hư ảnh linh hồn Lục Lâm Thiên dẫn động một cỗ năng lượng vô hình đem năng lượng tàn hồn trong không gian mà khó có thể nhận ra này ngưng tụ. Trong không gian trắng xóa, lập tức có vô số năng lượng tàn hồn hội tụ tới. Giống như từng sợi tóc màu trắng kéo tới. Nửa canh giờ sau, dưới sự cố gắng của Lục Lâm Thiên, vô số tàn hồn hội tụ, lập tức lan tràn ra một cỗ uy áp khiến cho Lục Lâm Thiên run sợ. Vốn những tàn hồn này đã không còn tí uy áp nào. Bất quá sau khi tàn hồn hội tụ uy năng lại tăng lên nhiều. Tuy rằng không mạnh như trong Tử Vong Thâm Uyên, thế nhưng có chút kỳ quái là không kém quá xa. Dưới uy áp như vậy Lục Lâm Thiên cũng chịu ảnh hưởng, trên khóe miệng của thân ảnh hư ảo nở nụ cười quỷ dị. Khi một đạo tàn hồn cuối cùng trong không gian ngưng tụ tới, lúc này năng lượng tàn hồn đã cực kỳ bàng bạc, uy áp kinh khủng càng cường hãn. Đi! Lục Lâm Thiên quát một tiếng. Thân ảnh hư ảo này lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu xanh đột nhiên tiến vào trong đạo tàn hồn kia, tàn hồn lập tức run lên. Ý định của Lục Lâm Thiên chính là để hóa thân linh hồn lực của mình dung hợp với tàn hồn này. Bằng không tàn hồn hội tụ tới thế nhưng đã bị hao tổn nghiêm trọng, lưu lại cũng không có tác dụng quá lớn. Chỉ có dùng một đạo hóa thân linh hồn lực của hắn hòa tan thành một thể với nó, cuối cùng bố trí ở trong thân thể đế giả này thì mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Thế nhưng cũng tương đương với việc Lục Lâm Thiên tổn thất một đạo linh hồn lực cho tàn hồn này, để cho bản thân nó cường hãn hơn một chút. Phụt! Bên ngoài, Lục Lâm Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một đạo linh hồn lực dung hợp với tàn hồn trong thân thể đế giả chẳng khác gì hắn tổn thất một đạo linh hồn lực. Để cho tàn hồn mạnh hơn nữa Lục Lâm Thiên nhịn đau xuất ra một đạo linh hồn lực này. Ảnh hưởng bực này tuy rằng vẫn còn nằm trong sự khống chế của Lục Lâm Thiên. Thế nhưng hắn cũng không nhịn được mà bị thương. Linh hồn lực của Lục Lâm Thiên dung hợp vào trong tàn hồn của thân thể đế giả cũng không xảy ra sự chống cự, chỉ là có một cỗ uy áp cực lớn của tàn hồn đế giả khiến cho Lục Lâm Thiên có không ít ảnh hưởng, thế nhưng cũng dung hợp rất nhanh. Tàn hồn này tuy rằng không chống cự, cũng dung hợp nhanh chóng, thế nhưng muốn hoàn toàn dung hợp với tàn hồn của đế giả cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chậm rãi dung hợp, ăn mòn lại tốn của Lục Lâm Thiên 5 ngày. 5 ngày sau tàn hồn dung hợp hoàn tất, tàn hồn sau khi dung hợp một đạo linh hồn lực, đoàn tàn hồn này dường như khôi phục uy năng cực lớn, quang mang đại thịnh. Phù! Lúc này Lục Lâm Thiên cũng đã sớm có sự chuẩn bị, linh hỏa dũng mãnh tiến vào trong đầu thân thể đế giả. Tàn hồn bị Lục Lâm Thiên đánh vào trong chỗ sâu ở trong đầu thân thể đế giả, trong khoảnh khắc thân thể đế giả run lên. Thành công! Tiếp đó trong mắt Lục Lâm Thiên xuất hiện sự vui vẻ, trong chất linh cốc đỉnh. Thân thể đế giả bắt đầu có chút sáng bóng giống như kim loại. Hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, ánh mắt lạnh băng, tràn ngập một cỗ khí tức sát phạt. Khôi lỗi bí thuật, ngưng tụ cho ta. Lúc này thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên biến hóa, dung dịch trong chất linh cốc đỉnh sôi trào, tưới tắm vào trên thân thể đế giả. Xì xì,
Dung dịch nóng hổi rót lên trên thân thể đế giả phát ra tiếng xì xì, nhiệt độ nóng bỏng lần nữa kéo lên. Từ đầu tới chân thân thể đế giả bị một mảnh dung dịch nóng bỏng bao trùm. Dung dịch nóng bỏng bao phủ thân thể, thủ ấn lục lâm thiên biến hóa, từng đạo lưu quang quỷ dị tràn ngập. Dưới thủ ấn huyền ảo, trong hai mắt trống rỗng mà lạnh lẽo như băng kia chậm rãi chuyển thành tái nhợt, hàn ý lạnh lẽo khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Khí tức sát phạt trong mắt không những không giảm bớt mà còn ngày càng thô bạo. Mà lúc này, theo dung dịch tuối vào, thân thể đế giả trở thành màu xám, bóng lóng giống như kim loại. Cả thân thể tràn ngập khí thế bàng bạc, chậm rãi từ trong cơ thể lan tràn ra. Khí tức này khiến cho lòng người rung động. Cảm nhận cỗ khí tức này, trong lòng Lục Lâm Thiên khẽ giật mình, vui mừng quá đỗi, khí tức này cực kỳ cường hãn, trong lúc mơ hồ mang theo uy của đế giả, uy năng như vậy rõ ràng là dấu hiệu luyện chế thành công. Tụ cho ta. Trong lòng vui vẻ, cố nén sự vui vẻ cùng kích động trong lòng. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên lần nữa kết xuất, lạnh nhạt quát một tiếng. Trong mi tâm lần nữa có một đạo linh hồn lực tiến vào trong mi tâm của thân thể đế giả. Một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu từ trên thân thể đế giả lan tràn ra. Oanh! Lúc này thân thể đế giả đột nhiên run lên, trên chất linh cốc đỉnh phát ra âm thanh siêu siêu rất nhỏ. Một cỗ năng lượng cuồng bạo từ không gian chung quanh giống như nước mãnh liệt kéo tới. Năng lượng hội tụ lập tức rót vào trong thân thể khôi lỗi ở trong chất linh cốc đỉnh. Năng lượng rót vào, trên thân thể đế giả đã được luyện chế thành khôi lỗi chậm sinh cơ, một cỗ sinh cơ như có như không. Sinh cơ này đang chậm rãi gia tăng, có cảm giác phun trào. Trong hai mắt thân thể đế giả đột nhiên bắt ra tinh quang, một cỗ khí tức sắc bén đột nhiên lan tràn. Ầm ầm, năng lượng cường hãn chung quanh rót vào trong thân thể đế giả được luyện chế thành khôi lỗi phát ra tiếng siêu siêu. Thân thể đế giả luyện chế thành khôi lỗi lúc này cũng tham lam hấp thu năng lượng rót vào. Thỏa thích hấp thu, mà lúc này một cỗ khí thế từ trong thân thể kia tràn ra ngày càng kéo lên, ngày càng khủng bố. Tất cả chuyện này Lục Lâm Thiên đều nhìn thấy trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Khôi lỗi luyện chế từ thân thể đế giả không ngờ có thể thôn vệ năng lượng, khí tức mạnh mẽ vô cùng khủng bố. Bát cấp sơ giai, bát cấp trung giai, bát cấp cao giai, bát cấp đỉnh phong. Khí tức trên người khôi lỗi một đường tăng vọt, ánh mắt ngày càng kinh ngạc. Khí tức của khôi lỗi này lập tức tăng vọt tới bát cấp cao giai, vẫn còn đang tiếp tục tăng vọt tới bát cấp đỉnh phong mà còn chưa ngừng lại. Tiếp tục mạnh mẽ tăng vọt giống như một cái động không đáy. Khí tức này cường hãn tới mức tận cùng, vượt quá khỏi bát cấp đỉnh phong. Khí tức biến đổi tới cấp độ hoàn toàn mới. Lục Lâm Thiên càng thêm kinh ngạc, ánh mắt rung động, lẩm bẩm nói. Khôi lỗi cấp độ chuẩn đế. Khí tức trên người khôi lỗi rõ ràng đã vượt quá khỏi bát cấp đỉnh phong, rõ ràng tới cấp độ có thể sánh vai với chuẩn đế. Siêu. Khí tức thật lâu mới ổn định lại. Năng lượng khủng bố mà vô hình trên không trung mới tiêu tán. Khôi lỗi này cũng lập tức rơi xuống trước mặt Lục Lâm Thiên. Toàn thân khôi lỗi này màu ngăm đen tái nhợt, chỉ cần nhìn qua cũng rung động. Bên trong thân thể tái nhợt kia mơ hồ ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng bố. Nhìn đầu khôi lỗi trước mắt, trong lúc vô hình Lục Lâm Thiên có cảm giác đứng ở trước mặt cường giả chuẩn đế. Trong lúc mơ hồ có cảm giác giống như một ngọn núi lớn không thể lay chuyển, uy áp mênh mông như biển cả. Cảm nhận uy áp trên cỗ khí tức này, Lục Lâm Thiên cảm giác khí tức trên người khôi lỗi so với khí tức trên người Lan Linh Tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang cũng không kém là bao, cho nên thân thể đế giả luyện chế thành khôi lỗi tuyệt đối đã đạt tới cấp độ chuẩn đế. Cảm nhận khí tức trên người khôi lỗi cấp độ chuẩn đế, trong lòng Lục Lâm Thiên run lên, trong lúc mơ hồ có thể cảm giác giống như tâm thần tương liên với đầu khôi lỗi này. Công kích ta! Lục Lâm Thiên nhìn khôi lỗi rồi nói nhỏ. Lục Lâm Thiên rất muốn biết thực lực chân chính của đầu khôi lỗi này như thế nào. Khôi lỗi vừa nghe tiếng lập tức có động tác, gợn sóng trong không gian trước người chấn động, lan tràn ra. Không gian chung quanh vặn vẹo, cả không gian chung quanh tựa như gió nổi mây phun, không gian run rẩy. Tiếp đó cánh tay của khôi lỗi chuẩn đế này run lên, năm ngón tay uốn lượn, lập tức hóa thành trưởng ấn. Một đạo trưởng ấn ngưng tụ xẹt qua không gian dùng tốc độ cực nhanh bắn ra. Ken két. Trước trưởng ấn, không gian bị nghiền nát thành từng khúc, bên trong xen lẫn một cỗ công kích linh hồn. Gợn sóng bị đánh bay, từng vòng rung động cũng khuếch tán ra chung quanh. Siêu! Trong sát na này thân ảnh Lục Lâm Thiên cơ hồ giống như mũi tên bắn ra, quanh thân quanh quẩn quang mang, năng lượng thuộc tính thổ phô thiên cái địa hội tụ,
một đạo quyền ấn đánh về phía khối lỗi đế giả kia. Phanh phanh, một quyền một chưởng va chạm, không gian chung quanh xuất hiện khe nứt đen kịt. Âm thanh nặng nề bạo liệt vang vọng, gợn sóng trong không gian rạn nứt, từng khe hở bắt đầu lan tràn phóng thích ra năng lượng ngập trời. Cả không gian lung lay giống như sắp đổ. Phanh, thân thể Lục Lâm Thiên trong nháy mắt này bay ngược ra, hung hăng đập ở phía xa, sắc mặt cùng ánh mắt bắt đầu kinh hãi. Lục Lâm Thiên cảm giác một quyền vừa rồi của mình giống như đánh vào trên kim loại cứng rắn nhất. Nắm tay đau nhức, mà công kích kinh khủng kia đánh bay hắn. Dưới lòng bàn tay Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được thực lực trên người khôi lỗi tuyệt đối có thể so sánh được với cường giả chuẩn đế. Mà càng khiến cho Lục Lâm Thiên khiếp sợ chính là thân thể đế giả này khi còn sống chính là cường giả linh đế. Bên trong công kích có xen lẫn một ít công kích linh hồn. Thế nhưng có chú tiếc nuối chính là công kích linh hồn cũng không phải quá mạnh mẽ, bản chất của công kích linh hồn chính là linh hồn lực cường đại. Trên người thân thể đế giả này chỉ có một đạo tàn hồn lưu lại, công kích linh hồn không mạnh, thế nhưng tuyệt đối có thể làm ảnh hưởng tới đối thủ. Siêu! Khôi lỗi nhìn Lục Lâm Thiên, lần nữa nhanh như thiểm điện đánh tới. Dường như bản năng đang thi triển một loại linh kỹ, năng lượng phô thiên cái địa kéo tới, bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong. Dừng tay! Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, trong sát na bàn tay của trưởng ấn dừng lại trước đỉnh đầu Lục Lâm Thiên. Dưới trưởng ấn, một vết nứt đen kịt trong không gian biết mất, khí tức khủng bố trên người cùng với khí tức sát phạt đều bị thu liễm vào trong cơ thể. Đồng thời đứng trước người Lục Lâm Thiên. Hít! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, thân thể đế giả luyện chế thành khôi lỗi, thực lực quả thực đủ khủng bố. Nhìn qua đầu khôi lỗi trước người, trong cơ thể mơ hồ có lực lượng khủng bố có thể xé rách không gian. Đánh chết những tôn giả bình thường, cho dù là vũ tôn, linh tôn cửu trọng tuyệt đối có thể tàn sát. Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới một trưởng này, vừa rồi bị khôi lỗi đánh bay trên người hắn cũng bị một ít vết thương nhẹ. Dưới tình huống không có sự chuẩn bị, phòng ngự của hắn không thể chống lại công kích của khôi lỗi. Khi còn sống ngươi là đế giả, nhất định là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Bị ta luyện chế thành khôi lỗi quả thực có chút bất kính. Lúc này ta tạ lỗi với ngươi. Chỉ là thân thể ngươi đối ta mà nói tuyệt đối là tọng bảo. Ta cũng không đành lòng buông tha, hiện tại đã đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi chuẩn đế. Tuy rằng không giữ lại thực lực của ngươi khi còn sống, thế nhưng có thể khiến cho ngươi danh chấn đại lục. Bề ngoài ta sẽ tôn kính với ngươi, về sau gọi ngươi là đế khôi đi. Lục Lâm Thiên nói với khôi lỗi trước người. Nghe lời nói của Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt trống rỗng của khôi lỗi đế giả chớp động. Một âm thanh lạnh lẽo như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Vâng, chủ nhân. Lục Lâm Thiên thỏa mãn gật đầu, có đế khôi bên người, bên cạnh hắn lần nữa lại có thủ đoạn mạnh mẽ. Tuy rằng đế khôi chỉ có thực lực chuẩn đế, thế nhưng thân thể lại là thân thể đế giả. Tuy rằng là linh đế thế nhưng sau khi trải qua luyện chế tuyệt đối cũng tới tình trạng cường hãn. Lục Lâm Thiên suy đoán, dùng đặc tính của khôi lỗi còn có thân thể đế giả, tăng thêm công kích linh hồn. Thực lực của đế khôi mặc dù nói hiện tại không thể so sánh với chuẩn đế chính thức, thế nhưng nhất định có thể. Người có tu vi chuẩn đế không có cách nào làm gì đế khôi, đối đầu với nó tuyệt đối không phải dễ dàng. Khôi lỗi chuẩn đế, Lục Lâm Thiên nhìn qua đầu khôi lỗi này, nếu như tin tức này truyền đi, một cỗ khôi lỗi chuẩn đế, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu chấn động. Sợ rằng sẽ khiến cho cơ hồ tất cả sơn môn tranh đoạt. Luyện chế khôi lỗi chuẩn đế này cơ hồ là chuyện nước chảy thành sông. Thuận lợi tới mức ngay cả Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Không ngờ lại dễ dàng như vậy. Khóe miệng mỉm cười, sau khi thu hồi đế khôi, Lục Lâm Thiên cũng thu chất linh cốc đỉnh vào trong nhẫn chữ vật. Chất linh cốc đỉnh này tuy rằng Lục Lâm Thiên đã luyện hóa, thế nhưng vì cố kỵ kim đao màu vàng trong đầu cho nên cũng không dám thu vào trong đầu. Sợ bị kim đao màu vàng bổ một đao. Sau khi thu thập xong tất cả, lúc này Lục Lâm Thiên mới khoanh chân nhắm mắt điều tức. Luyện chế một cỗ khôi lỗi chuẩn đế cũng khiến cho linh lực của Lục Lâm Thiên tiêu hao hầu như không còn. Nếu như không phải chất linh cốc đỉnh có thể tiết kiệm không ít linh lực chỉ sợ hắn đã sớm không có cách nào trèo trống. Theo điều tức, quanh thân Lục Lâm Thiên lập tức được một vòng quang mang vô hình màu trắng bao phủ. Đang từ từ khôi phục, trên phương diện khôi phục, có âm dương linh vũ quyết. Tốc độ khôi phục của Lục Lâm Thiên cũng vô cùng nhanh. Trên phương diện linh lực, lúc này tu vi của Lục Lâm Thiên đã là linh tôn bát trọng, thế nhưng chỉ so linh hồn lực đơn thuần mà nói, linh tôn cửu trọng đỉnh phong cũng không nhất định có thể so sánh linh hồn lực với Lục Lâm Thiên hiện tại.
Mà trên phương diện tâm cảnh đế giả không chút khoa trương nào đã là đế giả chân chính. Chỉ cần tu vi đầy đủ sợ rằng muốn đặt chân vào cấp độ đế giả cũng không có bao nhiêu khó khăn. Lục Lâm Thiên điều tức, thời gian từ từ trôi qua. Thời gian trong thiên trụ giới cũng đủ cho Lục Lâm Thiên điều tức. Phù! Mấy ngày sau, Lục Lâm Thiên đình chỉ điều tức, sắc mặt hồng nhuận. Sau khi hít sâu một hơi, hai mắt mở ra, tinh quang trong mắt bắn ra rồi lập tức thu liễm lại. Nên cố gắng trên phương diện linh lực một chút. Lục Lâm Thiên cảm giác linh lực trong cơ thể, hắn thì thào nói. Trên cấp độ vũ giả hắn đã là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong. Thế nhưng cấp độ linh lực còn dừng lại ở linh tôn bát trọng. Linh vũ phải đồng thời đột phá, đợi linh lực cũng đột phá tới linh tôn cửu trọng đỉnh phong thì hắn mới có thể chuẩn bị đột phá. Trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu điều che giấu? Ánh mắt Lục Lâm Thiên chớp động, từ trong lời nói của Nam Thúc lúc trước Lục Lâm Thiên cực kỳ rung động. Trên thế giới này quả thực che giấu không ít, đặc biệt là nghĩa phụ Nam Thúc nói không hy vọng hắn đột phá quá nhanh, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên càng rung động. Đồn rằng Vô Tự Thiên Thư tổng cộng có 9 bản, hội tụ đủ 9 bản Vô Tự Thiên Thư sẽ tìm được bí mật phá toái hư không, trường sinh bất tử. Vô Tự Thiên Thư gần đây cũng không có phát hiện gì. Còn có 6 bản Vô Tự Thiên Thư còn lại cũng không biết ở phương nào. Lục Lâm Thiên nghĩ tới Vô Tự Thiên Thư trên người. Gần đây Lục Lâm Thiên cũng không có thu được tin tức của Vô Tự Thiên Thư. Nghĩ ngợi hồi lâu, trong đầu Lục Lâm Thiên có chút hỗn loạn, trong mơ hồ cảm giác được hết thảy những sự tình trên đại lục này tựa hồ đang bị một bàn tay vô hình khống chế, thậm chí bản thân hắn cũng bị người khống chế, từng cử động của hắn đều nằm dưới một đôi mắt vô hình chăm chú quan sát. Nên tới sẽ tới, thuận theo tự nhiên tốt hơn. Rất nhiều vấn đề không nghĩ ra, Lục Lâm Thiên cũng không muốn nghĩ, dùng tâm thần quan sát. Trong tầng thứ nhất thiên trụ giới, Nhiếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Giao bọn họ đều đang tu luyện, lần này bế quan tu luyện Lục Lâm Thiên cũng dự tính cho họ bế quan lâu hơn một chút. Bên ngoài Phi Linh Môn, một thân ảnh uể oải đi tới, người này đầu chọc, ánh mắt có chút ngây dại, chính là Hoàng Bác Nhiên, nhìn bộ dáng hẳn là xa nhà mới về. Bái kiến Hoàng Sư Thúc. Đệ tử canh gác nhìn thấy người kia, cung kính hành lễ. Miễn lễ. Hoàng Bác Nhiên nói, chậm rãi đi vào Phi Linh Môn, đột nhiên quay đầu lại hỏi. Gần đây trong Sơn Môn có phát sinh chuyện gì hay không? Hồi Hoàng Sư Thúc, không có chuyện gì, nhưng trưởng môn cùng phu nhân còn có đại tiểu thư, đại thiếu gia đều đã về. Một đệ tử dáng vẻ thông minh vội trả lời. Trưởng môn đã trở lại sao? Ánh mắt Hoàng Bác Nhiên chợt sáng ngời, vuốt vuốt đầu chọc của mình nói. Đúng rồi, ta muốn đi cầu trưởng môn. Chỉ cần trưởng môn đáp ứng nhất định sẽ có biện pháp. Hoàng hôn, khi mặt trời chiều ngã về tây, mây mù lan tràn không trung, ánh nắng hoàng hôn buông xuống phủ lên một tầng dáng màu, chiếu xuống Phi Linh Sơn mạch Mỹ Luân Mỹ Hoán. Trong đình viện sau núi, Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Bắc Cung Vô Song, Đông Vô Mệnh, Bạch Oánh, Bạch Toa Toa đều ngồi trong sảnh. Trưởng môn, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Bạch Oánh hỏi. Oánh tỷ. Nhìn ta với trước kia có biến hóa gì không? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Biến hóa? Bạch Oánh khó hiểu. Không có gì biến hóa, chỉ có thực lực càng lúc càng cường hãn mà thôi. Lục Lâm Thiên cười nói. Oánh tỷ, nếu không có gì biến hóa, vì sao trước kia khi không có người, ngươi đều gọi thẳng tên của ta, hiện tại lại gọi là trưởng môn? Việc này, Bạch Oánh cùng Đông Vô Mệnh thoáng lặng người, lại cười khổ. Thay đổi như vậy là vì thực lực Lục Lâm Thiên ngày càng mạnh, ở trong lòng họ hiện tại thay vì chiếu cố bảo hộ cho hắn, ngược lại biến thành tôn kính hắn, cho nên xưng hô cũng thay đổi. Đông lão, Oánh tỷ, ta vẫn thích như trước kia thôi. Lục Lâm Thiên nhìn hai người, nói. Không có hai vị, sẽ không có Phi Linh Môn hôm nay, ở trong lòng tiểu tử, mặc kệ là thời điểm nào, hai vị đều là trưởng bối của tiểu tử, là thân nhân, là người một nhà của tiểu tử. Có vài lời chúng ta cũng không cần nói ra, hai vị đều hiểu được. Nhìn Lục Lâm Thiên, trong lòng Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh đều cảm thấy ấm áp, trong mắt nổi lên tia ướt át, hai người nhìn nhau, Bạch Oánh nói. Lâm Thiên, Oánh tỷ hiểu được rồi. Ân, Lục Lâm Thiên gật đầu, trong lòng hắn luôn xem hai người là thân nhân chân chính, hai người trả giá bao tâm huyết cho Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên đều hiểu rõ. Sư phụ, sư nương. Chúng ta đều là người một nhà, không nên khách khí với ca ca.
Lục Tâm Đồng đi tới thân mật kéo tay hai người nói. Ánh mắt khẽ động, Lục Lâm Thiên nói. Oánh tỷ, ta để Toa Toa tìm ngươi vốn là có chút đồ vật đưa cho ngươi. Lâm Thiên, hiện tại ta đâu có thiếu vật gì. Bạch Oánh nói, nội tình của Phi Linh Môn đều do nàng nắm giữ, linh kỹ vũ kỹ, linh khí đan dược, thiên tài địa bảo nàng hoàn toàn không thiếu. Thực lực Oánh tỷ vẫn có chút không đủ, ta cũng không thường dùng chín cỗ khôi lỗi này, lưu lại cho Oánh tỷ hộ thân đi. Tâm thần vừa động, chín cỗ khôi lỗi đã hiện ra. Là chín cỗ hung khôi này. Đông Vô Mệnh nhận thức, lúc ở trong Tử Vong Thâm Uyên hắn từng nhìn thấy sự lợi hại của chúng. Lâm Thiên, ngươi lưu lại chúng hộ thân đi, thiên địa minh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Bạch Oánh nhìn chín cỗ khôi lỗi, từ ánh mắt khiếp sợ của Đông Vô Mệnh, nàng đoán được thực lực chín cỗ khôi lỗi. Lục Lâm Thiên cười nói. Oánh tỷ cứ yên tâm đi, ta còn vật hộ thân khác, chín khôi lỗi này cũng không tác dụng nhiều với ta, nhưng có thể lưu cho ngươi sử dụng, trên người Đông Lão có độc hồn khôi lỗi, vạn nhất ngày nào đó Đông Lão chọc giận ngươi, ngươi không chế trụ nổi hắn, chín cỗ khôi lỗi này có thể làm cho hắn không dám chọc ngươi tức giận, không phải rất tốt sao? Ánh mắt Bạch Oánh lộ vẻ kỳ quái nhìn Đông Vô Mệnh, lập tức nói. Nói cũng đúng, sao ta lại không nghĩ tới? Tiểu tử, không ngờ ngươi cho nàng chín cỗ khôi lỗi này là vì đối phó ta sao? Đông Vô Mệnh lườm Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mỉm cười, giao chín cỗ khôi lỗi cho Bạch Oánh, hơn nữa còn bố trí linh hồn cấm chế, người khác cũng không thể cướp đoạt được từ tay nàng. Khi Bạch Oánh biết được chín hung khôi có thể đối phó Vũ Tôn cửu trọng trung kỳ, đôi mắt ngạc nhiên, đồng thời trong lòng tràn ngập cảm kích, Lục Lâm Thiên giao chúng cho nàng, nàng làm sao không hiểu dụng ý của hắn, chỉ sợ thiên địa minh sẽ có đại chiến với đế đạo minh, Lục Lâm Thiên làm sẵn chuẩn bị, tới lúc đó nàng có thể tự bảo vệ mình. Trưởng môn, Hoàng Bác Nhiên ở bên ngoài chờ ngươi đâu? Bạch Toa Toa nói. Nga, hắn tìm ta làm gì, còn chờ bên ngoài? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Lâm Thiên, lần này Hoàng Bác Nhiên tìm ngươi chỉ sợ là việc riêng tư. Bạch Oánh mỉm cười nói. Việc tư, lại có việc tư gì muốn tìm ta? Lục Lâm Thiên xoay chuyển ánh mắt nói. Ta cũng biết một ít. Đông Vô Mệnh nói. Mấy năm nay Hoàng Bác Nhiên tựa hồ có lửa nóng với một nữ đệ tử của Vân Dương Tông, thường xuyên qua lại cũng tốt lắm, ai biết tiểu tử kia làm ra mạng người. Cái gì, Hoàng Bác Nhiên giết người? Lục Lâm Thiên biến sắc, tiểu tử kia giết ai không tốt lại đi giết người Vân Dương Tông, để nỗi xảy ra mạng người, chính hắn cũng không dễ làm. Trưởng môn, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Tân Hiểu Kỳ cười nói. Là nữ đệ tử Vân Dương Tông mang thai, là của Hoàng Bác Nhiên. Đông Cung Phụng nói chuyện hơi thô lỗ một chút đó thôi. Nguyên lai làm ra mạng người là như vậy. Lục Lâm Thiên thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đây là chuyện tốt thôi, Hoàng Bác Nhiên đúng là có bổn sự, ngay cả nữ đệ tử Vân Dương Tông cũng có thể câu dẫn tới Phi Linh Môn chúng ta, cũng đâu phải chuyện lớn gì, nếu không có vấn đề gì thì nghênh đón nữ đệ tử kia về đi. Đúng là có trưởng môn thế nào thì có môn nhân thế đó. Bạch Toa Toa nghe vậy trợn mắt. Ánh mắt Đông Vô Mệnh khẽ động. Đây vốn là chuyện tốt, bất quá bây giờ lại xuất hiện vài vấn đề. Xảy ra vấn đề gì, chẳng lẽ Vân Dương Tông không chấp nhận? Lục Lâm Thiên nhướng mày hỏi, trừ phi nữ đệ tử kia không phải người bình thường. Hiện tại chính Vân Dương Tông cũng làm khó, thật sự không phải là chuyện bình thường. Đông Vô Mệnh nói. Bạch Oánh tiếp lời. Lâm Thiên, là như vậy. Nữ đệ tử kia chính là cháu gái của một thái thượng trưởng lão Vân Dương Tông, vốn cũng không có gì, vẫn có thể giải quyết, vấn đề ở chỗ nữ đệ tử kia từ nhỏ đã có đính ước, là cháu trai của một thái thượng trưởng lão khác, hiện tại Hoàng Bác Nhiên làm cho nữ đệ tử kia châu thai ám kết, sau khi trong nhà phát hiện cũng buộc nàng đoạn tuyệt lui tới với Hoàng Bác Nhiên, hắn đã đi cầu xin mấy lần nhưng họ không cho hắn vào Vân Dương Tông, nếu không nể tình Phi Linh Môn, phỏng chừng hắn đã sớm bị thu thập. Kháo! Tiểu tử Hoàng Bác Nhiên đúng là có lá gan a. Lục Lâm Thiên nghe vậy cười mắng. Huynh còn cười được sao? Bác Cung Vô Song trừng mắt. Gia đình nữ đệ tử kia cùng hôn phu của nàng đều là thái thượng trưởng lão Vân Dương Tông. Chuyện này chỉ sợ có chút phiền phức. Hoàng Bác Nhiên cũng thật là, làm việc không chịu trách nhiệm chút nào. Vô Song, muội đừng nhìn ta như vậy, là Hoàng Bác Nhiên kia làm, cũng không phải ta. Lục Lâm Thiên kháng nghị nói. Toa Toa nói rất đúng, trưởng môn thế nào môn nhân thế đó. Bắc Cung Vô Song nói.
Lục Lâm Thiên tránh né ánh mắt Bắc Cung Vô Song, nói. Toa toa, cho Hoàng Bác Nhiên vào đi. Dạ, trưởng môn. Bạch toa toa đáp, rời khỏi tiểu sảnh. Lâm Thiên, chuyện này ngươi nên xử lý thế nào? Nếu là người thường thì dễ dàng, nhưng hai bên đều là Thái Thượng trưởng lão Vân Dương Tông, cũng có chút khó khăn. Bạch Oánh hỏi. Lục Lâm Thiên cũng biết việc này xử lý không dễ, nhưng nếu Hoàng Bác Nhiên đã tìm hắn, hắn cũng không thể mặc kệ, nói. Oánh tỷ, nữ đệ tử kia tên gì? Hình như tên Hùng Dai Dai. Đông Vô Mệnh nói, việc này Hoàng Bác Nhiên có nói qua với hắn. Hùng Dai Dai. Sắc mặt Bắc Cung Vô Song khẽ biến, nói. Nguyên lai là nàng. Vô Song, muội nhận thức nàng. Lục Lâm Thiên không nhớ rõ, hắn cũng không nhận thức nhiều đệ tử Vân Dương Tông. Bắc Cung Vô Song nói. Nàng là muội muội của Hùng Lan Lan, trước kia Hùng Lan Lan là sư tỷ muội đồng lứa với muội, đều là người trên Long Bảng. Thiên phú của Hùng Lan Lan tốt lắm, sau đó khi muội rời khỏi Vân Dương Tông, nghe nói Hùng Dai Dai cũng lên Long Bảng, thực lực không tầm thường. Hoàng Bác Nhiên bái kiến trưởng môn. Trong khi nói chuyện Hoàng Bác Nhiên đã vào tiểu sảnh. Đứng lên đi. Lục Lâm Thiên nói. Trưởng môn, Hoàng Bác Nhiên có việc muốn nhờ, trưởng môn không đáp ứng, Bác Nhiên không đứng dậy. Hoàng Bác Nhiên cúi đầu nói. Là chuyện Vân Dương Tông sao? Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn hắn. Khẩn cầu trưởng môn đáp ứng, ta cùng Dai Dai thật tâm muốn ở cùng nhau, hôn ước kia chỉ là bị bắt buộc, Dai Dai còn có cốt nhục của ta, cầu trưởng môn hỗ trợ. Hoàng Bác Nhiên tựa hồ nghe Bạch Toa Toa nói qua, lập tức khẩn cầu. Đứng lên đi, không phải chỉ là chút chuyện này sao? Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt chuyển động, tựa hồ đang suy tính gì đó. Hoàng Bác Nhiên thấy trưởng môn đã đáp ứng, vui sướng đứng lên. Hoàng Bác Nhiên, hiện tại ngươi cùng Trương Minh Đào nhậm chức gì trong Phi Linh Môn? Lục Lâm Thiên nhìn hắn, tu vi tiểu tử này tiến bộ không kém, đã lên tới vũ xuất bát trọng. Hồi trưởng môn, ta cùng đại sư huynh luôn không nhậm chức trong Phi Linh Môn. Hoàng Bác Nhiên trả lời, hắn cùng Trương Minh Đào cũng không có chức vụ xác định, chỉ luôn phụ giúp một ít việc vặt vãnh trong bổn môn, chuyện của sáu đường họ cũng có nhúng tay, tuy không có chức vụ cụ thể nhưng địa vị không kém trưởng lão. Vậy sao? Sắc mặt Lục Lâm Thiên thoáng biến hóa, xoay chuyển ánh mắt nói. Như vậy đi, từ giờ trở đi ngươi cùng Trương Minh Đào đều là trưởng lão Phi Linh Môn. Trưởng môn, ta không cần chức trưởng lão, ta chỉ cần trưởng môn giúp ta đi Vân Dương Tông sẽ tốt hơn, cầu trưởng môn hỗ trợ. Hoàng Bác Nhiên sửng sốt, còn tưởng Lục Lâm Thiên dùng chức trưởng lão để hắn bỏ qua Hùng Dai Dai. Đồ hỗn trướng, ngươi không có địa vị. Sao có thể đi Vân Dương Tông cầu hôn với người ta? Lục Lâm Thiên trừng mắt mắng. Trưởng môn, ý của ngươi là? Ánh mắt Hoàng Bác Nhiên tỏa sáng. Nói thế nào Hùng Dai Dai cũng là đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, cháu gái Thái Thượng trưởng lão, người dùng thân phận trưởng lão Phi Linh Môn cũng tuyệt đối xứng đôi. Lục Lâm Thiên nói. Đã tạ trưởng môn. Hoàng Bác Nhiên vui mừng, nguyên lai trưởng môn đã đáp ứng giúp hắn, có thân phận trưởng lão, khí thế tăng lên không ít. Vô Song, ngày mai chúng ta quay về Lục gia, tới lúc đó cũng đi thăm Vân Dương Tông đi. Lục Lâm Thiên xoay người nói, Vô Song từ Độc Cô gia tộc đã trở về, tính thời gian Hồng Lăng Nha đầu hẳn cũng về, ở lại Độc Cô gia tu luyện mấy năm, không biết thực lực như thế nào. Đương nhiên, ta đang định đi bái kiến sư phụ một chút. Bắc Cung Vô Song nói, đã nhiều năm không quay về Vân Dương Tông, xem như đi thăm sư phụ một chút. Được. Lục Lâm Thiên gật đầu, nói. Hoàng Bác Nhiên, ngươi lên đường đi Vân Dương Tông đi. Trưởng môn, Vân Dương Tông đã không cho phép ta đi vào. Hoàng Bác Nhiên có chút xin lỗi, chỉ sợ là xem thể diện của Phi Linh Môn, bằng không họ đã sớm không khách khí với hắn. Ngươi sợ cái gì, bây giờ ngươi là trưởng lão Phi Linh Môn, hơn nữa còn mang theo mệnh lệnh của ta, nói vài ngày nữa ta sẽ tới Vân Dương Tông một chuyến. Lục Lâm Thiên nói. Trưởng môn. Một mình ta đi chỉ sợ cũng không thể gặp được Dai Dai. Hoàng Bác Nhiên buồn rười rượi nói, hiện tại Hùng gia khẳng định phòng hắn như phòng trộm, dù hắn vào Vân Dương Tông cũng vô dụng. Chỉ có chút chuyện, có biện pháp làm ra mạng người, hiện tại thậm chí không biện pháp gặp người sao. Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn hắn, nói. Như vậy đi, sau khi ngươi vào Vân Dương Tông, thầm đi tìm Khuất Đao Tuyệt, hoặc là Lăng Phong, nói là ta bảo ngươi đi tìm bọn họ.
họ có thể giúp ngươi một ít, ít nhất giúp ngươi gặp mặt Hùng Giai Giai. Có hai người kia hỗ trợ, Lục Lâm Thiên phỏng chừng muốn gặp Hùng Giai Giai cũng không có vấn đề, về phần Long Tam thì thôi, người kia tính tình như sắt đá, hơn nữa tính cách thô lỗ, không làm hỏng chuyện là tốt lắm rồi. Dạ. Hoàng Bác Nhiên đáp, vẻ mặt vui vẻ. Hoàng Bác Nhiên, ta hỏi ngươi, ngươi thật tâm đối với Hùng Giai Giai. Bác Cung Vô Song hỏi. Hồi phu nhân, đệ tử tuyệt đối là thật tình. Hoàng Bác Nhiên cung kính hành lễ, cũng đã sớm nghe nói qua thân phận vị phu nhân này. Ngươi cầu Lâm Thiên hỗ trợ, xem ra cũng là thật tâm. Bác Cung Vô Song nói. Như vậy đi, ta định điệu thấp quay về Vân Dương Tông. Hiện tại giúp ngươi nên cũng không quan tâm việc này, ta để một vị hộ pháp đi theo ngươi một chuyến, Vân Dương Tông nể mặt ta cũng sẽ có trợ giúp cho ngươi. Đa tạ phu nhân. Hoàng Bác Nhiên mừng rỡ, vị phu nhân này chính là thần nữ Bắc Cung gia tộc, có người Bắc Cung gia đi cùng, vậy thật tốt quá, Vân Dương Tông nhất định không làm khó chính mình. Hoàng Bác Nhiên, ngươi qua đây. Lục Lâm Thiên cười nói. Hoàng Bác Nhiên lập tức cung kính đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười tà khí, nói thầm bên tai hắn, sau đó ngẩng đầu. Người cùng hộ pháp Bắc Cung gia lập tức xuất phát, nói ta cùng phu nhân trong mấy ngày này sẽ tới Vân Dương Tông, chờ khi các ngươi tới đó, chúng ta cũng đã đi qua. Dạ. Hoàng Bác Nhiên vui sướng hành lễ rời đi, hắn biết trưởng môn nhất định sẽ hỗ trợ. Huynh nói gì với Hoàng Bác Nhiên vậy, có phải lại nghĩ ra chủ ý xấu gì hay không? Hoàng Bác Nhiên rời khỏi. Bắc Cung Vô Song tò mò hỏi. Tới lúc đó sẽ biết. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ngao. Sau một lát, ở sau núi Phi Linh Môn, một đầu thiên mộc độc long thú rít gào bay lên, một vị hộ pháp tôn cấp Bắc Cung gia, hai vương cấp, Hoàng Bác Nhiên cùng vài đệ tử Phi Linh Môn cưỡi thiên mộc độc long thú cùng nhau bay về hướng Vân Dương Tông. Sáng sớm hôm sau, một nhóm người đi lên thiên sĩ tuyết sư bay tới Lục Gia Trấn Thanh Vân. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song, La Lan Thị, Lục Trung, Dương Quá, Kim Huyền, Lục Tâm đồng cùng đi, còn có ba tôn cấp hộ pháp cùng vài vương cấp của Bắc Cung gia tộc. Ngoài ra Bạch Toa Toa, Nhan Kỳ, Tân Hiểu Kỳ cũng muốn đi chơi, Xích Viêm, Mạc Lang, Huyết Mị lẫn Hắc Hùng, nhân số thật không ít. Trong Thanh Vân Trấn, hiện tại Lục Gia đã là cự phách một phương, có thanh danh của Phi Linh Môn, Lục Gia phát triển không hề bị ngăn trở. Lục Gia đại trạch càng thêm khổng lồ, kiến trúc hùng vĩ liên miên sừng sững, mang theo khí thế nguy nga. Vào buổi chiều kiến trúc Lục Gia đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đây là Lục Gia sau khi xây dựng lại đó sao? Bắc Cung Vô Song thì thào. Chúng ta xuống đi. Lục Lâm Thiên kéo tay nàng nhảy xuống đất. Ngoài cửa lớn, có vài đệ tử Lục Gia nhìn thấy thiên sĩ tuyết sư, sắc mặt đại biến. Là tộc trưởng cùng thiếu gia đã trở lại. Còn có Vô Song đại tiểu thư, nhanh đi thông chi đại gia cùng trưởng lão. Còn có Vô Song đại tiểu thư cũng đã trở lại, nhanh đi thông chi đại gia cùng trưởng lão. Bên trong một đình viện, một đại hán khoảng 50 tuổi khí khái anh hùng, thân mặc trường bào, ánh mắt sáng ngời cầm một quyển sách đang chăm chú xem qua. Đông ca, nhà đầu Vô Song đã lâu chưa trở về, hay là cuộc sống trong Bắc Cung gia tộc không tốt? Một mỹ phụ bạch y đi vào đình viện. Khí chất thong dong tao nhã, chính là Hoàng Thị, cũng là ân mẫu của Bắc Cung Vô Song. Lục Đông thu lại quyển sách, nói. Muội cứ yên tâm đi, Bắc Cung gia tộc là hoàng tộc, mà Vô Song của chúng ta lại là đại tiểu thư, tự nhiên không có việc gì đâu. Nhưng muội lo lắng a, hôm nay không biết tại sao mí mắt cứ nhảy liên tục. Hoàng Thị nói. Muội nhất định là suy nghĩ nhiều, hay là ta cùng muội ra ngoài một chút. Thuận tiện đi xem mấy cửa hàng mới mở của Lục gia chúng ta. Lục Đông đứng dậy đi tới. Đại gia, đại phu nhân. Một người hầu có vẻ khôn khéo chạy nhanh vào trong đình viện hô to. Lục dân, gấp cái gì, xảy ra chuyện gì sao? Lục Đông hỏi. Đại gia, tộc trưởng cùng thiếu gia, còn có Vô Song đại tiểu thư đều đã trở về, đang ở bên ngoài đâu? Người hầu hổn hển nói. Cái gì? Lục Đông sửng sốt. Lập tức vui mừng nói. Thấy không, nhà đầu kia đã trở lại. Đừng đứng ngây ra đó, nhanh đi đón Vô Song đi. Hoàng Thị mừng rỡ nói. Bên ngoài Lục gia, cả Lục gia đã sớm bị kinh động, các trưởng lão đều đi ra nghênh đón, đang vây quanh Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song hỏi han ân cần, bên cạnh còn có không ít đệ tử Lục gia đang chạy tới,
vô song. Hoàng thị cùng Lục Đông đi ra tới cửa, các đệ tử tự động tránh đường, nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp, Hoàng thị không nhịn được chảy nước mắt, đã nhiều năm không gặp dưỡng nữ, trong lòng bà vẫn luôn xem nàng như con gái ruột thịt, mà phu thê hai người chỉ có một nữ nhi như vậy, sao có thể không nhớ nhung. Cha, mẹ, Bắc Cung Vô Song quay đầu lại, nhìn thấy phụ mẫu đã già hơn không ít, ánh mắt run rẩy liền tiến lên hành đại lễ. Nhi đồng, mẹ mỗi ngày đều nhớ con. Hoàng thị kéo nữ nhi, không ngừng đánh giá nàng. Vô Song bất hiếu, không sớm quay về thăm mẫu thân. Bắc Cung Vô Song nói, ánh mắt đã ươn ướt. Tốt lắm, vào nhà nói chuyện đi. Lục Trung nói, mọi người cùng nhau đi vào Lục gia, Lục Lâm Thiên cũng không nhiều lời, hắn chỉ đi cùng Vô Song về thăm nhà mà thôi, mà Vô Song vẫn luôn bị người của Lục gia vây quanh thăm hỏi. Trạng vạng, Lục Thiếu Hùng vội vàng chạy về Lục gia, đầu tiên gặp mặt Lục Lâm Thiên. Bắc Cung Vô Song trở về, cả Lục gia đều xôi trào, một đêm thật náo nhiệt, Vô Song hàn huyên cả đêm với Hoàng thị, Lục Lâm Thiên ở trong phòng mình tu luyện, hắn để cho Hắc Hùng, Huyết Mị hộ pháp, bản thân đi vào thiên trụ giới tầng thứ 3 lĩnh ngộ năng lượng kim hệ. Vào đêm, gió đêm lạnh lẽo, bên trong một dãy núi non âm ảnh dày đặc, âm ảnh ngày càng nồng đậm, dần dần hỗn cùng bóng đêm, bị ánh trăng chiếu xuống biến thành màu xám bạc. Màn đêm buông xuống, trời đêm đầy sao, không ngừng lóe sáng. Trên một ngọn núi, một đạo tử ảnh đang đứng, gió đêm hây hẩy, tà áp phấp phới, tuy ngũ quan không quá mức tuyệt mỹ, nhưng lại có cỗ khí chất cao quý, chính là Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn. Ta nên làm gì bây giờ, trơ mắt nhìn hắn gặp nạn sao, lần này hắn tuyệt đối trốn không thoát. Nguyên Nhược Lan nhìn lên không trung, thì thào nói, trong mắt dao động. Vì sao ta lại lo lắng an nguy của hắn, ta không thể phản bội sư môn, nhưng cũng không muốn hắn chết, rốt cục ta nên làm gì bây giờ. Thanh Vân Trấn, qua một đêm lĩnh ngộ, nhưng trong thiên trụ giới đã qua nửa tháng. Sáng sớm, các đại gia tộc Trấn Thanh Vân, Tần Gia, Vương Gia, La Gia, Dương Gia đều tự mình chạy tới, tin tức Lục Lâm Thiên cùng Bắc Cung Vô Song trở về họ đã biết, đối với thân phận Bắc Cung Vô Song, ban đầu ở Vân Dương Tông khi Bắc Cung gia tộc tới nghênh đón nàng, tin tức cũng đã truyền ồn ào huyên náo, mấy đại gia tộc trong Thanh Vân Trấn đều biết rõ. Gia chủ bốn gia tộc tới Lục Gia, nhưng cũng không nói muốn gặp Lục Lâm Thiên hay Bắc Cung Vô Song, chỉ tặng hậu lễ nhờ chuyển giao cho họ sau đó cáo từ. Hiện tại với thân phận của hai người, những gia chủ kia cũng tự mình hiểu lấy, cũng không nói xin bái kiến, nhưng ai cũng muốn nhắc lên quan hệ với Lục Gia cùng Bắc Cung Hoàng tộc. Cho dù chỉ là một chút cũng đủ cho họ đạt được chỗ tốt không nhỏ, vì vậy họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Năm ngày thời gian nhanh chóng trôi qua, Bắc Cung Vô Song bồi mẫu thân, Lục Tâm Đồng lại cùng nhóm người Bạch Toa Toa đi chơi khắp nơi. Lục Lâm Thiên cùng Dương Quá đều đi vào thiên trụ giới tu luyện, Dương Quá muốn bế quan, Lục Lâm Thiên để hắn lên tầng thứ 2, bởi vì Dương Quá còn chưa đủ sức tiến lên tầng 3, ở lại tầng thứ 2 cũng có thể tu luyện. 4 ngày thời gian trong thiên trụ giới là 4 tháng, quanh thân Lục Lâm Thiên bao phủ kim mang, một cỗ khí tức sắc bén tiêu sát không ngừng lan tràn. Hô! Thủ ấn thu liếm, Lục Lâm Thiên dừng lĩnh ngộ, kim mang biến mất, thở mạnh một hơi chọc khí, trong mắt bắn ra tinh quang, mang theo kim mang sắc bén. Ngao! Tầng thứ nhất thiên trụ giới truyền ra động tĩnh, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ động, thân ảnh lập tức biến mất. Ngao! Bên trong không gian rộng lớn tầng thứ nhất, một đầu hoàng kim yêu long viễn cổ khổng lồ đang xoay quanh giữa không trung, bộ dáng dữ tợn, toàn thân vàng óng, vừa mới đột phá lục giai, khí tức đang dần dần bình ổn trở lại. Đột phá lục giai. Lục Lâm Thiên xuất hiện, khóe môi mỉm cười, bối nhi rốt cục đột phá lục giai, bảo nhi đã đi theo Nhiếp Phong ra ngoài tôi luyện cho nên cũng đã đột phá lục giai từ sớm. Sư phụ. Lục Kinh Vân nhìn thấy sư phụ, lập tức đi tới, hắn cũng đang chờ đợi bối nhi đột phá lục giai. Linh sĩ vũ sĩ nhất trọng. Lục Lâm Thiên hài lòng cười, lần này tiến vào thiên trụ giới, cho Lục Kinh Vân một ít đan dược đê giai đột phá, tính toán thời gian tiểu gia hỏa này đã ở lại đây 1 năm, từ võ đồ lên tới vũ sĩ, với tuổi tác của Lục Kinh Vân mà xem đây đã là kỳ tích, truyền ra ngoài không biết sẽ làm bao nhiêu người khiếp sợ. Kinh Vân. Bối nhi thu liếm thân hình còn lại chưa đầy nửa thước, siêu một tiếng xoay quanh trên vai Lục Kinh Vân, chân khí lại có vẻ giống như trình tự ngũ giai. Nhìn bối nhi làm Lục Lâm Thiên không khỏi nhớ tới Tiểu Long, đã nhiều năm không gặp, không biết Tiểu Long như thế nào.
Lục Lâm Thiên quan sát tình huống của Nhiếp Phong cùng Đoan Mộc Hồng Chí bọn họ, mỗi người đều có tiến bộ, lập tức gọi tỉnh 5 người, chỉ đạo cho họ một phen, bảo Nhi cùng Bối Nhi đều cẩn thận lắng nghe, nhân loại tu luyện khác với yêu thú, nhưng mơ hồ cũng nhận được không ít ưu đãi. Thời gian bế quan lần này đối với bọn họ mà nói xem như không ngắn, Lục Lâm Thiên cũng cho họ rời khỏi thiên trụ giới. Trưởng môn, người rốt cục xuất quan, ta đang định đi vào đâu? Thiên Độc Yêu Long cùng Quỳ Long Như Hoa dáng vẻ sốt ruột, giống như có việc gì gấp gáp. Độc Long huynh, Như Hoa, chẳng lẽ Phi Linh Môn xảy ra chuyện gì hay sao? Sắc mặt Lục Lâm Thiên khẽ động, chỉ sợ nếu là chuyện bình thường hai người cũng sẽ không vội vàng như thế. Như Hoa nói, trưởng môn, thiên địa mình có tin tức, Đông Cung Phụng, Bạch Cung Phụng cùng khấu phó trưởng môn muốn chúng tôi cấp tốc đưa tới. Như Hoa nói xong liền đưa qua một ngọc giản báo tin. Lục Lâm Thiên cầm ngọc giản, tâm thần thăm dò, tin tức truyền tới, sắc mặt biến thành nghi hoặc. Thiên địa minh rốt cục muốn làm gì? Hào quang biến mất, ánh mắt Lục Lâm Thiên biến hóa. Trưởng môn, Đông Cung Phụng hỏi, trưởng môn có an bài gì không? Thiên Độc Yêu Long hỏi. Lục Lâm Thiên thoáng trầm tư, nói. Độc Long huynh, Như Hoa, hai người trở về nói với Đông Lão cùng Oánh Tỷ, không cần lo lắng việc này, ta đã biết. Sẽ tự có an bài, dặn họ để phòng thiên địa minh là được rồi. Các đại sơn môn trong đế đạo minh phỏng chừng cũng đã nhận được tin tức, lấy danh nghĩa của ta đi thông chi cho họ cẩn thận một chút. Trưởng môn, hành động lần này của thiên địa minh tựa hồ có ý bất thiện, chúng ta có cần an bài cùng đề phòng hay không? Thiên Độc Yêu Long có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, ta tự có chủ trương. Lục Lâm Thiên lại nói. Đúng rồi, các ngươi tới vừa lúc. Thuận tiện đưa Nhiếp Phong bọn họ trở về đi. Sau một lát, trong đại điện Lục gia, Lục Lâm Thiên để phụ mẫu, Lục Kinh Vân, Nhiếp Phong bọn họ về Phi Linh Môn trước. Có Thiên Độc Yêu Long, Quỳ Long Như Hoa hộ tống, mà đoạn đường này đều thuộc thế lực Vân Dương Tông cùng Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng, nhưng hắn lại cho Mạc Lang cùng đi trở về. La Lan Thị vốn muốn ở lại Lục gia thêm một thời gian, nhưng Lục Trung mơ hồ cảm nhận được Lục Lâm Thiên gặp phải sự tình. Truyền âm cho hắn. Lâm Thiên, có phải gặp phải chuyện phiền toái hay không? Không có chuyện gì, chỉ một ít việc nhỏ thôi. Lục Lâm Thiên nói. Vậy tự con cẩn thận một chút. Lục Trung nói, với thực lực của hắn cũng không giúp đỡ được gì. Lục Kinh Vân vốn muốn đi cùng sư phụ tới Vân Dương Tông chơi đùa, nhưng vừa xuất quan lại phải về Sơn Môn nên có chút mất hứng, cũng không có cách nào đành phải theo chân mọi người cùng nhau quay về. Bên trong đại điện, Lục Tâm Đồng cùng Bắc Cung Vô Song đều nhìn ra Lục Lâm Thiên có lo lắng, bằng không Thiên Độc Yêu Long cùng Quỳ Long Như Hoa sẽ không vội vàng tới tìm hắn báo tin như thế. Ca ca, có phải Thiên Địa Minh truyền tới tin tức gì không? Lục Tâm Đồng hỏi. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, đem tin tức trong Ngọc Giản nói lại mọi người nghe qua, tổng cộng có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là Thiên Địa Minh liên tục 3 lần yêu cầu Phi Linh Môn về hành tung của Tật Phong Tôn Giả, mà Phi Linh Môn không trả lời. Cho nên hiện tại Thiên Địa Minh yêu cầu đàm phán với Đế Đạo Minh, muốn đòi công đạo, mà địa điểm đàm phán vì công bình có thể an bài ở thế lực Thiên Địa khác, bên trong Cự Giang Thành. Mà việc này Thiên Địa Minh cũng đã truyền khắp thiên hạ, chỉ chờ các sơn môn Đế Đạo Minh đi qua, nếu Đế Đạo Minh không đi, sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ, còn tưởng rằng họ sợ Thiên Địa Minh. Mà kiện sự tình thứ hai làm trong lòng Lục Lâm Thiên khó chịu, chính là Tông Chủ Lam Linh Vạn Thú Tông truyền vị cho sư muội Hồng Vân. Lam Linh sẽ kết hôn cùng Hóa Vũ Tông, hôn lễ cử hành trong Cự Giang Thành, mời người trong thiên hạ đi xem lễ. Trong lòng Lục Lâm Thiên cực kỳ nghi hoặc, Hóa Vũ Tông Công Tôn Xuân Thu ở rể Vạn Thú Tông, nhưng lúc ở trong Tử Vong Thâm Nguyên Công Tôn Xuân Thu đã bị hắn đánh chết, Lam Linh kết hôn còn thành thân được với ai, chẳng lẽ thay người hay sao, mà nghe được tin tức Lam Linh lập gia đình trong lòng Lục Lâm Thiên đương nhiên khó chịu, nói thế nào Lam Linh cũng xem như là nữ nhân của hắn. Ca ca. Thiên Địa Minh muốn đàm phán trong Cự Giang Thành, muội lo lắng bọn hắn không có hảo tâm. Khuôn mặt Lục Tâm Đồng hiện vẻ ngưng trọng, thật sự không chút yên tâm. Mặc kệ bọn hắn đánh chủ ý gì, tin tức đã truyền ra, thiên hạ đã biết, không thể không đi, huống chi ta thật sự muốn biết Thiên Địa Minh còn có bao nhiêu kỹ xảo. Lục Lâm Thiên nói, Thiên Địa Minh yên lặng lâu như vậy, đột nhiên lại có chuyện này, nếu nói chỉ đơn thuần đàm phán đánh chết Lục Lâm Thiên cũng không tin. Nhưng không biết bọn hắn lại dở trò gì, với thực lực bây giờ của mình cũng không sợ thủ đoạn của bọn hắn. Lâm Thiên,
quyết định của huynh là muốn đi một chuyến. Bắc Cung Vô Song hỏi. Phải. Lục Lâm Thiên gật đầu, hơn nữa hắn cũng không thể mặc kệ Lam Linh, nếu Lam Linh vì gia tộc, vì Vạn Thú Tông, chuyện này cũng là bất đắc dĩ, dù hắn có tới thì lại làm được gì. Lục Tâm Đồng nhìn qua Kim Huyền, hỏi. Kim Huyền thúc, ngài cảm thấy thế nào? Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, cho dù lần này thiên địa minh có thủ đoạn, tránh được lần này không tránh được lần sau. Kim Huyền bình tĩnh nói. Vậy đi Cự Giang Thành nhìn xem đi, ta cũng muốn biết thiên địa minh rốt cục muốn làm gì, nếu chọc giận ta, ta sẽ làm toàn bộ sơn môn của bọn hắn không còn một ngọn cỏ, làm cho bọn hắn biết chút lợi hại. Lục Tâm Đồng nói, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên hàn ý. Chúng ta đi Vân Dương Tông một chuyến trước đã, phỏng chừng Vân Dương Tông cũng nhận được tin tức, có lẽ Vân Dương Tông có tin tức nào khác. Lục Lâm Thiên nói không chừng trong Vân Dương Tông sẽ có tin tức, đi thương nghị với nhạc phụ một chút cũng tốt. Sau một lát Thiên Sĩ Tuyết Sư xoay quanh bay lên cao, vỗ cánh biến mất giữa không trung. Núi non chập trùng, hiểm trở cao ngất, đêm qua còn có mưa rơi, nhìn qua giống như được tẩy rửa, xanh tươi ướt át, đỉnh núi như ẩn như hiện. Mơ hồ có thể nhìn thấy không ít dãy kiến trúc nằm bên trong những ngọn núi kia. Bên trong đình viện, Vân Tiếu Thiên đi qua đi lại, tựa hồ đang suy nghĩ băn khoăn chuyện gì. Tông chủ, Đại Hộ Pháp đi tới hành lễ hô. Đại Hộ Pháp, đã an bài xong người Bắc Cung gia tộc hay chưa? Vân Tiếu Thiên ngẩng đầu hỏi, Hộ Pháp Bắc Cung gia vừa tới, hắn cũng đã tự mình đón tiếp. Đã sắp xếp xong xuôi. Đại Hộ Pháp gật đầu, người của Bắc Cung gia tộc. Vân Dương Tông cũng không dám lơ là, đều đã an bài thỏa đáng. Vô Song cũng đã trở về, như vậy toàn bộ thần tử thần nữ của sáu đại hoàng tộc đều cũng ra rồi. Vân Tiếu Thiên nói, ngẩng đầu nhìn Đại Hộ Pháp. Đại Hộ Pháp, có thể một hai ngày nữa Vô Song sẽ cùng Lục Lâm Thiên tới Vân Dương Tông, ngươi phái thêm đệ tử đi tìm hiểu, tới lúc đó ta phải đích thân đi đón mới được. Còn có Cực Phi Thái Thượng trưởng lão cũng cần đi nghênh đón. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Đại Hộ Pháp gật đầu, hiện tại Vô Song đã là thần nữ Bắc Cung gia tộc, lần này trở về thân phận đã khác, đường đường thần nữ, Bắc Cung gia còn đặc biệt phái người đi trước thông chi, Vân Dương Tông đương nhiên phải chú ý. Thoáng do dự, Đại Hộ Pháp chợt nói. Tông chủ, có chuyện này có chút kỳ quái, với tính cách của Vô Song, muốn về Vân Dương Tông cũng sẽ không gây náo động như vậy, mà tiểu tử Lục Lâm Thiên cũng không phải người thích náo nhiệt. Việc này cũng không có gì. Vân Tiếu Thiên cười nói, đi cùng Hộ Pháp Bắc Cung gia còn có Hoàng Bác Nhiên, ta phỏng chừng Hoàng Bác Nhiên tới Vân Dương Tông lần này cũng không phải đưa tin, lần nào Lục Lâm Thiên tới đây cũng trực tiếp lên núi, vì sao lại cần truyền tin? Chẳng lẽ Hoàng Bác Nhiên là vì cháu gái Hùng Giai Giai của Hùng trưởng lão mà tới? Ánh mắt Đại Hộ Pháp xoay chuyển, nói, Tông chủ, có cần ta đi an bài một chút, gần đây hai vị Hùng trưởng lão cùng Dư trưởng lão đều đang tức giận. Ta sợ họ sẽ gây ra chuyện gì không tốt. Không cần, lúc này chúng ta cũng không cần quản nhiều, chỉ là chuyện của hậu bối, ta không tiện quản, nếu tiểu tử kia cần nhúng tay ta càng không cần quản. Vân Tiếu Thiên than nhẹ, trong tay cầm ngọc giản truyền tin, nói. Nhưng hành động lần này của Thiên Địa Minh làm cho ta có chút nghi hoặc. Tông chủ hoài nghi Thiên Địa Minh có âm mưu gì hay sao? Đại Hộ Pháp hỏi. Ta cũng hoài nghi có âm mưu. Chẳng qua nếu đàm phán trong Cự Giang Thành dù là có âm mưu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù lá gan bọn hắn có lớn nhưng vì mặt mũi của thiên địa các bọn hắn cũng không thể vạch trần. Vân Tiếu Thiên nói, không biết Lục Lâm Thiên sẽ an bài thế nào. Đại Hộ Pháp nói, có lẽ chỉ trong một hai ngày nữa tiểu tử kia sẽ tới, nhìn chủ ý của hắn rồi tính sau. Vân Tiếu Thiên nói, việc này hắn cũng không đoán được gì, mà Vân Dương Tông lại không nhận được tin tức nào khác. Chỉ phải chờ Lục Lâm Thiên tới cùng thương nghị, trong mơ hồ hắn cảm giác có chút bất an, nhưng không nghĩ ra được gì. Giữa không trung gió nhẹ thổi qua, từng đóa mây trắng phiêu diêu du đãng. Ngao! Trên bầu trời lướt qua một đạo bạch sắc lưu quang, chỉ sau vài lần vỗ cánh một đầu yêu thú khổng lồ bay tới, yêu thú trấn khai không gian ba văn, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Mười mấy thân ảnh khoanh chân ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, chính là nhóm người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không cách nào tĩnh tâm tu luyện, không phải vì động tĩnh lần này của Thiên Địa Minh mà bởi vì Lam Linh, nghĩ tới lúc ở bên trong Vụ Đô Sơn Mạch, nghĩ hết thảy từng phát sinh trong thiên trụ giới, hơn nữa Lam Linh đã là nữ nhân của hắn.
Lục Lâm Thiên vốn cho rằng giữa mình cùng Lam Linh chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi, không liên quan gì tới cả hai, chẳng qua lúc này nghe nói Lam Linh kết hôn, trong lòng đã không còn cách nào hờ hững. Hô! Lục Lâm Thiên thở sâu một hơi, không biết mình có thể làm gì, hắn có cần đi ngăn cản hay không, nhưng lấy tư cách gì ngăn cản, tất cả đều do Lam Linh tình nguyện, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Nhìn dáng vẻ của Lục Lâm Thiên, ánh mắt Bắc Cung Vô Song dao động, nhưng không hỏi gì, nhìn dãy núi liên miên phập phồng bên dưới, khẽ nói. Lâm Thiên, chúng ta sắp tới. Sắp tới. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm giữa không trung, tựa hồ nơi đó xuất hiện không ít thân ảnh, nói. Vô Song, người Vân Dương Tông tới đón muội. Muội vốn không muốn gây ra động tĩnh thế này, đều do huynh thượng bất chính hạ tất loạn mà thôi. Bắc Cung Vô Song đứng dậy trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên áy náy cười, cũng đứng bên cạnh nàng, mọi người đều đứng dậy. Phía trước có trên trăm thân ảnh đang đứng, chân khí vô hình lan tràn, có không ít cường giả bên trong. Thần nữ Bắc Cung gia tộc đã tới, thật vinh hạnh cho Vân Dương Tông chúng tôi. Nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư trước mắt, thanh âm Vân Tiếu Thiên truyền ra. Tông chủ khách khí, Vô Song bái kiến tông chủ. Thân ảnh Bắc Cung Vô Song chợt lóe, xuất hiện trước mặt người Vân Dương Tông, toàn thân tản ra khí chất hồn nhiên thiên thành cao quý, dung nhan tuyệt mỹ như thiên tiên. Khí tức thật mạnh. Người Vân Dương Tông nhìn qua, thầm than thở. Sắc mặt nhóm Thái Thượng trưởng lão Vân Dương Tông đều biến đổi, họ có thể cảm giác được uy áp vô hình trên người nàng, khiến cho họ phải run sợ, không dám phản kháng. Bắc Cung Vô Song vừa tới, nhóm cường giả Bắc Cung gia tộc cũng đứng ngay sau lưng nàng. Bắc Cung Vô Song hướng Vân Tiếu Thiên thi lễ, sau đó đi tới trong đám người, cung kính hành đại lễ với Tạ trưởng lão, nói. Vô Song bái kiến sư phụ. Vô Song, mau đứng lên, người đã là thần nữ Bắc Cung hoàng tộc, sư phụ cũng không thể tiếp tục nhận đại lễ của ngươi. Tạ trưởng lão kích động nâng Vô Song đứng dậy, có được đệ tử như thế thật làm bà tự hào. Nhìn Tạ trưởng lão cùng Vũ Ngọc Tiền trưởng lão, toàn bộ những trưởng lão của Vân Dương Tông đều hâm mộ, hai phu thê kia, một có đồ đệ khủng bố như Lục Lâm Thiên, một có đệ tử thân phận hiển hách như Bắc Cung Vô Song, đủ làm mọi người đỏ mắt. Sư phụ sao nói vậy, mặc kệ thân phận đệ tử thế nào, vẫn là đệ tử của ngài. Bắc Cung Vô Song nói. Bái kiến nhạc phụ, bái kiến sư phụ sư nương. Lục Lâm Thiên đi tới trước Vân Tiếu Thiên cùng Vũ Ngọc Tiền, ánh mắt đảo qua đội ngũ Vân Dương Tông, cường giả thật không ít, Thái Thượng trưởng lão đều tới, xem như trường hợp không nhỏ, phỏng chừng có thể làm Vân Dương Tông lao sư động chúng như vậy cũng không mấy người. Sau một lát mọi người đều đi vào Vân Dương Tông. Là Vô Song sư tỷ trở lại. Nghe nói Vô Song sư tỷ đã trở thành thần nữ Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung gia tộc là gì, tại sao ta không nghe nói qua? Người biết cái gì, Bắc Cung gia tộc là một trong sáu đại hoàng tộc, nghe nói thế lực còn mạnh hơn Vân Dương Tông chúng ta. Thật sao, thế lực mạnh như vậy sao trên đại lục không có bao nhiêu người biết đây? Các đệ tử trong tông đều sôi trào lên, vô cùng kinh ngạc. Nửa canh giờ sau, bên trong một đại sảnh, Lục Lâm Thiên đang ngồi cùng Vân Tiếu Thiên. Lâm Thiên, Thiên Địa Minh hẳn đã truyền tin tức cho người đi. Vân Tiếu Thiên hỏi. Lục Lâm Thiên gật đầu, nói. Tiểu tử vì việc này mà tới, xem ra nhạc phụ cũng đã nhận được tin tức. Ta cũng vừa nhận được không lâu, vốn định đi Phi Linh Môn hỏi thăm chủ ý của ngươi, tính toán ngươi cũng sắp qua đây, cho nên không đi nữa. Vân Tiếu Thiên nói. Nhạc phụ, việc này ngài thấy thế nào? Thiên Địa Minh nói ngày 9 tháng 6 sẽ đàm phán với Đế Đạo Minh tại Cự Giang Thành, mà ngày 8 tháng 6 lại là đám hỏi của Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông, mời người thiên hạ tới xem lễ, hành động của Thiên Địa Minh tựa hồ có chút không bình thường. Lục Lâm Thiên nói, chỉ sợ hành động lần này của bọn hắn thật không đơn giản, sau lưng nhất định sẽ có động tác, nhưng trinh thám của Vân Dương Tông cũng không nhận được tin tức gì khác. Vân Tiếu Thiên nói, sắc mặt Lục Lâm Thiên khẽ biến. Vốn nghĩ Vân Dương Tông sẽ có tin tức gì, lần này xem ra Vân Dương Tông cũng không biết. Vân Tiếu Thiên nhìn thấy thần sắc của hắn, hỏi. Việc này ngươi định làm như thế nào? Thiên Địa Minh đã đem việc này công bố thiên hạ, nếu Đế Đạo Minh không đi chỉ sợ có chút không ổn, người khác còn tưởng rằng chúng ta sợ Thiên Địa Minh đâu. Lục Lâm Thiên nói. Nhưng nếu phải đi, ta lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, đặc biệt là ngươi. Ta nghĩ hiện tại người mà Thiên Địa Minh muốn đối phó nhất chính là ngươi, nghe nói Lan Lăng Sơn Trang phái ra một chuẩn đế giết ngươi,
ngược lại bị ngươi phá hủy bản thể, có chuyện này không? Vân Thiếu Thiên hỏi, hắn cũng nhận được tin tức, chỉ là có chút không thể tin, hắn biết thực lực Lục Lâm Thiên, nhưng một siêu cấp cường giả chuẩn đế ra tay chỉ sợ Lục Lâm Thiên cũng không làm trọng thương được đối phương như thế. Xem như thế đi. Lục Lâm Thiên cũng không phủ nhận, nói. Lần này dù gặp nguy hiểm cũng phải xông pha một lần, ta muốn nhìn xem Thiên Địa Minh lại có thủ đoạn gì, tránh được lần này cũng không tránh được lần tiếp theo. Ta chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, Thiên Địa Minh lựa chọn Cự Giang Thành, điều này làm cho ta ngoài ý muốn, nếu ở bên trong Cự Giang Thành bọn hắn cũng không dám tùy tiện lộn xộn. Vân Thiếu Thiên nói, Minh tới tướng ngăn, tới lúc đó sẽ biết. Lục Lâm Thiên nhíu mày, với thực lực hiện tại của hắn, lại có Đế Khôi trong tay. Lần này đi chung với Kim Huyền Thúc, có thêm Vô Song, Đại Ca, cùng Lục Tâm Đồng, mà đế giả vì lệnh cấm nên không thể động thủ trên đại lục, hắn cũng không có gì sợ hãi. Cho dù chuẩn đế xuất hiện thì thế nào, tuyệt đối không lưu được hắn. Ngươi lại thoải mái như vậy. Vân Thiếu Thiên nói. Ta có chút bận tâm, chỉ sợ Thiên Địa Minh thật sự có mưu đồ, rõ ràng là sợ chúng ta không đi cho nên mới lựa chọn ở Cự Giang Thành, là vì xóa bỏ băn khoăn của chúng ta. Trăm phương ngàn kế như thế nếu không có hậu chiêu mới là lạ. Nếu bọn hắn thật có hành động, vậy phải xem có thực lực đó hay không. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sát ý, nếu lần này Thiên Địa Minh có hành động, hắn cũng không khách khí, vừa lúc Khôn Dương Đảo cùng Lan Lăng Sơn Trang tập kích mình, có thể cùng nhau tính cho xong món nợ này. Hai người lại hàn huyên thêm một ít sự tình, mãi tới trạng vạng Lục Lâm Thiên mới rời đi. Lúc rời khỏi Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy kỳ quái. Chuyện giữa Hoàng Bác Nhiên cùng Hùng Giai Giai nhưng Vân Thiếu Thiên không hề nhắc tới, nếu nói Vân Thiếu Thiên không biết thì tuyệt đối không có khả năng. Vân Thiếu Thiên không đề cập tới, Lục Lâm Thiên cũng sẽ không nói, hắn làm như không biết, dù sao chuyện này Phi Linh Môn cũng không thiệt thòi. Nơi ở của Lục Lâm Thiên vẫn là ngọn núi trước kia, Vũ Ngọc Tiền trưởng lão vẫn không cho phép ai tới ở lại, chỉ chờ khi đệ tử bảo bối có thời gian quay về thăm vẫn còn chỗ quen thuộc để nghỉ ngơi. Đình viện trên núi vẫn như năm xưa, làm Lục Lâm Thiên hồi ức không ít sự tình năm đó. Sau khi Lục Lâm Thiên quay về đình viện không lâu, nhóm người Bắc Cung Vô Song do trưởng lão Vân Dương Tông hộ tống cũng đi tới đình viện, với thân phận của nàng, luôn nhận được đãi ngộ cao nhất trong Vân Dương Tông. Vô Song, mệt mỏi đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Không sao, chuyện của Hoàng Bác Nhiên thế nào? Bắc Cung Vô Song hỏi. Ta cũng không biết. Còn chưa gặp được tiểu tử kia đâu. Lục Lâm Thiên nói. Có phải hắn xảy ra chuyện gì hay không, hay là bị người Vân Dương Tông bắt lại? Lục Tâm Đồng có vẻ lo lắng hỏi. Không đến nỗi đâu. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nói thế nào cũng không tới nỗi bắt lại Hoàng Bác Nhiên, dù sao sau lưng hắn chính là Phi Linh Môn, nếu có người thật sự dám làm như vậy, trừ phi là kẻ ngu ngốc, dựa theo lời mình dặn dò Hoàng Bác Nhiên. Lúc này hắn hẳn đã chuẩn bị xong, cũng không biết Hùng Giai Giai có bao nhiêu tình ý đối với hắn. Có người tới đây, hình như đang lẩn trốn. Thần sắc Kim Huyền thoáng ngưng lại, tâm thần trải ra, nói. Hẳn là người Phi Linh Môn, sau lưng còn có cường giả Vân Dương Tông truy theo. Là Hoàng Bác Nhiên đã trở lại. Lục Lâm Thiên nhíu mày, rời khỏi tiểu sảnh, nhóm người Lục Tâm Đồng đi theo phía sau hắn. Bên ngoài đình viện, hai thân ảnh bay tới. Một nam một nữ, vài lần lắc mình đã rơi lên đỉnh núi, nam tử đầu chọc sáng loáng, chính là Hoàng Bác Nhiên. Hoàng Bác Nhiên rơi xuống đất, lôi kéo Hoàng Y nữ tử, nhìn thấy Lục Lâm Thiên liền chạy tới. Trưởng môn! Hoàng Bác Nhiên vội hô, mà Hoàng Y nữ tử từ rất xa đã nhìn thấy Lục Lâm Thiên, ánh mắt rung động nói. Lục sư huynh! Miễn lễ! Lục Lâm Thiên nói, nhìn Hoàng Y nữ tử khuôn mặt tinh xảo, dáng người nảy nở. Khoảng 28 tuổi, tuy không tuyệt mỹ nhưng cũng xem như cực kỳ mỹ mạo. Gần đây chẳng lẽ lưu hành đầu chọc sao? Lục Lâm Thiên nhủ thầm, không nghĩ tới Hoàng Bác Nhiên thật có bổn sự, phỏng chừng trong Vân Dương Tông cũng có không ít người theo đuổi Hùng Giai Giai, hơn nữa còn có vị hôn phu, nhưng vẫn bị Hoàng Bác Nhiên đuổi tới tay, tài tán gái thật không tầm thường. Đứng lại! Ngay lúc này ngoài núi có mười mấy thân ảnh truy tới, vài người rơi lên đỉnh núi. Chính là 10 người trẻ tuổi tu vi soái cấp, dẫn đầu là hai trung niên, còn có một nam một nữ. Trưởng môn, là tỷ tỷ của Hùng Giai Giai cùng một sư bá, còn có hôn phu của nàng Dư Nan An, còn người kia là sư thúc của hắn. Hoàng Bác Nhiên truyền âm cho Lục Lâm Thiên.
Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua mười mấy người kia, nữ tử bộ dáng không kém, xem như mỹ nữ, có vài phần tương tự Hùng Giai Giai, Lục Lâm Thiên có chút ấn tượng với nàng, hẳn là Hùng Lan Lan. Hai trung niên, một tu vi Vũ Vương tam trọng, một Linh Vương nhị trọng, một thanh niên trường bào 30 tuổi, bộ dáng không tệ, tu vi Vũ Xuất ngũ trọng. Lục Sư Huynh, hơn 10 người vừa rơi xuống đất nhìn thấy Lục Lâm Thiên, liền hành lễ, sắc mặt hai trung niên khẽ biến, hành lễ nói. Bái kiến Lục Minh Chủ, đều miễn lễ đi. Lục Lâm Thiên lướt mắt nhìn họ, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lục trưởng môn, là thế này, Hoàng Bác Nhiên lừa gạt nữ đệ tử Vân Dương Tông, chúng ta tới đây tìm người. Trung niên đứng bên cạnh Dư Nan An nhìn thấy có Lục Lâm Thiên, khẩu khí nói chuyện tốt hơn không ít. Vậy sao? Lục Lâm Thiên nhướng mày, quay đầu lại nhìn Hoàng Bác Nhiên cùng Hùng Giai Giai, lại hỏi. Vị sư muội này, người bị Hoàng Bác Nhiên lừa gạt. Lục sư huynh, xin thành toàn chúng tôi, ta không phải bị Bác Nhiên lừa gạt, ta cùng Bác Nhiên thật tình yêu nhau, chỉ bị gia tộc luôn quấy nhiễu, ta bị người giam giữ, thật vất vả mới chạy thoát ra ngoài. Hùng Giai Giai nhất thời quỳ trước mặt Lục Lâm Thiên khẩn cầu. Mau đứng lên, người đã mang thai không nên tùy tiện quỳ xuống. Một cỗ chân khí vô hình nâng Hùng Giai Giai đứng lên, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn người Vân Dương Tông nói. Các ngươi cũng nghe được, đệ tử Phi Linh Môn cũng không có lửa gạt sư muội Vân Dương Tông a. Lục trưởng môn có điều không biết, Hùng Giai Giai có hôn ước với sư điệt Dư Nan An của ta từ lâu, hôn ước còn chưa giải quyết, nếu không phải nể tình Hoàng Bác Nhiên là đệ tử Phi Linh Môn, chúng tôi đã không chờ tới hôm nay. Trung niên nói, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ chuyển. Việc này đích xác là Phi Linh Môn có chút đối lý, nhưng nam nữ hoan ái, không thể nói là ai hại ai, ánh mắt hắn thoáng chớp động, lướt qua mọi người, nói. Chuyện này là thế nào ta tạm thời còn chưa rõ, như vậy đi, các ngươi về trước, chờ ta hỏi rõ ràng ngày mai nói sau. Không được, Hùng Giai Giai nhất định phải cùng ta trở về, cho ta một lời công đạo. Dư Nan An vẫn luôn cố gắng nhẫn nại, vị hôn thê bị người đoạt, còn làm lớn bụng. Hắn đã biến thành trò cười cho cả Vân Dương Tông, nếu không phải hắn đánh không thắng Hoàng Bác Nhiên, hắn đã sớm giết tên kia. Mà Vân Dương Tông lại băn khoăn Phi Linh Môn, luôn không dám ra tay với Hoàng Bác Nhiên, ngay cả ra ra hắn cũng dặn dò, nói thế nào cũng không được ra tay với Hoàng Bác Nhiên, điều này làm cho hắn vô cùng uất ức lẫn phẫn nộ. Ngươi nói cái gì, nói lại lần nữa xem. Vạt áo Xích Viêm run lên, nháy mắt xuất hiện trước mặt Dư Nan An. Tu vi bát giai hậu kỳ vỡ áp tràn tới. Đặng đặng, Dư Nan An nháy mắt lảo đảo bật lui ra sau mấy bước, đặt mông ngã ngồi dưới đất, chân khí trong cơ thể đông cứng lại, sắc mặt trắng bệch, khí tức khủng bố khiến 10 người còn lại đều lảo đảo thối lui, không ai đứng vững trước uy áp của Xích Phiêm. Xích Phiêm, đừng vô lễ, mau lui xuống. Lục Lâm Thiên trách mắng. Chủ nhân ta nói ngày mai nói tiếp thì ngày mai nói, dám va chạm chủ nhân nhà ta, chủ nhân đáp ứng. Xích Phiêm này không cho phép. Xích Phiêm trừng mắt nhìn đoàn người, giậm mạnh dưới đất, mặt đất nứt vỡ, trường bào run lên thối lui ra sau Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, chúng tôi cáo lui trước, ngày mai sẽ tới bái phỏng. Trung niên nhìn Hoàng Bác Nhiên cùng Hùng Giai Giai, lại nhìn Lục Lâm Thiên, không thể không rời đi. Hùng sư tỷ dừng bước, đã lâu chúng ta không gặp, không bằng lưu lại hàn huyên một chút được không? Đúng lúc này Bắc Cung Vô Song chợt nói. Thần nữ có lệnh, Hùng Lan Lan vô cùng vinh hạnh. Hùng Lan Lan dừng bước, xoay người hành lễ. Hùng sư tỷ không nên đa lễ, sư tỷ muội chúng ta đã lâu không gặp mặt, đi vào ôn chuyện thôi. Bắc Cung Vô Song đi tới nắm tay Hùng Lan Lan vào trong đình viện. Các ngươi còn chưa đi, không lưu các ngươi. Hắc Hùng tiến lên một bước, trừng mắt nói. Siêu siêu. Sắc mặt đoàn người biến hóa, ánh mắt Dư Nan An vô cùng oán hận. Nhưng không có biện pháp, hắn cũng biết với thực lực của mình nếu trêu chọc những người này chỉ sợ sẽ chết rất khó xem. Nhìn đoàn người đã đi, khóe môi Lục Lâm Thiên mỉm cười quay đầu nói. Có ta ở đây, hai người không việc gì, đi vào nói chuyện đi. Khi mọi người đi vào, sắc mặt Hùng Lan Lan chợt biến hóa. Bắc Cung Vô Song nhìn nàng, nói. Sư tỷ, hiện tại cũng không có người ngoài, ta nói thẳng, giữa Hoàng Bác Nhiên cùng lệnh muội. Hùng trưởng lão nghĩ như thế nào? Hùng Lan Lan liếc mắt nhìn Hùng Giai Giai, thoáng thở dài nói. Muội muội của ta vốn rất được gia gia yêu thương,
tuy trong việc này gia gia ta đã có ý thiên vị nàng, nhưng dư gia nhất định không chịu bỏ qua, thậm chí Hùng gia cam nguyện bồi thường bảo vật cho dư gia để xóa bỏ hôn ước nhưng họ cũng không muốn, nói mặt mũi làm lớn, dư trưởng lão vốn là hảo bằng hữu của gia gia ta, hiện tại đã có ngăn cách, sự tình tới mức này hai bên luôn mãi giằng co, mà dư gia còn phái người giám thị dai dai. Hùng sư tỷ, có thể nói thẳng vài câu hay không? Nghe khẩu khí của Hùng Lan Lan, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ biến, chợt hỏi. Mời Lục Minh Chủ cứ nói. Nghe Lục Lâm Thiên xưng hô, Hùng Lan Lan hoảng sợ đứng lên. Mời Hùng sư tỷ cứ ngồi. Lục Lâm Thiên nói. Chuyện giữa Hoàng Bác Nhiên cùng lệnh muội, ta đã biết được, hai người trẻ tuổi ý hợp tâm đầu, ta tin tưởng Hùng gia cũng không nhẫn tâm chia rẽ họ đi. Lục Minh Chủ, nhưng dai dai còn có hôn ước, hiện tại dư gia không dễ gì chịu bỏ qua. Hùng Lan Lan nhìn Hùng Dai Dai đang nắm chặt tay Hoàng Bác Nhiên, ánh mắt cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu dư gia chịu buông tay, Hùng gia còn gì để nói nữa không? Lục Lâm Thiên hỏi. Nếu họ chịu bỏ qua, đương nhiên là không còn vấn đề gì. Hùng Lan Lan đáp. Lục Lâm Thiên cười nói. Một khi đã như vậy, mời Hùng sư tỷ thay ta về Vân An Hùng trưởng lão, nếu ta có thời gian sẽ tới bái phỏng, thuận tiện thay ta nói vài lời với Hùng trưởng lão được chứ? Lục trưởng môn khách khí, ta nhất định sẽ chuyển cáo. Hùng Lan Lan nói. Mời Hùng sư tỷ nói với Hùng trưởng lão, chuyện của dư gia ta sẽ giải quyết, để Hùng trưởng lão yên tâm đi. Hoàng Bác Nhiên vốn là trợ thủ đắc lực của ta, hiện tại nhậm chức trưởng lão Phi Linh Môn. Hùng sư muội tới Phi Linh Môn sẽ không ủy khuất, nếu không có vấn đề, tới lúc đó ta sẽ đích thân làm chủ hôn, để Hoàng Bác Nhiên đi cưới lệnh muội, nhất định tổ chức thật phong phong quan quang. Sự tình tới đây ta nghĩ đó là biện pháp giải quyết tốt nhất, ta chỉ muốn nói như vậy, mặt khác mời Hùng sư tỷ đem vật này giao cho Hùng trưởng lão. Nói Hoàng Bác Nhiên có chút lòng thành, vãn bối tặng lễ vật cho trưởng bối. Lục Lâm Thiên nói xong tâm thần vừa động, một hộp ngọc xuất hiện trong tay đưa qua cho Hùng Lan Lan. Đôi mắt Hùng Lan Lan khẽ động, nhìn Lục Lâm Thiên, cầm lấy hộp ngọc nói. Lời của Lục trưởng môn ta nhất định sẽ chuyển cáo, vậy cáo từ trước. Tỷ tỷ. Vừa dứt lời Hùng Lan Lan xoay người rời đi, Hùng Dai Dai chợt lên tiếng gọi nàng, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói. Tỷ tỷ, phiền toái nói với Gia Gia cùng phụ thân, Dai Dai bất hiếu làm cho họ lo lắng. Tự chiếu cố chính mình. Hùng Lan Lan nhìn muội muội, ánh mắt khẽ động, cũng không nói thêm lời nào nhanh chóng rời đi. Hoàng Bác Nhiên, người đưa Hùng sư muội đi nghỉ ngơi, hết thảy có ta, sẽ không xảy ra sự tình gì. Lục Lâm Thiên nói, đa tạ trưởng môn, đa tạ Lục sư huynh. Hai người đồng thời cảm tạ, sau đó mới lui xuống. Để mọi người rời khỏi, Lục Lâm Thiên cùng Bắc Cung Vô Song đi vào phòng. Hoàng Bác Nhiên đưa Hùng sư muội chạy tới đây là chủ ý của huynh đi. Bắc Cung Vô Song mỉm cười nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Lục Lâm Thiên chỉ cười, cũng không phủ nhận. Lâm Thiên, Hùng trưởng lão sẽ đáp ứng sao? Bắc Cung Vô Song hỏi. Nếu Hùng trưởng lão thông minh một chút, hẳn sẽ không vấn đề, nên làm ta cũng đã làm, nếu Hùng gia không đồng ý ta sẽ không khách khí. Lục Lâm Thiên nói, hắn đưa tặng một viên đan dược bát phẩm sơ giai, giá trị không thấp, đây là nể tình Vân Dương Tông nên hắn mới tặng lễ lớn như thế. Muội nghĩ vấn đề của Hùng gia sẽ không quá lớn, nhưng bên dư trưởng lão chỉ sợ là không được. Bắc Cung Vô Song cũng nhìn ra được vấn đề này. Rồi nói sau. Nếu dư gia cần mềm thì ta có thể nói chuyện, chuyện tình cảm vốn không thể nói ai sai ai đúng, nếu dư gia khăng khăng không bỏ qua, vậy đừng trách ta không khách khí. Lục Lâm Thiên nói, chuyện của Hoàng Bác Nhiên cùng Hùng Dai Dai còn có thể xoay chuyển, nhưng chuyện của Lam Linh hắn không biết nên làm sao bây giờ, trơ mắt nhìn nàng lập gia đình hay sao, hay là đi ngăn cản, nhưng hắn có thể ngăn được thì thế nào, lúc ở Vạn Thú Tông hắn từng nói qua với nàng, cũng sẽ không thay đổi. Lâm Thiên. Có vài lời muội không biết có nên hỏi hay không. Nhìn thần sắc của hắn, Bắc Cung Vô Song chợt hỏi. Hỏi đi, giữa chúng ta còn có gì không hỏi được. Lục Lâm Thiên sực tỉnh, kéo nàng vào lòng nói. Bắc Cung Vô Song ngẩng đầu, mắt sáng như sao, từ Lục gia đi tới Vân Dương Tông nàng cũng nhìn ra được Lục Lâm Thiên không vui, nói. Huynh có tâm sự phải không, mỗi khi huynh có tâm sự lại nhíu mày. Có thể làm cho huynh lo lắng như vậy sẽ không là chuyện bình thường, cho dù là chuyện thiên địa minh huynh cũng không để trong lòng. Vẫn không tránh được ánh mắt của muội.
Lục Lâm Thiên nhìn nàng, thật lâu sau chợt cười khổ. Muội chưa chắc có thể giúp được, nhưng huynh có thể nói với muội, miễn để một mình buồn trong lòng, giữa chúng ta còn có gì không thể nói sao? Bắc Cung Vô Song nói. Mặc kệ là chuyện gì, muội không hy vọng nhìn thấy huynh ôm ấp trong lòng, huynh còn có muội. Việc này, Lục Lâm Thiên cười khổ, nhìn ánh mắt sáng ngời của nàng. Là chuyện của nữ nhân. Bắc Cung Vô Song vừa nghe, ánh mắt chớp động. Muội cũng đoán được một ít. Dứt lời nàng nhìn hắn hồi lâu mới nói. Để cho muội đoán thử xem là ai, thiên địa các tử tước thánh nữ Tử Yên, còn có thiên vân đảo đảo chủ Huyễn Linh Mị Cơ Đạm Thai Tuyết Phi, muội nghĩ hẳn không còn ai nữa đi. Lục Lâm Thiên lắc đầu, cũng không có ý định giấu giếm, có lẽ hắn cần ý kiến của nàng. Là Lam Linh. Tông chủ Vạn Thú Tông Lam Linh, không có khả năng, Lam Linh đã đính hôn, ngày 8 tháng 6 đã thành hôn. Sắc mặt Bắc Cung Vô Song cực kỳ kinh ngạc, nàng thật sự không nghĩ tới là Lam Linh. Việc này nói ra dài dòng. Lục Lâm Thiên nhìn nàng khẽ nói. Vô Song, thật xin lỗi. Trong lòng muội thật sự không thoải mái, muội nghĩ là nữ nhân nào cũng vậy, nếu nói hoàn toàn không để ý chỉ là giả mà thôi. Bắc Cung Vô Song khẽ cười nói. Nhưng huynh không cần phải giải thích với muội, muội biết huynh không phải người tùy tiện, nhất định là có nguyên nhân, có thể nói cho muội nghe không? Lục Lâm Thiên nhìn nàng. Cuối cùng đem chuyện mình nhận thức Lam Linh trong vụ Đô Sơn Mạch, tới Tử Vong Thâm Uyên, đại khái kể lại cho nàng nghe qua một lần. Lâm Thiên, vậy bây giờ huynh định làm như thế nào? Bắc Cung Vô Song hỏi. Ta không biết. Lục Lâm Thiên lắc đầu. Nếu Lam Linh đã là người của huynh, Công Tôn Xuân Thu đã chết, chỉ sợ việc này chỉ là một cuộc hôn nhân danh nghĩa, hoặc là Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông có sắp xếp nào khác. Lục Lâm Thiên thở sâu một hơi. Chậm rãi dạo bước, không nói một lời. Lâm Thiên, trong lòng của huynh có Lam Linh? Bắc Cung Vô Song hỏi. Trước kia không có, nhưng hiện tại đã có. Lục Lâm Thiên nhìn nàng. Nhưng việc này ta cũng không thể ngăn cản, vì Vạn Thú Tông cùng Lam gia, chỉ sợ ta cũng không ngăn cản được. Dựa theo lời huynh nói, muội xác định trong lòng Lam Linh có huynh, bằng không sẽ không đối với huynh như thế, mà trong lòng huynh cũng có nàng. Huynh nói không có chủ ý kỳ thật là vì chính trong lòng huynh cũng đã có chủ ý rồi đi, đây chỉ vì huynh chưa xác định Lam Linh nghĩ như thế nào. Bắc Cung Vô Song nói. Dựa theo suy nghĩ của huynh đi làm, tuy trong lòng muội có chút không thoải mái, nhưng nghe huynh kể lại chuyện trong vụ Đô Sơn Mạch, chỉ sợ lúc đó trong lòng Lam Linh đã có huynh, như vậy muội cũng thấy thoải mái hơn, nói thế nào Lam Linh đã là người của huynh, muội nghĩ Hồng Lăng cùng Cảnh Văn, Tiểu Linh dù có biết cũng sẽ không trách huynh. Nhưng nếu huynh không đi, họ sẽ trách huynh. Nếu ta đi, chỉ sợ không thay đổi được gì, trên Vạn Thú Tông ta cũng đã có khuyên nhủ nàng. Lục Lâm Thiên thở dài, hắn không sợ Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông, nhưng chỉ sợ Lam Linh vẫn không chịu rời đi. Chưa thử qua làm sao biết, lúc trước huynh đã khuyên, nhưng khác với bây giờ, đứng trên lập trường nữ nhân, muội biết có lẽ nàng đang chờ huynh, nếu huynh không đi nàng sẽ thất vọng. Cũng làm muội thất vọng, muội nghĩ Hồng Lăng bọn họ cũng sẽ trách huynh. Bắc Cung Vô Song khuyên nhủ. Lục Lâm Thiên nhìn nàng. Vô Song, muội thật không trách ta sao? Có trách hay không huynh cũng đã làm, Lam Linh đã thật sự là nữ nhân của huynh, muội nói rồi, nếu nói không để ý là giả, nhưng hiện tại cũng đã thoải mái, nên làm sao thì làm vậy thôi, còn có muội ủng hộ huynh. Bắc Cung Vô Song nói. Vô Song, cảm ơn muội. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, Lục Lâm Thiên siết chặt nàng vào lòng. Nhưng huynh đừng quá cao hứng, muội không trách huynh nhưng không có nghĩa Cảnh Văn không trách huynh, đặc biệt tính tình Tiểu Linh cùng Hồng Lăng huynh cũng biết rõ. Bắc Cung Vô Song nói. Họ có trách ta nhận thức mà thôi. Lục Lâm Thiên nói. Muội nghỉ ngơi trước, ta đi an bài sự tình. Đi thôi. Bắc Cung Vô Song nói. Lục Lâm Thiên gật đầu, lập tức rời khỏi phòng. Bắc Cung Vô Song nhìn theo, cười khổ nói. Lần này xem như kết thù lớn với Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông, thật không biết sau này còn có bao nhiêu. Lục Lâm Thiên đi ra ngoài truyền âm cho Xích Phiêm. Chủ nhân, có sự tình gì phân phó? Xích Phiêm suy đoán hẳn là có việc gấm, bằng không chủ nhân sẽ không gọi mình giữa đêm. Xích Phiêm, ta cần ngươi nhanh chóng chạy về Phi Linh Môn tìm Đông Lão cùng Oánh Tỷ, tới lúc đó cần làm chuyện trọng yếu, ngươi nhất định cẩn thận nghe kỹ. Lục Lâm Thiên nghiêm túc nói. Chủ nhân yên tâm, Xích Phiêm nhất định làm tốt.
Xích Viêm gật đầu. Lục Lâm Thiên lập tức dặn dò hắn, nói. Thuận tiện dẫn theo đệ tử Phi Linh Môn cùng Hoàng Bác Nhiên, Hùng Giai Giai đều trở về Sơn Môn đi. Chủ nhân, nếu Hùng Giai Giai rời khỏi Vân Dương Tông, vạn nhất người của họ ngăn cản làm sao bây giờ? Xích Viêm hỏi. Hẳn là không ai ngăn cản, nếu có người ngăn cản, bất kể là ai cứ vượt qua là được rồi, người muốn rời khỏi phòng chừng không mấy người ngăn cản được ngươi. Lục Lâm Thiên thoáng do dự lại nói. Ta hiểu được. Xích Viêm gật đầu, lập tức rời đi. Lục Lâm Thiên suy tư một lúc, thở sâu một hơi thì thào. Lam Linh, chờ ta, chỉ cần nàng nguyện ý, dù cho ai cũng không thể sắp xếp nàng như quân cờ. Màn đêm bao phủ cả Vân Dương Sơn Mạch, ánh trăng chiếu sáng đại địa. Ra ra, Lục Lâm Thiên quá khi dễ người, chẳng lẽ Vân Dương Tông sợ hắn hay sao? Trong một đình viện, sắc mặt Dư Nan An xanh mét, vị hôn thê bị người làm lớn bụng, còn bị người trực tiếp lên núi đoạt đi. Hắn bị cắm sừng từ đầu tới chân, biến thành trò cười của cả tông môn, trong lòng hắn thật sự giận dữ. Đồ hỗn trướng, ai bảo ngươi không bổn sự, ở trên Vân Dương Tông lâu như vậy không ngờ còn chưa nắm qua tay nha đầu kia, ngược lại bị người ngoài nhanh chân tới trước, thật dọa người. Một lão giả 50 tuổi giận dữ nói, ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng Dư Nan An. Cha, việc này cũng không thể trách con, tại con tiện nhân kia luôn vô cùng hung hãn. Dư Nan An có chút ủy khuất nói. Nhưng con không nghĩ tới sự tình lại như vậy, tiện nhân kia cấu kết với người khác, còn làm lớn bụng, sự tình đã tới mức này Hùng gia rõ ràng không xem Dư gia vào trong mắt, chẳng lẽ chúng ta phải nhẫn nhịn nữa sao, chẳng lẽ Vân Dương Tông thật sự sợ hãi Lục Lâm Thiên hay sao? Đồ hỗn trướng, người tốt nhất là đừng đắc tội Lục Lâm Thiên, lúc trước Triệu gia Triệu Vô Cực chính là vết xe đổ, nếu ngươi trêu chọc Lục Lâm Thiên, tới lúc đó không ai cứu được ngươi. Hết thảy đều tại ngươi không có bản lĩnh, hiện tại khiến Dư gia cũng biến thành trò cười. Lão giả cả giận nói, quay đầu nhìn lão giả tóc bạc khoảng 70 tuổi nói. Cha, sự tình đã tới mức này, Lục Lâm Thiên đã nhúng tay, Dư gia phải có tỏ vẻ mới được, bằng không ngày sau thanh danh Dư gia sẽ xuống dốc không phanh. Việc này các ngươi đừng có động tác gì khác, sáng mai ta đi tìm Lục Lâm Thiên một chuyến, tới lúc đó nói sau, nếu Lục Lâm Thiên khinh người quá đáng. Ta nhất định sẽ không đồng ý, từ phi Vân Dương Tông thiên vị hắn. Ánh mắt lão giả tóc bạc tức giận, trầm giọng nói. Cha, hôm nay Lục Lâm Thiên không như ngày xưa, cho dù cha đi hắn có để mắt hay không còn khó nói. Lão giả 50 nói. Ta sẽ không đi một mình. Lão giả tóc bạc trầm giọng. Sáng mai ta sẽ kéo cả tông chủ cùng đi qua, ta muốn nhìn xem Lục Lâm Thiên sẽ làm sao. Sáng sớm hôm sau. Khi tia nắng ban mai vừa chiếu xuống Vân Dương Sơn Mạch, Lục Lâm Thiên đi ra đình viện, vừa duỗi thân, hô hấp không khí thanh tân, lộ ra nụ cười. Lâm Thiên, có người tới đây. Bắc Cung Vô Song nhìn lên không trung, từ xa có đạo lưu quang bay tới, là một đầu yêu thú phi hành ngũ giai, yêu thú xoay quanh trên đỉnh núi. Lục Lâm Thiên nhướng mày, hắn cũng đã nhìn thấy động tĩnh của yêu thú kia. Lục trưởng môn hữu lễ. Vài thân ảnh hạ xuống. Lão giả đi đầu khoảng 70 tuổi, nét mặt tỏa sáng, tu vi vũ tôn tam trọng, nhìn Lục Lâm Thiên ôm quyền thi lễ, một thân ảnh xinh đẹp rơi xuống bên cạnh, chính là Hùng Lan Lan. Hùng trưởng lão, đã lâu không gặp. Lục Lâm Thiên cũng có ấn tượng với lão giả này, ban đầu ở Thiên Môn Cốc lão giả này từng xuất hiện, về sau hình như bị thương không nhẹ, phỏng chừng luôn chữa thương cho nên không đi tử vong thâm uyên. Đã lâu không gặp, phỏng chừng thực lực Lục Minh chủ lại tiến bộ không nhỏ đi. Hùng trưởng lão nói, két, đúng ngay lúc này, giữa không trung lại vang lên tiếng yêu thú tê minh truyền tới, một đầu yêu thú phi hành màu vàng xuất hiện xa xa. Là Dư trưởng lão tới đây. Ánh mắt Hùng trưởng lão thoáng biến hóa, kể từ khi chuyện của cháu gái hắn bại lộ, quan hệ giữa hắn cùng Dư trưởng lão đã có khúc mắc. Người Dư gia sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến hóa, hắn biết người Dư gia sẽ tới, ngẩng đầu nhìn qua, lão giả đi đầu khoảng 70. Ánh mắt âm trầm, tu vi linh tôn nhị trọng, mặc dù Lục Lâm Thiên chưa từng gặp qua nhưng có thể suy đoán chính là Thái Thượng trưởng lão Dư gia ở Vân Dương Tông. Nhạc phụ, Lục Lâm Thiên đảo mắt nhìn lên lưng yêu thú, trên đó có 10 người, người đứng cạnh Dư trưởng lão là nhạc phụ Vân Thiếu Thiên, còn có đại hộ pháp, Dư Nan An đứng cạnh một lão giả 50 tu vi linh vương, lão giả kia có vài phần tương tự Dư Nan An, chỉ sợ là có quan hệ với hắn. Lục Minh chủ.
Lão giả tóc bạc đảo mắt nhìn qua, tự nhiên nhìn thấy nhóm người Hùng trưởng lão, nhưng cũng không chào hỏi, thân ảnh chợt lóe rơi xuống ôm quyền thi lễ với Lục Lâm Thiên. Vị này nhất định là dư trưởng lão hữu lễ. Lục Lâm Thiên thoáng thi lễ, lại hành lễ với Vân Tiếu Thiên. Bái kiến nhạc phụ, bái kiến trưởng môn, nhóm đệ tử Hùng Lan Lan liền cung kính hành lễ. Trưởng môn, Hùng trưởng lão cùng chào hỏi Vân Tiếu Thiên, nhìn dư trưởng lão. Dư trưởng lão, sớm a, còn không sớm bằng Hùng trưởng lão. Dư trưởng lão liếc mắt thản nhiên nói. Thái độ của hắn làm Hùng trưởng lão bất đắc dĩ, tình bằng hữu giữa hai người thật sự đã có ngăn cách. Ánh mắt Vân Tiếu Thiên thoáng dao động, chuyện này hắn biết rõ, vốn không muốn nhúng tay, nhưng dư trưởng lão đã yêu cầu hắn đi cùng, hắn cũng không có cách nào. Nhóm người Vân Dương Tông đều hành lễ với Bắc Cung Vô Song, trong lòng run sợ, luôn có cảm giác bị người nhìn xuống, họ chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ, áp lực không nhỏ. Chư vị sáng sớm đã tới, mời vào bên trong ngồi, mời. Lục Lâm Thiên đưa tay mời. Vân Tiếu Thiên dẫn đầu vào trong, Hùng trưởng lão cùng dư trưởng lão ý bảo Lục Lâm Thiên cùng Bắc Cung Vô Song đi trước, không dám tùy tiện trước mặt hai người. Lục Lâm Thiên chỉ tùy ý khách sáo. Sau đó đi vào trong sảnh, trong lòng thầm nhủ dư trưởng lão có lẽ cố ý kéo nhạc phụ đi cùng, hôm qua nhạc phụ không nhắc việc này, chỉ sợ là vì không muốn nhúng tay vào sự tình như vậy. Sau khi vào trong mọi người phân biệt ngồi xuống, Vân Tiếu Thiên, Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song, hai vị trưởng lão cùng ba vị hộ pháp Bắc Cung gia tộc đều ngồi, những người khác chỉ có thể đứng sau lưng. Trong lòng dư Nan An vô cùng oán hận, nhưng khí thế đã bị áp chế, căn bản nói không ra lời. Sắc mặt luôn đỏ bừng. Lục Minh Chủ, Lão Phu nói thẳng, nghe nói hôm qua có một đệ tử quý môn là Hoàng Bác Nhiên chạy tới đây, không biết có người này hay không? Dư trưởng lão hỏi thẳng. Hoàng Bác Nhiên đúng là người phi linh môn, nhưng không phải đệ tử bình thường, chính là một trưởng lão trẻ tuổi của bổn môn, luôn theo bên cạnh ta, bình thường cũng là phụ tá đắc lực của ta, thái độ làm người không tệ, không biết dư trưởng lão làm sao biết hắn. Lục Lâm Thiên thấy hắn giả ngu, nên cũng phải giả ngu, lời này cố ý nói cho mọi người nghe, đặc biệt là người Hùng gia. Nghe vậy sắc mặt dư trưởng lão khẽ biến, nói. Lục Minh Chủ, ta nghe nói Hoàng Bác Nhiên dụ bắt nữ đệ tử Vân Dương Tông, còn làm ra chuyện xấu xa, ngày hôm qua còn cướp đi cháu dâu của ta, sáng sớm phải tới quấy rầy Lục Minh Chủ, nhưng chỉ vì mang cháu dâu trở về, đành phải quấy nhiễu Lục trưởng môn, mặt khác cũng hy vọng Lục Minh Chủ cấp cho Vân Dương Tông lời công đạo. Dư trưởng lão nói xong, nhìn Vân Tiếu Thiên. Tông chủ, Lục Minh Chủ cũng nên cho Vân Dương Tông lời công đạo đi, ngài là nhạc phụ của Lục Minh Chủ, mà quan hệ giữa Lục Minh Chủ cùng Vân Dương Tông không tệ, ta tin tưởng Lục Minh Chủ sẽ không làm mất mặt mũi Vân Dương Tông, không để ý tới tông quy Vân Dương Tông. Lão Hồ Ly, trong lời nói có chuyện a? Lục Lâm Thiên nhủ thầm. Việc này, Vân Tiếu Thiên bị bức bách, chỉ có thể cười khổ, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Hắn không muốn nhúng tay, bởi vì lần này thật làm lớn. Nguyên lai dư trưởng lão nói là việc này sao? Vân Tiếu Thiên khó xử, nhưng Lục Lâm Thiên lại ngắt lời, mang theo vẻ tức giận. Nguyên bản ta luôn đi vắng trong phi linh môn, việc này tới hôm qua ta mới biết, không nghĩ tới Hoàng Bác Nhiên dám làm ra chuyện như vậy, thật không đem ta để trong mắt, tức chết ta. Mọi người đều ngoài ý muốn, ngay cả Hùng gia cũng vậy, thái độ của Lục Lâm Thiên tựa hồ khác hẳn khi trước. Vậy sao, vậy mời Lục trưởng môn đem Hoàng Bác Nhiên cùng nha đầu Dai Dai kêu ra đây, vừa lúc mọi người đều có mặt, cũng dễ giải quyết việc này. Dư trưởng lão nói, dư trưởng lão đã chậm một bước rồi. Lục Lâm Thiên lộ vẻ khó khăn, lắc đầu thở dài. Lục Minh Chủ làm sao vậy? Dư trưởng lão nhíu mày hỏi. Lục Lâm Thiên mang theo vẻ tức giận nói. Tên hỗn trướng Hoàng Bác Nhiên làm ra loại chuyện này, ta làm sao có thể buông tha cho hắn? Đêm qua đã cho người dẫn hắn trở về giao cho hình đường xử trí, nếu không xử trí tên hỗn trướng kia, khó tiêu mối hận trong lòng ta, mệt cho ta xem trọng hắn như vậy. Mọi người nghe vậy sắc mặt biến hóa, dư trưởng lão còn chưa mở miệng, lão giả 50 tuổi đứng cạnh dư Nan An vội vàng hỏi. Vậy Dai Dai đâu? Ngươi là người phương nào, chúng ta đang nói chuyện có cho phép ngươi nói leo sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Một cỗ chân khí vô hình lan tràn ập tới trên người lão giả. Lão giả nhất thời run lên, linh lực đông cứng lại, sắc mặt cũng tái nhợt. Lâm Thiên, đây là dư hộ pháp,
là phụ thân của Dư Nan An. Vân Tiếu Thiên nói, nguyên lai là Dư Hộ Pháp, thứ lỗi, tính tình của ta ngày càng kém, cũng do bị tên khốn Hoàng Bác Nhiên làm tức giận. Lục Lâm Thiên ôm quyền nói, trong lòng trầm xuống, hắn làm sao không biết lão giả là ai, vừa rồi hắn cố ý làm vậy, muốn nhắc nhở một số người, hắn ngồi đây nói chuyện với họ cũng đã nể tình, đừng cho mặt không biết xấu hổ, nếu hắn lật mặt thì càng khó xem. Lục trưởng môn nghiêm trọng. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên ôm quyền, tuy sắc mặt Dư Hộ Pháp khó xem nhưng vẫn không dám làm gì, vừa rồi hắn bị sợ hãi không ít. Đúng rồi Dư Hộ Pháp, vừa rồi ngươi hỏi cái gì? Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Xin hỏi Dai Dai đi đâu vậy? Dư Hộ Pháp hỏi lại. Ngươi nói Hùng Sư Muội sao? Lục Lâm Thiên than thở. Hiện tại Hùng Sư Muội mang thai, việc này chư vị cũng đều biết. Mọi người nghe vậy sắc mặt biến hóa, mà sắc mặt người Dư gia càng thay đổi bất định, việc này là vũ nhục của Dư gia, làm cho mặt mũi họ mất hết. Dai Dai đúng là đang mang thai. Hùng Lan Lan nói. Nói thế nào Hùng Sư Muội cũng là sư muội đồng môn của ta, hiện tại mang thai, ta làm sư huynh nhất định phải che chở mới được, tục ngữ nói nhi đồng là vô tội, ta xử phạt nặng Hoàng Bác Nhiên, nhưng lại không thể xử phạt đứa nhỏ kia. Vừa rồi Dư trưởng lão cũng nói Hùng Sư Muội bị lừa gạt, ta cũng không thể tùy tiện xử trí Hùng Sư Muội, tin tưởng Vân Dương Tông cũng không làm khó Hùng Sư Muội, nàng chỉ bị lừa gạt mà thôi. Lục Lâm Thiên nói tới đó, ngẩng đầu nhìn Vân Tiếu Thiên. Nhạc phụ, Vân Dương Tông sẽ không xử trí Hùng Sư Muội chứ? Đương nhiên là không, Dư trưởng lão đã nói nhà đầu Dai Dai bị lừa gạt, tự nhiên không thể xử phạt. Vân Tiếu Thiên trả lời, mơ hồ cảm thấy không ổn. Lời của Lục Lâm Thiên thật không giống tính cách bình thường của hắn. Vân Tiếu Thiên có cảm giác, Lục Lâm Thiên đang đào cái hố to, một cái hố khiến mọi người đều rơi đi vào. Dư trưởng lão, Hùng trưởng lão, Hài Nhi là vô tội phải không? Lục Lâm Thiên hỏi. Đây là đương nhiên. Hùng trưởng lão cũng có chút mờ mịt, tối qua Hùng Lan Lan về chuyển lời, còn mang theo lễ trọng, hoàn toàn khác hẳn thái độ hiện giờ của Lục Lâm Thiên. Nếu không phải hắn nhận được viên đan dược bát phẩm sơ giai, hắn thậm chí hoài nghi cháu gái đã nói dối. Dư trưởng lão bất đắc dĩ gật đầu, mọi người đều nghi hoặc với lời nói của Lục Lâm Thiên. Nếu đã như vậy Hùng Sư Muội đã mang thai, nhi đồng là vô tội, cho nên ta cảm thấy nên đem hài tử vô tội kia sinh ra, vì vậy ta đã cho người mang Hùng Sư Muội đi Phi Linh Môn, mà Phi Linh Môn non xanh nước biếc, là nơi tốt để dưỡng thai. Hơn nữa vì tiểu tử Hoàng Bác Nhiên gây ra sự tình kia, cho nên Phi Linh Môn cũng nên có trách nhiệm, vì vậy chúng ta mới gánh vác việc này. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người nói. Cái gì, đều đã đi Phi Linh Môn. Sắc mặt nhóm người Dư trưởng lão cùng Hùng trưởng lão đều biến hóa, Vân Tiếu Thiên khẽ cười, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, giống như đã sớm biết Hùng Dai Dai đã rời khỏi Vân Dương Tông. Dư trưởng lão, Hùng trưởng lão không cần lo lắng. Lục Lâm Thiên nghiêm túc nói. Việc này ta đương nhiên sẽ cho hai vị lời công đạo, Hùng Sư Muội là cháu dâu của Dư trưởng lão, chờ sau khi Hùng Sư Muội sinh nở xong, Phi Linh Môn nhất định nguyên vẹn đưa Hùng Sư Muội về Dư gia hoặc là Hùng gia, tuyệt đối không chút tổn thất nào, đồng thời Phi Linh Môn sẽ hướng thiên hạ tuyên bố, Hoàng Bác Nhiên dám dụ bắt nữ đệ tử Vân Dương Tông, còn làm ra chuyện xấu xa, làm cho cháu dâu chưa xuất giá của Dư trưởng lão mang thai, Hùng Sư Muội hoàn toàn vô tội. Ta sẽ cam đoan với thiên hạ, chờ sau khi Hùng Sư Muội sinh nở. Nhất định sẽ nguyên vẹn trả lại cháu dâu cho Dư trưởng lão, Hoàng Bác Nhiên phải bị xử nặng theo môn quy Phi Linh Môn, đồng thời xin tạ lỗi với Vân Dương Tông, Dư trưởng lão cùng Hùng trưởng lão, chư vị cảm thấy thế nào? Lục Lâm Thiên nói xong, nghiêm túc nhìn mọi người hỏi, bộ dáng tuyệt đối nghiêm trang. Nghe được lời nói của Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song cùng cường giả Bắc Cung gia tộc cố nén ý cười. Thiếu chút nữa cười to. Đây làm sao là tạ lỗi a? Người biết chuyện đều nghe ra ý tứ trong lời nói của Lục Lâm Thiên, dù sao người đã đưa về Phi Linh Môn, các người có bản lĩnh thì tới cướp người. Vân Dương Tông, Dư trưởng lão, Hùng trưởng lão nếu khăng khăng không bỏ qua, hắn sẽ báo với người trong thiên hạ, nữ đệ tử Vân Dương Tông, cháu dâu tương lai chưa xuất giá của Dư gia, cháu gái của Hùng gia bị đệ tử Phi Linh Môn làm lớn bụng, chờ sau khi sinh sẽ trả lại người cho họ, nhi đồng là vô tội đó thôi. Vân Tiếu Thiên cùng hai trưởng lão đều trợn tròn mắt, lời của Lục Lâm Thiên khiến cho họ không biết nói gì, gặp qua vô lại, nhưng chưa từng thấy qua kẻ vô lại tới như vậy, ý tứ của hắn là đối chối việc này hoàn toàn,
đồng thời còn uy hiếp ngược lại Vân Dương Tông, uy hiếp cả Dư gia lẫn Hùng gia. Mà bọn họ đều là người có uy tín danh dự, nếu việc này thật sự bị truyền ra, chỉ sợ dọa người tuyệt đối không phải Phi Linh Môn, mà là Vân Dương Tông, là Hùng gia, mà xấu hổ nhất lại là Dư gia, nếu bị Phi Linh Môn tuyên cáo thiên hạ, tới lúc đó còn đòi trả người cho Dư gia, xem như mất mặt tới 18 đời tổ tông Dư gia. Tiểu tử này quả nhiên đang đào hố a. Vân Tiếu Thiên bất đắc dĩ, lúc này hắn mới hiểu được Lục Lâm Thiên nói quanh co một trận nguyên lai là vì đào ra cái hố lớn cho mọi người nhảy vào, không ai nhảy ra được, gặp phải kẻ vô lại như Lục Lâm Thiên lại có thể làm gì được hắn. Sắc mặt Dư trưởng lão tái mét, thậm chí là xanh trắng, rõ ràng tức giận lại không thể nói ra, vốn đang muốn tìm Lục Lâm Thiên đòi công đạo, nhưng lượn một vòng lớn lại rơi vào trong hố to của Lục Lâm Thiên, nói là sẽ có công đạo khiến cho hắn cũng không thể phản bác. Nhưng công đạo kiểu như vậy đánh chết hắn cũng không dám nhận, nếu hắn nhận, 18 đời tổ tông Dư gia đều sẽ tức giận nhảy ra khỏi phần mộ tới tìm hắn tính sổ. Chư vị cảm thấy thế nào, tiểu tử Hoàng Bác Nhiên cả gan làm loạn, ca ca ta cũng đã phạt, mà việc an bài cho Hùng Giai Giai, ca ca cũng đã sắp xếp xong xuôi, sau khi sinh nhi đồng giao cho Phi Linh Môn nuôi dưỡng, tuyệt đối không đòi hỏi nửa đồng tiền phí nuôi dưỡng của Phi Linh Môn, các ngươi yên tâm đi. Tới lúc đó Phi Linh Môn nhất định khua chiêng gõ trống thông chi toàn bộ người trong thiên hạ biết chúng ta sẽ đưa người trả về cho chư vị. Lục Tâm Đồng vẫn đứng sau lưng Bắc Cung Vô Song, nhìn sắc mặt biến hóa của mọi người, mím môi làm vẻ mặt nghiêm túc nói. Việc này, Dư trưởng lão uất nghẹn nói không nên lời, Hùng trưởng lão cũng không biết nên nói gì, cả hai đành nhìn qua Vân Thiếu Thiên, mà người Vân Dương Tông đều trợn mắt há hốc mồm, không ai dự đoán được đường đường minh chủ đế đạo minh. Trưởng môn Phi Linh Môn lại có thể vô lại tới như thế. Khụ. Vân Tiếu Thiên cũng mắc nghẹn, nhìn Lục Lâm Thiên ho khan một tiếng, nghiêm túc nói. Lâm Thiên A, việc này chỉ là chút chuyện nhỏ, chúng ta không nên kinh động người khác, cũng không cần gây ra động tĩnh gì, tùy tiện giải quyết là tốt rồi. Dứt lời hắn nhìn qua hai vị trưởng lão, hỏi. Dư trưởng lão, Hùng trưởng lão, ý của các ngươi thì sao? Phải, đều là chuyện nhỏ. Tự chúng ta giải quyết là tốt rồi, không cần gây ra động tĩnh quá lớn. Hai người vội vàng gật đầu, đặc biệt Dư trưởng lão, rõ ràng biết Lục Lâm Thiên giở trò vô lại, nhưng hắn đã bị nhiễu rơi vào hố to như thế, làm sao nói được lời phản bác, hơn nữa thế lực cùng địa vị thực lực của Lục Lâm Thiên bây giờ, lại còn có thần nữ hoàng tộc ngồi bên cạnh, hắn chỉ đành nuốt hận vào lòng. Sao nói vậy được chứ, các vị đem Lục Lâm Thiên này xem là người nào? Chẳng lẽ ta sẽ che chở cho tên khốn Hoàng Bác Nhiên sao? Ta tuyệt đối không che chở đệ tử bổn môn. Việc này ta nhất định phải làm cho toàn thiên hạ biết ta không che chở đệ tử làm sằng làm bậy. Cũng muốn toàn bộ thiên hạ đều biết Phi Linh Môn vô cùng xin lỗi Vân Dương Tông cùng hai vị trưởng lão. Chư vị không cần lo lắng, đây là việc ta nên làm. Lục Lâm Thiên nói, lòng đầy căm phẫn, vẻ mặt hạo nhiên chính khí. Trong lòng Lục Lâm Thiên thầm cười lạnh, ý tứ ai cũng nghe hiểu được. Muốn làm khó Phi Linh Môn đương nhiên là không có cửa, nghĩ mình là ai, chẳng lẽ Phi Linh Môn dễ trêu chọc như thế, muốn mình buông tha, không dễ dàng như thế. Lời của Lục Lâm Thiên làm sắc mặt nhóm người Dư trưởng lão vô cùng khó xem, ý tứ của hắn thế nào, họ đều là lão thành tinh sao có thể không biết, hiện tại là chính Lục Lâm Thiên không chịu bỏ qua. Dư trưởng lão cùng Hùng trưởng lão không nói gì, ánh mắt lại nhìn qua Vân Tiếu Thiên cầu cứu. Vân Tiếu Thiên thật sự bất đắc dĩ, nói. Lâm Thiên, việc này kỳ thật không thể trách Hoàng Bác Nhiên, nam nữ hoan ái là chuyện tình cảm riêng tư, đây là chuyện vốn rất khó nói, Dư trưởng lão, Hùng trưởng lão, hai người thấy sao? Ánh mắt Vân Tiếu Thiên lại nhìn qua hai người. Không sai, không sai, chuyện này cũng không thể trách một mình Hoàng Bác Nhiên. Hai trưởng lão gật đầu phụ họa. Theo ta xem, việc này không bằng chuyện lớn hóa nhỏ thế nào. Vân Tiếu Thiên nói, đó là đương nhiên, Phi Linh Môn cùng Vân Dương Tông kỳ thật đều là một nhà, việc này chuyện lớn hóa nhỏ là được rồi. Dư trưởng lão vội vàng gật đầu, hết thảy đều nghe tông chủ an bài. Hùng trưởng lão nói, Lục Lâm Thiên chợt nói, nếu như vậy xem như tiện nghi cho tiểu tử Hoàng Bách Nhiên, Dư trưởng lão, việc này hết thảy nghe theo lời ngươi nói đi, nhưng ngươi đừng dễ dàng buông tha cho tiểu tử kia. Nếu dễ dàng bỏ qua cho đồ hỗn chứng kia, ta không đồng ý, tới lúc đó nhất định phải cấp cho Vân Dương Tông, cấp cho chư vị một lời công đạo trước thiên hạ. Trong lời nói của Lục Lâm Thiên cũng có vấn đề, ý tứ rất rõ ràng,
nếu dư trưởng lão còn dám gây khó xử, vậy hắn sẽ dựa theo lời nói trước đó mà làm. Ánh mắt dư trưởng lão chợt lóe, nói. Ta cũng đã xem rõ việc này, người trẻ tuổi nam nữ hoan ái là chuyện thật bình thường, hơn nữa Nan An cùng nha đầu Dai Dai còn chưa kết hôn, chỉ mới định ra hôn ước mà thôi, hai người họ nếu vô tình thì bỏ qua hôn ước này tốt lắm. Dư trưởng lão nói xong, nhìn qua Hùng trưởng lão. Hùng trưởng lão, ý tứ của ngươi như thế nào? Dư trưởng lão, là Hùng mỗ xin lỗi, việc này đã xảy ra, dư gia giải trừ hôn ước là chuyện bình thường, hôm nào ta qua nhà tạ tội. Hùng trưởng lão nói, vô cùng bất đắc dĩ. Không, sắc mặt dư Nan An đỏ lên, rõ ràng là không đồng ý, nhưng lại bị Hắc Hùng trừng mắt khiến cho hắn không dám nói tiếp. Không được, không thể từ hôn. Lục Lâm Thiên nói, nếu dư trưởng lão từ hôn, vậy Hoàng Bác Nhiên chính là tội nhân, sau này nếu Hùng sư muội trở về, nếu không thể đi ra ngoài thì làm sao được. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn mọi người, vẻ mặt lo lắng nói. Lục Minh Chủ, ta cảm thấy được nếu Hoàng Bác Nhiên cùng nha đầu Dai Dai đã có tình, không bằng cho họ thành hôn đi. Ánh mắt dư trưởng lão biến đổi, nhìn Lục Lâm Thiên nói, hắn làm sao còn dám khó xử Phi Linh Môn, nếu Hùng Dai Dai bị đưa tới dư gia, vậy thật sự quá mất mặt. Như vậy cũng là biện pháp tốt, không biết ý tứ Hùng trưởng lão thế nào. Lục Lâm Thiên nhìn qua Hùng trưởng lão. Ta cũng cảm thấy ý kiến dư trưởng lão thỏa đáng. Hùng trưởng lão còn dám có ý kiến gì, gạo đã nấu thành cơm, huống chi Hoàng Bác Nhiên cũng không kém, luận thực lực còn mạnh hơn dư Nan An, luận tiền đồ, hắn là đắc lực của Lục Lâm Thiên, là trưởng lão Phi Linh Môn, đây là điều mà dư Nan An tuyệt đối khó thể làm được. Nếu cả hai vị trưởng lão đều không có ý kiến, không biết nhạc phụ thấy thế nào? Lục Lâm Thiên tượng trưng hỏi Vân Tiếu Thiên, chỉ sợ việc này chính Vân Tiếu Thiên chỉ hận không thể sớm chấm dứt mới tốt. Dư trưởng lão cùng Hùng trưởng lão nếu đã không có ý kiến gì, ta tự nhiên là ủng hộ, cứ định như vậy đi. Vân Tiếu Thiên làm sao không đồng ý? Nếu nói như vậy là tiện nghi cho tiểu tử Hoàng Bác Nhiên kia. Lục Lâm Thiên lại nói. Hùng trưởng lão, ta sẽ truyền tin tức trở về, để tiểu tử kia đi Hoàng gia cầu hôn, người cảm thấy thế nào? Hết thảy nghe theo Lục Minh Chủ. Hùng trưởng lão gật đầu, đã tới thời điểm này hắn làm sao lại không muốn? Ý tứ của hắn cũng muốn yêu cầu việc này với Lục Lâm Thiên. Lục Minh Chủ, ta còn có một số việc, ta cáo lui. Dư trưởng lão không muốn ở thêm giây phút nào, cáo từ nói. Mời dư trưởng lão. Lục Lâm Thiên cũng không giữ lại. Nhóm người dư trưởng lão từ biệt Vân Tiếu Thiên, hơn 10 người rời khỏi sảnh, cả đám người vô cùng bất đắc dĩ, mà dư Nan An càng uất ức nói không ra lời. Ra ra, chẳng lẽ chúng ta bỏ qua như vậy hay sao? Lục Lâm Thiên rõ ràng là chơi xấu, chẳng lẽ ra ra không nhìn được sao? Bên ngoài đình viện, yêu thú phi hành đang xoay quanh chờ đợi, dư Nan An rốt cục không nhẫn nhịn được nữa, liền nói. Ba, dư trưởng lão không còn nhẫn nhịn được cơn giận trong lòng, vốn đang uất ức, vừa nghe lời của dư Nan An, càng thêm giận dữ, hung hăng tát vào mặt hắn. Dư Nan An bị một cái tát vỗ té xuống đất, trên mặt xuất hiện dấu tay đỏ đậm, bị đánh tới choáng váng. Tựa hồ không hiểu vì sao Gia Gia lại đánh mình, ngẩn người nhìn chằm chằm dư trưởng lão. Gia Gia, tại sao lại đánh cháu? Nhìn bộ dáng của hắn, dư trưởng lão càng thêm tức giận, lại hung hăng đá mạnh vào người hắn, nổi giận mắng. Tại sao dư Thiên Thành lại có đứa cháu vô dụng như ngươi, uất ức ngu xuẩn, thật sự là tức chết ta. Mặt mũi dư gia bị ngươi làm mất hết, khó trách Hùng Dai Dai chướng mắt ngươi. Dư trưởng lão nói xong định nhảy lên yêu thú phi hành rời đi, trong đình viện xa xa xuất hiện một thân ảnh, hồng mang chợt lóe mang theo cỗ khí tức hung sát bay tới. Dư trưởng lão, mời chậm chân một chút. Thanh âm yêu kiều vang lên, một thân ảnh xinh đẹp đã đi tới trước người dư trưởng lão, dáng người là lướt uyển chuyển, mái tóc dài đỏ như máu mang theo khí chất yêu mị, chính là Huyết Mị. Cảm giác được khí tức của Huyết Mị, trong lòng dư trưởng lão run lên, khí tức này cao hơn hắn rất nhiều. Hắn không khả năng đối kháng, trong lòng thầm rung động. Dư trưởng lão, vật này là trưởng môn muốn ta giao cho ngươi, trưởng môn muốn ta chuyển lời với dư trưởng lão, thật sự có lỗi, có một số việc chỉ là bất đắc dĩ, hy vọng dư trưởng lão bỏ qua cho. Huyết Mị nói xong giao hai hộp ngọc cho dư trưởng lão. Đan dược bát phẩm sơ giai, thiên niên huyết ngọc. Mở ra hai hộp ngọc, dư trưởng lão kinh ngạc thất sắc, hai vật này đều bất phàm.
không dễ dàng có được. Dư trưởng lão, ta đã chuyển lời của trưởng môn, cáo từ. Ánh mắt Huyết Mị không chút biến hóa, dáng người lả lướt chợt lóe định rời đi. Vị tiểu thư này, mời nói tiếng đa tạ với Lục Minh chủ, chuyện người trẻ tuổi ta tuyệt đối sẽ không để trong lòng, mặt khác thay ta đa tạ lễ trọng của Lục Minh chủ. Dư trưởng lão nói, hắn rất rõ ràng vị trí của mình, Lục Lâm Thiên đã đưa lên lễ trọng, nếu mình còn không thuận bậc thang đi xuống, kẻ có hại tuyệt đối là chính mình, mà lễ vật này cũng rất nặng, lần này Dư gia mất không ít mặt mũi trong Vân Dương Tông, nhưng có phần lễ trọng này đủ bồi đắp trở về, hòa hảo với Lục Lâm Thiên vẫn tốt hơn đắc tội hắn, với thực lực cùng địa vị hôm nay của Lục Lâm Thiên, muốn đối phó hắn quả thật rất dễ dàng. Ta nhất định sẽ chuyển lời. Huyết Mị nói xong đã biến mất tại chỗ. Lúc này Dư Nan An vẫn còn chưa kịp bò lên, ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm Huyết Mị muốn chảy cả máu mũi. Đồ hỗn trướng, còn không đi. Dư trưởng lão bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Dư Nan An, cũng đã có chút nguôi giận. Bên trong đình viện, Lục Lâm Thiên khách sáo vài câu với Hùng trưởng lão, truyền âm tỏ vẻ xin lỗi, Hùng trưởng lão được sủng ái mà lo sợ, đã sớm đoán được lời vừa rồi của Lục Lâm Thiên chỉ vì đối phó Dư gia mà thôi. Sau khi hàn huyên vài câu, Hùng trưởng lão biết điều rời đi, Vân Tiếu Thiên vẫn ở lại. Lâm Thiên, ngươi dự tính khi nào mới đi Cự Giang Thành? Vân Tiếu Thiên hỏi, đã giải quyết xong việc của Hùng Giai Giai là tốt rồi, miễn cho hắn phải khó xử, hiện tại hắn chỉ lo lắng chuyện của Cự Giang Thành, tới lúc đó không biết Thiên Địa Minh lại dở trò gì. Ngày 8 tháng 6, hiện tại mới ngày 20 tháng 5, còn 18 ngày nữa, chúng ta khởi hành trước một ngày là được. Tới lúc đó chúng ta cùng cưỡi tuyết sư là tốt rồi. Lục Lâm Thiên cân nhắc, nói. Vậy cũng được, người có tuyết sư, từ Vân Dương Tông tới Cự Giang Thành cũng đủ thời gian. Vân Tiếu Thiên gật đầu. Nhạc phụ, trong đoạn thời gian này ta muốn bế quan, tới lúc đó cùng đi Cự Giang Thành là được, phiền toái nhạc phụ giúp truyền tin tức, làm cho Hoàng Bác Nhiên đi Hùng ra cầu hôn là được. Lục Lâm Thiên nói. Yên tâm đi. Ta sẽ phân phó, trong thời gian này sẽ không ai quấy rầy ngươi bế quan. Vân Tiếu Thiên gật đầu, thầm nghĩ tiểu tử này vẫn say mê tu luyện như ngày trước, khó trách thực lực ngày càng biến thái. Sau khi Vân Tiếu Thiên rời khỏi, Lục Lâm Thiên báo cho mọi người cần bế quan nửa tháng, Lục Tâm Đồng, Bắc Cung Vô Song cũng bế quan, Kim Huyền lại không cần, chỉ nói sẽ hộ pháp cho mọi người. Sau một lát Lục Lâm Thiên cùng Bắc Cung Vô Song đi bái phỏng sư phụ sư nương. Giữa trưa trở lại đình viện thì nhìn thấy Lăng Phong cùng Khuất Đao Tuyệt đã tới. Ba người hàn huyên, Lục Lâm Thiên mới biết Long Tam bế quan mấy tháng, hôm qua khi Hoàng Bác Nhiên mang đi Hùng Giai Giai, đều nhờ Khuất Đao Tuyệt cùng Lăng Phong hỗ trợ, nhưng hai người không dám cho người khác biết. Xế chiều Lăng Phong, Khuất Đao Tuyệt rời đi, nhóm người Lục Lâm Thiên đều vào trong thiên trụ giới, bên ngoài có Kim Huyền cùng hộ pháp Bắc Cung gia tộc canh gác, mọi người cũng yên tâm. An bài xong hết thảy. Lục Lâm Thiên đi lên tầng thứ ba thiên trụ giới, thủ ấn kết xuất bắt đầu lĩnh ngộ kim hệ, sau một lát quanh thân tràn ngập một mảnh kim sắc quang mang, một cỗ khí tức tiêu sát sắc bén lan tràn. Nửa tháng thời gian, bên trong thiên trụ giới là hơn một năm, hắn muốn gia tăng trình tự lĩnh ngộ kim hệ, tới kim hệ đại thành là điều mà hắn xem trọng nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trên một ngọn núi, Lam Linh đứng thẳng, chiếc áo màu lam nhạt ôm sát dáng người hoàn mỹ là lướt. Đôi mắt nhìn viễn không xa xa, lẩm bẩm. Ta cùng hắn chung quy chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi, có thể có một đoạn thời gian ở chung với hắn đã ngoài ý muốn, sau này cần phải chịu phận bất hạnh, vì gia tộc, vì trong tông, đã lựa chọn thì không thể quay đầu lại. Không biết ngươi thế nào, có từng ngẫu nhiên nhớ tới ta? Lam Linh thì thào, lời nói bay theo gió, không người hay biết. Núi non liên miên, mặt trời ngã về tây, vạn núi một mảnh đỏ hồng. Bên ngoài một sơn động, Duẫn Ngạc xuất hiện, thân ảnh chợt lóe đã đi vào bên trong. Sự tình an bài thế nào? Thao Ưng lão tổ hỏi. Theo tin tức của chúng ta, Đế Đạo Minh đã nhận được tin, Phi Linh Môn Lục Lâm Thiên tựa hồ muốn đi Cự Giang Thành. Duẫn Ngạc cung kính nói. Đi thì tốt rồi, chỉ cần tới đây sẽ dễ làm. Trong mắt Thao Ưng hiện lên tia lãnh ý. Không nghĩ tới Lục Lâm Thiên dám đi, ta cảm thấy kỳ quái. Với tâm trí của hắn, tuyệt đối sẽ có đề phòng, ta vốn cho rằng hắn sợ hãi sẽ không dám đi, ai biết hắn dám làm như vậy. Duẫn Ngạc có chút ngoài ý muốn. Nơi đàm phán nằm trong Cự Giang Thành, mặc dù Đế Đạo Minh sẽ hoài nghi nhưng xác định chúng ta sẽ không ra tay trong Cự Giang Thành,
cho nên sẽ thả lỏng một ít cảnh giác, nhưng trọng yếu chính là Lục Lâm Thiên, có thể làm cho hắn phải đi mới là quan trọng nhất, hắn là đối thủ chủ yếu cần đối phó. Thao Ưng lão tổ nói, lần này Lục Lâm Thiên có đi, tuyệt đối là chắp cánh cũng không thoát, không thể quay về Phi Linh Môn. Ánh mắt Duẫn Ngạc trầm xuống, tựa hồ đã nắm chắc có thể giết chết Lục Lâm Thiên. Lần này Lục Lâm Thiên đi qua, chỉ sợ ít nhiều có liên quan tới Lam Linh. Thao Ưng lão tổ nhìn Duẫn Ngạc. Có một số việc không nên nói với Lam Linh tốt hơn. Ta hiểu được. Duẫn Ngạc gật đầu. 16 ngày thời gian trôi qua thật nhanh, đối với người đang bế quan, chỉ chớp mắt đã trôi qua rồi. Hô! Quanh thân Dương Quá trôi nổi hoàng mang, thu lại thủ ấn, hoàng mang lập tức biến mất không còn nhìn thấy. Suy! Vừa mở mắt, tinh quang bắn ra, thân ảnh Dương Quá xuất hiện giữa không trung, thủ ấn biến hóa, hoàng mang không gian vặn vẹo, không trung run rẩy như sắp đổ, chỉ nháy mắt một cỗ thời gian ba văn quỷ dị lan tràn, càng thêm chấn động kịch liệt. Thành công! Dương Quá mừng rỡ, ánh mắt có chút kích động. Chúc mừng đại ca đã đem thời gian lĩnh ngộ dung hợp vào không gian thổ hệ. Lục Lâm Thiên xuất hiện, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn đại ca đã thành công, thiên phú thật không tầm thường. Nhị đệ, Dương Quá thu hồi thủ ấn, nói. Nhờ thời không lao ngục của ngươi dẫn dắt, cho nên ta mới thành công. Đại ca, vậy ngươi đã đặt tên chưa? Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Không gian của ngươi tên là thời không lao ngục. Ta gọi là đại địa lao ngục, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Quá cân nhắc hỏi. Không sai, chúc mừng đại ca lĩnh ngộ thành công. Lục Tâm Đồng cũng đã rơi xuống bên cạnh hai người. Muội cần phải nhanh chóng tu luyện hơn mới được, bằng không sẽ không đuổi kịp đại ca. Lục Lâm Thiên điểm nhẹ vào trán Tâm Đồng, cười nói. Ta còn kém hơn không ít, còn không biết tới khi nào mới đột phá vũ tôn cửu trọng, nhị đệ cũng đã là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong rồi. Dương Quá nói, đại ca, không thể đột phá, lĩnh ngộ nhiều hơn cũng vậy, chỉ cần lĩnh ngộ đầy đủ, muốn đột phá chỉ là chuyện nước chảy thành sông, nhưng lĩnh ngộ không đủ, đột phá sẽ khó khăn. Lục Lâm Thiên nói, vậy cũng phải, ta cũng không gấp. Dương Quá gật đầu, thời gian đã tới, chúng ta nên đi ra ngoài rồi. Lục Lâm Thiên nói, mọi người ra khỏi thiên trụ giới, Vân Tiếu Thiên cũng đã chuẩn bị xuất phát, lần này đi Cự Giang Thành. Hắn không mang theo nhiều người, đương nhiên có Thiên Dương Tôn Giả, Thiên Phong Tôn Giả, Hùng Trưởng Lão, Thiên Thủy Tôn Giả, mặt khác còn có Dương Trưởng Lão, Tống Trưởng Lão, hơn 10 cường giả vương cấp, giới trẻ tuổi còn có Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong bọn họ, một ít người là vương cấp, đa số là soái cấp, làm cho Lục Lâm Thiên ngoài ý muốn chính là Hùng Lan Lan cùng Dương Diệu cũng đi theo. Nhóm người Vân Dương Tông cũng có 50 người, mặc dù không nhiều lắm nhưng xem ra cũng không kém, bên Phi Linh Môn. Ngoại trừ Bắc Cung Vô Song, cộng thêm Tuyết Sư cũng chỉ 7 người, nhưng thực lực tuyệt đối mạnh hơn Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng, Kim Huyền đã là chuẩn yêu đế, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá là siêu cấp cường giả, thực lực huyết mị, Hắc Hùng cùng Tuyết Sư cực kỳ cường hãn, đặc biệt huyết mị, một mình nàng đủ đối phó một quân đoàn, nếu nàng thúc giục thị huyết linh phong, một mình đủ đối địch trăm vạn đệ tử, đây là thiên phú trời sinh của nàng. Cộng thêm thực lực bản thân. Đi tới Cự Giang Thành Lục Lâm Thiên cũng không chút lo sợ, cho dù gặp chuẩn đế cũng không làm gì được hắn, huống chi hắn còn đế khôi, mà đế giả không được phép ra tay, như vậy không còn ai uy hiếp được hắn, hắn có huyễn ảnh thanh vũ dực, nếu hắn muốn chạy trốn tuyệt đối là đủ khả năng. Bởi vì tốc độ cực nhanh của thiên sĩ Tuyết Sư, toàn bộ đệ tử Vân Dương Tông đều tạm thời dùng Tuyết Sư di chuyển. Bên trong Cự Giang Thành cũng không có biến hóa gì quá lớn. Nhưng vì hai kiện đại sự trên đại lục đều được tổ chức tại đây, làm cả Cự Giang Thành đều rơi vào sự chú ý trên toàn đại lục. Chuyện thứ nhất chính là tông chủ Vạn Thú Tông Lam Linh cần thành hôn, tin tức này thật sự khiến người chú ý, mà đổi lại một việc khác chẳng khác gì quả bom nặng cân trong lòng mọi người. Có tin tức truyền ra Thiên Địa Minh cần đàm phán cùng Đế Đạo Minh trong Cự Giang Thành, nhất thời truyền ra sóng to gió lớn, khiến mọi người đều chờ mong. Chính vì thế tình huống trong Cự Giang Thành vô cùng náo nhiệt. Mỗi ngày đều có chừng 10 vạn người rậm rạp tràn vào Cự Giang Thành, bởi vì từng hành động của Đế Đạo Minh cùng Thiên Địa Minh đều quan hệ tới an ổn cùng bình tĩnh trên toàn đại lục. Ai cũng biết một khi hai bên động thủ, sẽ máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, thời đại huyết tinh dung chuyển đại lục sẽ tới. Bên trong Cự Giang Thành mặc dù hỗn loạn, nhưng không ai nháo sự,
bởi vì thiên địa các đã phát ra cảnh cáo, trong khoảng thời gian này không ai được gây chuyện ở nơi đây. Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông đã sớm vào thành, ngày 8 tháng 6 là ngày thành hôn của Lam Linh cùng Công Tôn Xuân Thu, bởi vậy họ cần tới sớm để bố trí. Khu vực quảng trường cùng không ít đình viện xung quanh, khách điếm tử lâu đều đã được Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông thuê xuống, bố trí đèn đuốc rực rỡ, nơi nơi một mảnh đỏ tươi, vô cùng vui vẻ. Toàn bộ khách điếm khu vực xung quanh đều được thuê bao dùng ổn định khách nhân, ở trong thành nhốn nha nhốn nháo, chỉ có khu vực này có chút yên tĩnh. Không ngờ tông chủ Vạn Thú Tông lại thành hôn với di vật của Công Tôn Xuân Thu Hóa Vũ Tông, thật sự là có chút quá đáng. Ta nhận được tin tức tin cậy, Công Tôn Xuân Thu đã bị Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên đánh chết bên trong Tử Vong Thâm Uyên. Khó trách, bất quá Lam Linh dù sao cũng là tông chủ Vạn Thú Tông, theo đạo lý mà nói Công Tôn Xuân Thu đã chết, Vạn Thú Tông tuyệt đối có thể từ hôn, vì sao còn muốn thành hôn với người đã chết. Ta xem nếu không phải vì cảm tình giữa Lam Linh cùng Công Tôn Xuân Thu đã tới cực hạn, nguyện ý vì hắn làm quả phụ cả đời, thì là trong chuyện này còn có bí ẩn khác, chúng ta không biết mà thôi. Chúng ta không xen vào, nhưng lại có náo nhiệt xem, Lam Linh thành hôn với Công Tôn Xuân Thu, toàn bộ thế lực của Đế Đạo Minh cùng Thiên Địa Minh lại tới đây đàm phán, đây chính là náo nhiệt. Toàn bộ danh môn đại phái trên đại lục hội tụ, đừng nói là Cự Giang Thành, cho dù là toàn bộ đại lục cũng không có vài lần nhiệt náo tới như thế. Bên trong một không gian, núi non trùng điệp, dãy núi tương liên, không gian mở mang, từng ngọn núi dựng đứng tận trời, uy vũ khí thế như khí nuốt sơn hà, khí tức cuồn cuộn lan tràn làm lòng người run rẩy. Lúc này là trạng vạng, cả dãy núi bao phủ trong ánh nắng chiều, đã bắt đầu mở tối. Vào lúc này một tiếng địch thanh thúy du dương truyền ra, hấp dẫn chim chóc xoay quanh tìm đến. Tiếng địch xuyên vân phá không, quanh quẩn trong thiên địa, du dương liên miên như mê hoặc hồn người. Tử Yên đứng trên núi, khoác cẩm bào màu tím, tử bào theo gió bay múa buộc sát thân hình uyển chuyển của nàng, gợi lên đường cong hoàn mỹ hấp dẫn. Thật lâu sau tiếng địch như si như oán mới yên tĩnh trở lại, nhưng loài chim xoay quanh còn chưa rời đi, vẫn như đang say mê trong tiếng địch của nàng. Ánh mắt Tử Yên khẽ động, nhẹ nhàng vuốt ve con chim nhỏ trên vai, cười nói. Các ngươi còn chưa đi sao? Tử Yên, tiếng địch của ngươi ngày càng êm tai, có thể chúng nó luyến tiếc đi. Một lam ảnh bay tới, thân hình cao ngất khí vũ hiên ngang, khuôn mặt tuấn lãng mỉm cười, có thể xuất hiện trên Thánh Sơn chính là Lam Thập Tam cũng không phải ai khác. Chúc mừng ngươi lại đột phá. Tử Yên nhìn qua Lam Thập Tam nói. Nhưng vẫn không bằng ngươi, càng không bằng Lục Lâm Thiên, Dương Quá còn có Lục Tâm Đồng, thật không biết bọn họ tu luyện như thế nào. Lam Thập Tam thở dài, mấy năm nay hắn luôn liều mạng tu luyện, nhưng theo tin tức mà xem vẫn kém hơn thực lực của Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng còn có Nguyên Nhược Lan, Lăng Thanh Tuyền, điều này đã kích hắn không nhỏ. Lần này Thiên Địa Minh đàm phán với Đế Đạo Minh trong Cự Giang Thành, người có ý kiến gì không? Tử Yên ngẩng đầu hỏi. Lam Thập Tam mỉm cười nói. Loại chuyện này suy nghĩ chỉ hao tổn tinh thần. Chỉ sợ Thiên Địa Minh tuyệt đối không có lòng tốt gì với Đế Đạo Minh, nhưng ta kỳ quái tại sao bọn hắn lại lựa chọn Cự Giang Thành, hẳn bọn hắn còn chưa có lá gan động thủ nháo sự ở đây đi. Việc này cũng làm cho ta thật đau đầu, nói thế nào Thiên Địa Minh cũng không dám upsilon quy củ của Thiên Địa các chúng ta, nhưng bọn hắn lựa chọn Cự Giang Thành chỉ sợ mục đích thật đơn giản, chính là vì sợ người Đế Đạo Minh không tới, nhưng cố tình buộc họ phải tới. Nếu nói không có mưu đồ ta thật có chút khó hiểu, chẳng lẽ bọn hắn thật sự chỉ muốn đàm phán hòa bình giải quyết việc này hay sao? Tử Yên nghi hoặc nói. Trong các không có tin tức gì sao? Lam Thập Tam hỏi. Không có, lần này trong các cũng không nhận được tin tức gì. Tử Yên nhìn ra viễn không, nói. Chính vì vậy ta càng thêm lo lắng, Thiên Địa Minh không lộ chút tin tức nào, đủ chứng minh bọn hắn nhất định có mưu đồ, hoặc là mưu đồ cực lớn. Suy nghĩ nhiều đau đầu, việc này dù sao không quan hệ với Thiên Địa các, không cần nghĩ nhiều. Lam Thập Tam xoay chuyển ánh mắt, lập tức hỏi. Tử Yên, người không phải đang lo lắng cho Lục Lâm Thiên đi, nếu Thiên Địa Minh có mưu đồ, ta dám cam đoan bọn hắn muốn đối phó nhất chính là Lục Lâm Thiên, chẳng lẽ ngươi? Ngươi đừng nghĩ lung tung, Hóa Vũ Tông cùng Vạn Thú Tông đều mời Thiên Địa các tới xem lễ, mà ngày 9 tháng 6 lại là ngày đàm phán, hy vọng Thiên Địa các tới làm công chứng. Tử Yên thu liễm ánh mắt nói. Chúng ta đi xem hôn lễ thì còn được, hai bên đàm phán chúng ta không nên vào đúc kết thì tốt hơn.
thần sắc Lam Thập Tam thoáng suy tư, nói. Trong các an bài như thế nào? Trong các cho chúng ta làm chủ là tốt rồi. Tử Yên nói. Vậy ngươi làm chủ thì được rồi, ta cũng không muốn nghĩ nhiều. Lam Thập Tam nói. Ngày 7 tháng 6, dòng người tràn vào Cự Giang thành chật như nêm cối, vẫn còn thật nhiều người đang đi tới. Toàn bộ khách điếm, tử quán đều kín người hết chỗ, nhân số tập trung nhiều chưa từng có. Vào đêm, Cự Giang thành vẫn là một tòa bất dạ thành, ở một nơi không có ánh sáng. Bên trong một đình viện yên tĩnh, một thân ảnh đứng nơi lan can, ánh trăng bao phủ, thân thể là lướt huyền chuyển. Siêu! Một thân ảnh chợt lóe, nháy mắt xuất hiện trước mặt thân ảnh xinh đẹp kia, là một thanh niên khí chất bất phàm, ánh mắt thâm thúy, khí tức cực kỳ cường hãn. Ca! Lăng Thanh Tuyền ngẩng đầu hô. Muội muội, vừa nhận được tin tức của cha, chuyện trong Cự Giang thành chúng ta không cần nhúng tay, xem náo nhiệt là tốt rồi. Lần này Lục Lâm Thiên có chắp cánh cũng khó thoát khỏi, tuyệt đối là chết chắc. Lăng Thanh Tuyệt nói. Bên trong một đình viện yên tĩnh, đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, thật nhiều người đang ngồi trong sảnh. Vân Phi Hồng, tại sao ngươi lại tới đây? Mang Linh Tôn Giả, tựa hồ tu vị lại có tiến bộ đi. Thanh Oản Tôn Giả, ngươi cũng tới sao? Trong đại sảnh mọi người hàn huyên thăm hỏi, vô cùng náo nhiệt. Lục Lâm Thiên đi vào đại sảnh cũng bị mời rượu không ngừng, đều là cường giả đại sơn môn, tuyệt đại bộ phận đã gặp nhau bên trong Tử Vong Thâm Uyên. Lần này người của Linh Thiên môn ngoại trừ Nhạc Phụ Lữ Chính Cường, còn có Mang Linh Lão Tổ, Thiên Vân Đảo ngoại trừ Đạm Thai Tuyết Phi, còn có Thanh Oản Tôn Giả. Nhìn thấy Thanh Oản Tôn Giả, Lục Lâm Thiên lại nhớ tới Đông Cung Huyên, chỉ tiếc không có cơ hội gặp mặt. Lục Lâm Thiên cố ý tìm kiếm thân ảnh Mộ Dung Lan Lan, nhưng không nhìn thấy. Chẳng biết tại sao lại làm trong lòng hắn có chút mất mát. Nhưng Lục Lâm Thiên lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, chính là Âm Dương Vương Dạ Vị Ương. Vừa nhìn thấy nàng, trong lòng hắn chợt nhớ mình vẫn còn thiếu nàng một nhân tình chưa có dịp hồi đáp. Lục Minh Chủ. Dạ Vị Ương vừa nhìn thấy Lục Lâm Thiên liền mỉm cười đi tới, thần sắc cũng không có phản ứng nào khác. Đã lâu không gặp. Lục Lâm Thiên nói. Không nghĩ tới Dạ Cốc Chủ mặc nữ trang thật sự làm người kinh diễm động dung a. Thật sự làm cho ta mở rộng tầm mắt. Thiên Ưng công tử, Tiêu Diêu Vương đều xông tới, ánh mắt nhìn Dạ Vị Ương vô cùng kinh diễm. Mọi người hàn huyên, Lục Lâm Thiên ngồi trên chủ vị, với thanh danh cùng thực lực bây giờ của hắn, ngồi ở chủ vị tuyệt đối không ai dị nghị. Luận thực lực cường giả các đại sơn môn cũng không ai dám nói có thể chiến thắng Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua mọi người, người của Kiền Hiên đảo có đảo chủ Kỷ Diệu Tông cùng Kiền Chính Tôn Giả, Tinh Mục Các vẫn là Ô Trấn Vũ cùng Thất Tinh Tôn Giả, Nhật Sát Các là Lạc Kiến Hồng cùng Thiết Kiếm Tôn Giả, những người này Lục Lâm Thiên đều từng gặp qua. Mọi người cùng thương nghị chuyện của Đế Đạo Minh cùng Thiên Địa Minh, sau khi các đại sơn môn nhận được tin tức, trước tiên cũng chạy tới hỏi Phi Linh Môn, cũng nghe được tin tức nên cùng nhau chạy tới Cự Giang Thành. Khoảng cách giữa Linh Thiên Môn tới Cự Giang Thành là gần nhất. Vì vậy là môn phái đầu tiên đi qua, đã sắp xếp xong nơi đặt chân cho các đại môn phái, sau khi mọi người vừa tới trong thành đã được đưa tới nơi nghỉ ngơi ở chỗ này. Lục Minh Chủ, lần này Thiên Địa Minh muốn chúng ta tới Cự Giang thành đàm phán, chỉ sợ sau lưng nhất định có mưu đồ, hai ngày này chúng ta nên chú ý cẩn thận thì tốt hơn. Thất Tinh Tôn Giả nói, hai ngày này mọi người cẩn thận một chút, nếu Thiên Địa Minh có động tĩnh gì, chúng ta cũng không cần khách khí. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói, nếu đã tới đây cũng không cần lo ngại, còn nói là đàm phán, Lục Lâm Thiên có trí nhớ kiếp trước, đương nhiên sẽ không tin tưởng, những kẻ bề ngoài thơn thất nói cười, nhưng bên trong nham hiểm giết người không thấy máu mới là nguy hiểm, lần này chẳng khác gì là hồng môn yến. Lục Minh Chủ, Tật Phong Tôn Giả Khôn Dương Đảo đã rơi vào trong tay Lục Minh Chủ, lần này đàm phán Thiên Địa Minh luôn khăng khăng yêu cầu chúng ta giao ra Tật Phong Tôn Giả, không biết hắn còn ở trong tay Minh Chủ hay không. Thiết Kiếm Tôn Giả hỏi, việc này bọn họ cũng chỉ nghe nói qua, về tin tức cụ thể thì không dám xác định. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, nói. Thật không dám giấu giếm, Tật Phong Tôn Giả đúng là rơi vào trong tay ta, chẳng qua vì hắn nửa đường tập kích nên đã sớm bị ta đánh chết. Không ít người vừa nghe, ánh mắt chợt biến hóa, lần này cũng không cần nhắc tới chuyện đàm phán. Khôn Dương Đảo nửa đường chặn giết ta, lúc này còn tìm ta đòi giao người. Ta xem đầu óc bọn hắn bị cửa kẹp qua. Lục Lâm Thiên thản nhiên cười lạnh. Tóm lại lần này chúng ta phải cẩn thận một chút,
theo ta được biết lần này cường giả thiên địa minh thật không ít. Lữ Chính Cường nói, khi hắn vừa tới Cự Giang Thành lập tức thu thập tin tức thiên địa minh, vì vậy mới biết cường giả không ít. Lữ trưởng môn, bọn hắn tới bao nhiêu người? Lạc Kiến Hồng hỏi. Lúc này mới nghe Lữ Chính Cường thuật lại, ngoại trừ thiên kiếm môn vô ảnh kiếm tôn, thần kim các cương khôi tôn giả, vạn thú tông thao ưng lão tổ từng chạy thoát, toàn bộ siêu cấp cường giả đã bị đánh chết trong tử vong thâm uyên, vì vậy hoàn toàn dao động căn cơ các sơn môn trong thiên địa minh. Mà lần này Lữ Chính Cường nhận được tin tức, ở bên Đông Hải, Nguyệt Long các phái ra Nguyệt Vũ tôn giả, Khôn Dương đảo có Tật Mộc tôn giả, Lan Lan Sơn Trang có Phong Đao tôn giả, Gia Cát Tây Phong, Hắc Sát giáo Hắc Linh tôn giả cùng giáo chủ Đồng Quy Tinh, Hóa Vũ tông Liệt Thổ tôn giả, Huyền Sơn môn Trấn Huyền tôn giả, Quy Nguyên môn Quy Hợp tôn giả, Địa Linh tông Hỏa Mộc tôn giả, Huyễn Hồn môn Chu Linh tôn giả là những người dẫn đầu. Thiên địa minh ngoại trừ những người có mặt, còn có mười mấy thế lực nhất lưu đi theo, lần trước cơ hồ bị đánh chết hầu như không còn, lần này cũng có không ít tôn cấp đều tới, trong đó Vũ tôn cùng Linh tôn cao cấp không thiếu, nổi bật có Bách Biến tôn giả, Kim Sắc tôn giả, Ngũ Độc lão tổ. Nguyên lai là họ. Trong mắt Thanh Oản lộ tia ngưng trọng. Những người này thật khó đối phó. Thất Tinh tôn giả vốn có tính tình nóng nảy nhất, nghe được tên người, sắc mặt chợt ngưng trọng lên. Lục Lâm Thiên nhìn thần sắc của mọi người, ánh mắt thoáng biến hóa, như vậy lần này người của thiên địa minh thật không tầm thường, có thể làm cho mọi người có sắc mặt ngưng trọng như vậy, tuyệt đối là lợi hại, ít nhất làm mọi người cảm thấy có áp lực. Chư vị tiền bối, Nguyệt Vũ, Tật Mộc, Phong Đao, tu vi không biết tới trình tự gì. Lục Lâm Thiên hỏi. Lục Minh Chủ, Nguyệt Vũ là sư thúc của Thiên Nguyệt, 10 năm trước thực lực Vũ Tôn cửu trọng đỉnh thủy hệ, mà Tật Mộc là sư đệ Tật Phong, Vũ Tôn Mộc hệ, tu vi hẳn tương đương Tật Phong. Mà Lục Minh Chủ hẳn đã biết thực lực Tật Phong rồi. Thiết Kiếm nói, thần sắc nghiêm túc. Mang Linh lão tổ nói. Ta nhận thức Phong Đao, lúc trước hắn có chút giao tình với gia sư, tính ra cao hơn ta một bối phận, thực lực Vũ Tôn cửu trọng đỉnh, có ưu thế tốc độ, Hắc Linh cũng là một lão nhân Hắc Sát giáo, không nghĩ tới còn sống trên đời, thực lực thế nào thì tạm thời chưa biết. Mang Linh thoáng dừng lại, sau đó nói. Nhưng 15 năm trước ta từng gặp qua Liệt Thổ. Người này đồng thế hệ với ta, nhưng tu luyện sớm hơn ta trăm năm, thực lực hẳn là Vũ Tôn cửu trọng trung kỳ, cũng không quá cường hãn. Ta có biết tu vi của Trấn Huyền, Vũ Tôn cửu trọng trung kỳ thổ hệ, 9 năm trước trong mật cảnh ta đã giao thủ với hắn, đại chiến một trận, cuối cùng bất phân thắng bại. Thất Tinh nói, Quy Hợp hẳn cũng là Linh Tôn cửu trọng trung kỳ, là sư huynh Hãn Thiên. Kiên Chính nói, thực lực Trấn Huyền cùng Quy Hợp mặc dù mạnh mẽ, nhưng chúng ta hẳn ứng phó được, nhưng thực lực Hỏa Mộc rất mạnh, năm đó đã là cường giả danh chấn đại lục, võ giả song hệ, nghe đồn đã là Vũ Tôn cửu trọng hậu kỳ gần tới đỉnh phong, chỉ sợ có thể so với Vũ Tôn cửu trọng đỉnh. Thiên Dương ngưng trọng nói, Chu Linh càng mạnh hơn, là sư phụ diệt hồn, ít nhất đã một chân bước ra tôn cấp, thậm chí ta hoài nghi hắn đã tới chuẩn đế. Dạ Vị Ương có chút do dự, nói, chư vị tiền bối, Bách Biến, Kim Sa. Ngũ Độc đều có thực lực mạnh mẽ, cần phải đề phòng. Đối với Thánh Linh Cốc, người đế đạo minh cũng không dám xem thường, Thánh Linh lão tổ còn sống, hơn nữa tin tức đã đạt tới đế giả cũng đã truyền ra, có đế giả trấn thủ Thánh Linh Cốc, mặc dù đội ngũ không lớn nhưng tuyệt đối không ai dám xem thường. Ta biết Bách Biến, một lão quỷ, là người thành lập Phi Hạc Môn, nghe đồn hắn giỏi thuật dịch dung, rất khó nhìn thấy chân thân của hắn, cho dù là đệ tử Phi Hạc Môn cũng rất ít nhìn thấy chân thân hắn. Thanh Oản nói, Kim Sa là người sáng lập Kim Sa Môn, tu vi hẳn như ta, hiện tại là Linh Tôn cửu trọng, cũng có không ít thủ đoạn, nghe đồn hắn có thú hồn Kim Sa bát giai, còn có không ít yêu thú xà loại liên thủ, vì vậy bình thường cũng ít người đi trêu chọc hắn. Mang Linh nói, Ngũ Độc càng khó trêu chọc, hắn là người sáng lập Ngũ Độc Môn, toàn thân là độc, nguyên bản có không ít ân oán với Thánh Linh Cốc, ta nhận được tin tức hắn muốn đối phó Thánh Linh Cốc. Nhưng sau khi biết Thánh Linh lão tổ còn tại thế, hoảng sợ chạy về, cũng không dám tiếp tục xuất hiện. Dạ Vị Ương nói, lần này cường giả thiên địa minh thật sự không ít, chư vị nhìn xem chúng ta có nên cầu viện sơn môn của mình hay không. Thanh Oản nói, theo tin tức của Linh Thiên Môn mà xem, thực lực thiên địa minh mạnh hơn đế đạo minh rất nhiều, nếu động thủ tuyệt đối có hại. Lần này dù sao là tới đàm phán, hiện tại cầu việc chỉ sợ là không ổn thỏa. Nhưng thực lực cùng nhân số của chúng ta yếu nhược hơn thiên địa minh,
vạn nhất động thủ đúng là có hại. Thiên Dương nói, ở trong Cự Giang Thành, cho dù Thiên Địa Minh muốn động thủ cũng phải băn khoăn, bọn hắn nhất định phải cho Thiên Địa các mặt mũi, chúng ta cũng vậy. Mang Linh nói, mọi người thương nghị, Lục Lâm Thiên chỉ lắng nghe, tuy thực lực Thiên Địa Minh mạnh mẽ, nhưng muốn uy hiếp hắn còn chưa đủ khả năng. Hiện tại hắn chỉ lo lắng hôn lễ ngày mai của Lam Linh, rốt cục hắn nên làm gì bây giờ? Lâm Thiên, ngươi có ý kiến gì không? Vân Thiếu Thiên nhìn thấy thần sắc thản nhiên của Lục Lâm Thiên, tựa hồ cũng không để trong lòng, làm cho hắn có chút kinh ngạc. Lục Lâm Thiên nói, chư vị, chúng ta chỉ tới đàm phán mà không phải tới động thủ. Lục trưởng môn, nên có lòng phòng bị người, vạn nhất Thiên Địa Minh động thủ, chúng ta nên làm thế nào? Đạm Thai Tuyết Phi nói, vậy ta sẽ cho bọn hắn biết trên đời này không có bán thuốc hối hận. Lục Lâm Thiên dứt lời, sát ý tràn ra. Ngay sau đó mọi người tiếp tục thương nghị hôn sự giữa Lam Linh cùng Công Tôn Xuân Thu, lúc này Lục Lâm Thiên mới biết Lam Linh sẽ thành hôn với di vật của Công Tôn Xuân Thu, việc hoang đường như vậy làm Lục Lâm Thiên không biết nói gì, mà cường giả đế đạo Minh tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái. Nghe mọi người nói chuyện, trong mơ hồ Lục Lâm Thiên hiểu được Vạn Thú Tông nguyện ý cho Lam Linh thành hôn với di vật của Công Tôn Xuân Thu là vì có điều kiện. Sau hành trình tử vong thâm uyên, Thiên Địa Minh cùng Đế Đạo Minh hoàn toàn vạch mặt, tuy còn chưa chính thức khai chiến nhưng người trong hai minh đều biết sẽ không tránh được trận đại chiến sinh tử, mà lần này họ mời cả Đế Đạo Minh tới xem lễ xem như là có chút hào phóng. Sau khi mọi người tán đi, Lục Lâm Thiên vẫn thản nhiên không đem chuyện đàm phán đặt trong lòng, mọi người lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, tựa hồ toàn bộ cường giả Đế Đạo Minh đều hoàn toàn tin tưởng Lục Lâm Thiên. Quay về đình viện, Lục Lâm Thiên nhìn thấy nhóm người Bắc Cung Vô Song đang ngồi trong tiểu sảnh. Lục Lâm Thiên kể lại cho mọi người tình huống mình vừa nghe được, ánh mắt Lục Tâm Đồng thoáng ngưng trọng nói. Ca ca, như vậy chúng ta phải cẩn thận một chút mới được, thực lực Thiên Địa Minh không yếu, muội sợ bọn hắn có mưu đồ khác. Tới lúc đó lại nhìn xem đi, ta thật sự muốn biết bọn hắn muốn làm gì. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Lâm Thiên, dựa theo lời ngươi nói. Nếu người của Thiên Địa Minh cũng chỉ có bấy nhiêu, cũng không có gì phải lo lắng. Kim Huyền thản nhiên lên tiếng. Nội tình Tam Tông Tứ Môn, Tứ Các Tứ Đảo thật không yếu, mặc dù không thể đánh đồng với sáu đại nhân hoàng tộc cùng bốn đại thú hoàng tộc, nhưng ở lúc bình thường sáu đại nhân hoàng tộc cũng cho bọn hắn một ít mặt mũi. Theo ta xem, nếu Thiên Địa Minh thật sự muốn hạ thủ với cô gia, sẽ không ra tay trong Cự Giang Thành, bởi vì nơi này còn có Thiên Địa Các. Lai lịch của Thiên Địa Các còn lâu hơn Tam Tông Tứ Môn, Tứ Các Tứ Đảo, cho dù là sáu đại nhân hoàng tộc cùng bốn đại thú hoàng tộc cũng không dám xem thường họ. Cho nên Thiên Địa Minh tuyệt đối sẽ không ra tay trong Cự Giang Thành. Một hộ pháp Bắc Cung gia tộc nói. Nói chuyện thêm một lát, Lục Lâm Thiên mang theo tâm tình bất ổn về phòng, ngày mai là ngày Lam Linh thành hôn với di vật của Công Tôn Xuân Thu, hôn lễ chẳng khác gì náo kịch kia thật sự làm hắn có chút bất đắc dĩ lẫn đau lòng. Chỉ sợ giờ phút này Lam Linh phải thừa nhận không ít áp lực. Lâm Thiên, đang nghĩ tới Lam Linh cô nương sao? Bắc Cung Vô Song chậm rãi đi tới, phủ nhẹ cho bụi trên vai hắn, nói. Có muốn muội đi cùng huynh nghênh đón Lam Linh cô nương hay không? Muội tin tưởng người của Vạn Thú Tông không ai đủ sức ngăn cản hai chúng ta. Ngày mai động thủ cũng được. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lộ vẻ khẩn trương. Vậy huynh đừng lo lắng, nói thế nào còn có muội ở cạnh huynh đâu. Bắc Cung Vô Song nói. Vô Song, cảm ơn muội. Lục Lâm Thiên ôm chặt nàng trong tay, thầm nghĩ. Lam Linh, ngày mai nàng có đi với ta không? Bên trong đình viện, một mảnh vui sướng tràn ngập khắp nơi, nơi nơi đều răng đèn kết hoa. Lam Linh ngồi trên ghế đỏ, bên cạnh có một nữ tử mặc áo màu đỏ nhạt, khí chất bất phàm, trên vai còn có một đầu yêu thú thuần trắng, cực kỳ đáng yêu. Sư tỷ, ngày mai là đại hôn của ngươi. Lẽ ra muội nên chúc mừng, nhưng bây giờ. Nữ tử nhìn Lam Linh than nhẹ. Hồng Vân sư muội, hiện tại ngươi chính là tông chủ Vạn Thú Tông, sư tỷ có thể nhờ ngươi một việc hay không? Lam Linh ngẩng đầu cười hỏi. Sư tỷ, xin phân phó, Hồng Vân có thể làm nhất định sẽ không chối từ. Hồng Vân gật đầu. Lam Linh nói. Nếu có một ngày Lam gia gặp phải phiền toái, sư muội có thể hỗ trợ thì giúp đỡ một ít. Sư tỷ yên tâm đi, có Vạn Thú Tông, ai dám động tới Lam gia? Hồng Vân nói. Khóe môi Lam Linh hiện tia cười khổ, nói. Sư muội,
giúp sư tỷ thay quần áo đi, ngày mai sư tỷ muốn mình thật xinh đẹp trước mặt người trong thiên hạ. Sư tỷ vốn tuyệt mỹ, chỉ tiếc. Hồng Vân thoáng dừng lại, ngẩng đầu nói. Sư tỷ, ta nghe nói trưởng môn phi linh môn Lục Lâm Thiên đã tới Cự Giang Thành. Vậy sao, hẳn là tới đàm phán với thiên địa minh chúng ta đi. Lam Linh bình tĩnh nói. Hồng Vân nhìn nàng. Sư tỷ, người cũng không cần giấu giếm ta, năm đó ở Vạn Thú Tông ta cũng đã nhìn ra, quan hệ giữa sư tỷ cùng Lục Lâm Thiên tuyệt đối không tầm thường, chỉ sợ quan hệ giữa hai người không đơn giản, Công Tôn Xuân Thu đã chết, nhưng sư tỷ vẫn thành hôn với di vật của hắn, ta chỉ cảm thấy ủy khuất cho sư tỷ. Hồng Vân, muội cũng đã biết, muội là tông chủ Vạn Thú Tông, có một số việc muội hẳn là hiểu được. Lam Linh nói. Ta chỉ cảm thấy sư tỷ hy sinh quá lớn, nếu... Nàng còn chưa nói xong đã bị Lam Linh ngắt lời. Hồng Vân sư muội, có một số việc thân bất do kỷ, cũng vẫn do mình lựa chọn, ta lựa chọn con đường này cho dù khó đi cũng sẽ cười mà đi, đây là lựa chọn của ta phải thừa nhận, trên đời này không có thuốc hối hận. Sư tỷ, Hồng Vân bất đắc dĩ, nàng hiểu rõ nàng cũng không thay đổi được gì, cho dù nàng là một tông chủ. Ta muốn lấy được cũng đã được tới, cũng không có gì tiếc nuối. Lam Linh mỉm cười. Sư muội, giúp ta thay quần áo đi, ngày mai sư tỷ muốn mình thật xinh đẹp, làm cho mọi người đều nhìn thấy một mặt xinh đẹp nhất của ta. Ân. Hồng Vân khẽ gật đầu. Trong mắt Lam Linh hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nàng muốn mình thật xinh đẹp, nhưng không ai biết bởi vì ngày mai hắn cũng tới, ngày đại hôn, mà một màn xinh đẹp nhất của nàng chính vì muốn cho hắn chứng kiến. Ngày 8 tháng 6. Ngày hôm nay trên quảng trường Cự Giang Thành một mảnh vui sướng, nơi nơi đều là màu đỏ, có không ít đệ tử Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông chờ đợi trên quảng trường. Người bình thường có thể vây quanh bên ngoài xem lễ, nhưng không ai dám tùy tiện đi vào bên trong, muốn vào phải là cường giả một phương hoặc là người đứng đầu thế lực mới được. Trong mắt mọi người cuộc hôn nhân này chỉ là danh nghĩa, mục đích thực sự là vì liên hợp hai môn phái cùng nhau, như vậy thực lực của họ sẽ càng thêm cường hãn. Nhưng người hiểu rõ nguyên nhân sau màn thì không hề nghĩ như thế. Sáng sớm đã có rậm rạp người vây quanh quảng trường, không ít người nghe được dung mạo của tiền tông chủ Vạn Thú Tông Lam Linh rất mỹ lệ nên muốn có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của nàng. Theo thời gian trôi qua, tất cả các con đường vây chật như nêm cối, thanh âm ồn ào vang vọng trời cao, phi thường náo nhiệt. Mau nhìn xem, cường giả Lan Lăng Sơn Trang đã tới. Cường giả Hắc Sát Giáo cũng tới. Còn có cường giả Khôn Dương Đảo. Đó là cường giả các đại sơn môn thiên địa minh, thực lực thật sự không kém. Nghe nói lần này có không ít cường giả tôn cấp đâu, đều có lực lượng rời non lấp bể. Nếu có một ngày chúng ta có được thực lực như vậy thật quá tốt, tới lúc đó có thể tung hoành đại lục. Trong đám người lúc này có không ít đệ tử Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông đi mở đường, theo sau không ít thân ảnh đi tới, ước chừng có 700-800 người, lập tức gây xôn xao cả quảng trường. Càng rung động chính là khí tức vô hình lan tràn, làm cả quảng trường nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, từng luồng chân khí vô hình khiến những người đứng gần không tự chủ được phát run, linh lực cùng khí tức bản thân giống như đều nhận lấy áp chế. Bên trong mấy trăm người có một thân ảnh xinh đẹp đi phía trước, áo tím phấp phới, dung nhan tuyệt mỹ mang theo một cỗ lãnh diễm làm người ta không dám nhìn thẳng. Trên quảng trường có một đại điện mới được sửa chữa không lâu, bên ngoài đại điện có cường giả Hóa Vũ Tông đứng thẳng canh gác. Khí tức sắc bén lan tràn, thực lực đều không kém. Bên trong đại điện có mười mấy thân ảnh đang ngồi, Thảo Ưng lão tổ, Duẫn Ngạc đều có mặt, còn có một ít cường giả Vạn Thú Tông, một phương khác có không ít cường giả, bốn tu vi tôn cấp, đầu lĩnh mặc hoàng bào, khoảng chừng 60 tuổi, thân hình thô lỗ, khí tức không kém hơn Thảo Ưng lão tổ. Liệt thổ tôn giả, hôm nay Vạn Thú Tông liên hôn cùng Hóa Vũ Tông, sau này quan hệ giữa hai tông sẽ tiến thêm một bước. Thao Ưng lão tổ ôm quyền nói. Đó là đương nhiên, sau này Hóa Vũ Tông cùng Vạn Thú Tông tự nhiên cần giúp đỡ nhau nhiều hơn. Lão giả nói. Khởi bẩm trưởng lão, khách nhân đã tới. Có đệ tử Vạn Thú Tông đi vào bẩm báo. Liệt thổ tôn giả, là người của các đại sơn môn, chúng ta đi gặp họ thôi. Thao Ưng lão tổ đứng dậy nói. Nghe nói Nguyệt Vũ tôn giả, Tất Mộc tôn giả, Phong Đao tôn giả bọn họ đã tới. Chúng ta đương nhiên phải đi nghênh đón. Liệt thổ tôn giả nói, tuy nhìn dáng vẻ thô lỗ mà trong mắt lộ ra vẻ tinh tế. Ha ha, liệt thổ tôn giả, Thao Ưng, hai nhà các ngươi liên hôn,
chúc mừng chúc mừng. Liệt thổ, chúc mừng. Thao ưng cùng liệt thổ vừa đi ra đại điện, thanh âm chúc mừng liên tục truyền tới, mấy trăm người đang đi qua, nhưng sau khi đi vào đại điện chỉ có ít người ngồi xuống, đại bộ phận đều đứng sau lưng đầu lĩnh của mình. Lúc này bên ngoài quảng trường tuy vui sướng, thanh âm ồn ào đinh tai nhức óc, mà trong đại điện khăn đỏ tung bay, nơi nơi có vẻ vui mừng, chẳng qua lại cho người ta cảm giác chẳng có gì là vui sướng thật sự. Những cường giả kia thật mạnh, chỉ mới đi ngang qua người ta khiến chân khí của ta không thể vận chuyển. Ta cũng như thế, linh lực đều bị áp chế, tuyệt đối là cường giả tôn cấp. Ta nhận thức giáo chủ Hắc Sát giáo Đồng Quy Tinh, vừa rồi hắn cũng có mặt. Từ sáng sớm, Lam Linh đã thay bộ quần áo màu đỏ, khuôn mặt được trang điểm nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng kiều diễm, trong mẫu ngực còn mang theo vài phần dễ thương. Sư tỷ, hôm nay tỷ đẹp quá. Hồng Vân nói, ý của muội là bình thường ta không đẹp sao? Lam Linh nhìn khuôn mặt mình trong gương đồng, khẽ nói. Muội đương nhiên không phải ý tứ này. Hồng Vân vội vàng nói, trước kia sư tỷ cũng đẹp, chỉ là hôm nay đẹp hơn nhiều. Ta chỉ nói đùa mà thôi, sau này Vạn Thú Tông sẽ giao cho muội, sư phụ cũng giao cho muội. Lam Linh xoay người nói, sư tỷ, sau khi tỷ thành hôn vẫn là người của Vạn Thú Tông. Hồng Vân nói, hết thảy đều không giống với lúc trước. Lam Linh thản nhiên cười, trong nụ cười mang theo vẻ bất đắc dĩ, đại hôn đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói đều là chuyện vô cùng cao hứng, mà hôm nay nàng lại không cách nào vui vẻ. Khách quý đế đạo minh tới. Trên quảng trường, một tiếng quát truyền vào đại điện, ánh mắt người bên trong liền run lên, khí tức có chút dao động. Nguyên Nhược Lan ngồi gần chủ vị, ánh mắt đột nhiên thoáng động. Người đế đạo minh đã tới, ta đi ra xem, chư vị cứ ngồi đây. Liệt thổ tôn giả âm trầm đứng lên, nghe nói về người của đế đạo minh khiến trong lòng hắn không cách nào cao hứng, bởi vì Hóa Vũ Tông bị tổn thất thảm trọng trong tay đế đạo minh. Chư vị, hôm nay là ngày vui của hai hậu bối Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông, chư vị đang ngồi cùng đế đạo minh, đặc biệt là tiểu tử Lục Lâm Thiên đều có mối thù hận sâu nặng, nhưng mọi người đừng quên ngày mai mới là ngày đàm phán, hôm nay thả lỏng một chút. Chuyện nhỏ không nhìn sẽ loạn mưu lớn. Thao ưng mang theo ánh mắt thâm ý nhìn qua mọi người, trong lời nói mang theo một tầng ý tứ khác, cũng chỉ có một ít người hiểu rõ, vì lần này cần giữ bí mật hành động, vì vậy người biết rõ kế hoạch rất ít, chủ yếu chỉ có đầu lĩnh các đại sơn môn mới biết. Thao ưng, người cứ yên tâm đi, cho dù muốn gây chiến với đế đạo minh cũng không gấp trong nhất thời, chúng ta cũng không cần nhẫn nhịn thêm bao lâu đâu. Ánh mắt Vô Ảnh Kiếm Tôn lóe hàn mang, khuôn mặt càng thêm âm trầm. Cường giả các đại sơn môn nghe vậy đều gật đầu, nhỏ không nhìn sẽ loạn mưu lớn, việc này bọn họ đều biết. Như vậy cũng tốt. Thao ưng khẽ gật đầu, cùng liệt thổ rời khỏi đại điện. Quảng trường nhất thời tao động, ở ngay góc quảng trường xuất hiện không ít thân ảnh, phía trước là đệ tử hai tông dẫn đường, phía sau đi theo một đội ngũ chừng vài trăm người. Khí tức trên thân nhóm người này cũng áp chế người trên quảng trường run rẩy. Cả quảng trường nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Người đi đầu là một thanh niên mặc thanh y, chính là Lục Lâm Thiên, sáng sớm đã có người Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông đi tới đỉnh viện nghênh đón người đế đạo minh tới xem lễ, vô luận thân phận hay thực lực của Lục Lâm Thiên đều có thể đi trước nhất, không ai dám vượt mặt của hắn. Bắc Cung Vô Song, Lục Tâm Đồng, Kim Huyền cùng Dương Quá với nhóm người Lữ Chính Cường đều gắt gao đi theo sau hắn. Hoan nghênh chư vị đế đạo minh tới Cự Giang Thành xem lễ. Thao ưng cùng liệt thổ từ trong đại điện đi ra, nói thế nào hôm nay cũng là ngày vui, huống chi còn quan hệ tới kế hoạch trọng đại, có cửu hận lớn bao nhiêu đều phải áp chế ở trong lòng. Liệt thổ tôn giả. Lục Lâm Thiên dừng lại, khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt đảo qua Thao ưng sau đó rơi lên người hoàng bào lão giả, người này thực lực vũ tôn cửu trọng trung kỳ. Lúc này người đế đạo minh nhìn qua nhóm người Thao ưng lão tổ, có Lục Lâm Thiên nên không ai lên tiếng nói chuyện. Bởi vì giờ phút này không người nào dám xem thường hắn. Lục Lâm Thiên chính là minh chủ danh chính ngôn thuận của đế đạo minh, lần này tới đây mọi người đều chỉ nghe theo lệnh của hắn. Các ngươi đã mời chúng ta tới, chút mặt mũi như vậy đế đạo minh đương nhiên phải cấp cho các ngươi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chỉ lướt qua liệt thổ, lại nhìn Thao ưng trả lời, mối thù giữa hai minh hắn cũng không tính toán giải quyết trong hôm nay, mà hôm nay hắn cũng không tâm tình băn khoăn thiên địa minh. Từ sáng sớm tới bây giờ trong đầu hắn chỉ có hình bóng của Lam Linh mà thôi.
còn phải chờ một lát mới tới ngày lành tháng tốt, mời chư vị, địa phương bên trong quá nhỏ, chỉ sợ không thể tiếp đãi toàn bộ mọi người, vậy mời những người khác trong các đại sơn môn lên lễ đài ngồi tạm đi. Thao Ưng lướt mắt nhìn qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Bắc Cung Vô Song cùng Kim Huyền, ánh mắt chợt lóe lên. Khi Liệt Thổ nhìn lướt qua Bắc Cung Vô Song cùng Kim Huyền, ánh mắt chợt biến hóa, có chút nghi hoặc với thân phận Kim Huyền, đồng thời cũng thoáng thay đổi khi nhìn thấy người Bắc Cung gia tộc. Lục Lâm Thiên nhìn lên lễ đài, nơi đó có mấy trăm vị trí, hẳn là dùng sử dụng trong việc xem lễ, lại lướt qua đại điện, nói. Chúng ta chỉ là tới xem lễ, không cần vào đại điện. Dứt lời hắn cũng không nhìn Thao Ưng cùng Liệt Thổ, thanh bào run lên, đã đi thẳng tới lễ đài, với thực lực hiện tại của hắn, hắn không cho rằng hai người kia có tư cách nói chuyện với mình, chỉ sợ lần này Thiên Địa Minh sẽ giở trò, hai người kia chỉ đi tiền trận mà thôi, lợi hại chân chính đều nằm phía sau, cũng không cần cấp cho hai người mặt mũi. Nhóm người Lục Tâm Đồng đều đi theo Lục Lâm Thiên. Vẫn là bên này thoải mái. Thiên Dương Tôn Giả mỉm cười, đi theo sau Lục Lâm Thiên. Mà cường giả đế đạo minh cũng lập tức đi theo. Hừ, nhìn thấy Lục Lâm Thiên hoàn toàn không đem hắn để vào trong mắt, sắc mặt Liệt Thổ càng thêm âm trầm, nếu không phải cố gắng áp chế chỉ sợ hiện tại hắn đã liều mạng với Lục Lâm Thiên. Chuyện xảy ra trong Tử Vong Thâm Uyên hắn cũng đã nghe nói qua, cường giả hóa vũ tông hơn phân nửa đều chết trong tay Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Thao Ưng lại có chút ngưng trọng, hắn từng đối chiến với Lục Lâm Thiên trong Tử Vong Thâm Uyên. Khí tức hiện tại của tiểu tử kia khiến cho hắn có cảm giác lại có tiến bộ, còn tiến bộ cực lớn, bằng không hắn sẽ không có cảm giác mạnh như thế. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó xoay người quay vào đại điện. Trên đài xem lễ, mọi người ngồi xuống, Lục Lâm Thiên ngồi cùng dãy ghế với trưởng môn tông chủ cùng siêu cấp cường giả các đại sơn môn. Nhìn dáng vẻ Thiên Địa Minh không có mưu đồ mới là lạ, nhất định phải cẩn thận một chút. Thiên Dương nhìn thấy xung quanh cũng không có người của Hóa Vũ Tông cùng Vạn Thú Tông, thấp giọng nói, nhưng đủ làm cho cường giả đế đạo minh xung quanh nghe được. Vừa rồi nhìn sắc mặt Thao Ưng cùng Liệt Thổ, Thiên Dương mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Nhìn xem trong hồ lô của bọn hắn bán thuốc gì cũng tốt. Thiết Kiếm nói, an tâm đi, sợ cái gì, hôm nay cũng sẽ không ra tay, chỉ nhìn náo nhiệt là tốt rồi. Thất Tinh nói. Mọi người thấp giọng nói chuyện nhưng Lục Lâm Thiên vẫn thản nhiên như không nghe thấy, ánh mắt nhìn chăm chú vào lễ đài được trang trí đỏ hồng rực rỡ, lúc này trên lễ đài vẫn một mảnh vắng vẻ, nhưng xung quanh phủ kín những đóa hoa màu đỏ, nhìn qua như biển hoa hồng, cực kỳ vui tươi cùng nổi bật. Nhìn ánh mắt có chút ngơ ngác của Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song đưa tay đặt nhẹ lên tay hắn. Lục Lâm Thiên phục hồi lại tinh thần, thoáng quay đầu nắm chặt tay Bắc Cung Vô Song, ánh mắt lộ ý cười. Bắc Cung Vô Song không nói gì, chỉ mỉm cười với hắn, nụ cười khuynh thành. Nhìn thấy không, ngồi ở giữa chính là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên, trưởng môn Phi Linh Môn, minh chủ đế đạo minh. Lục Lâm Thiên xuất đạo mới bao lâu, không nghĩ tới đã hỗn tới mức này. Mấy nữ tử bên cạnh Lục Lâm Thiên thật tuyệt mỹ a, ta chưa từng gặp qua nữ tử mỹ mạo như vậy, Lục Lâm Thiên tựa hồ có diễm phúc không cạn. Bên trong đám người ồn ào xôn xao. Có vài thân ảnh đứng trong đó, chỉ cần họ không phóng xuất ra khí tức đặc biệt, dù là ai cũng không cách nào tìm thấy. Lăng Thanh Tuyệt cũng trộn lẫn bên trong, bên cạnh hắn là một thanh niên thanh y gầy gò, đôi mắt sáng ngời thâm thúy nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên cùng Bắc Cung Vô Song, ánh mắt khẽ động. Thao Ưng cùng Liệt Thổ quay vào trong đại điện, các cường giả đều đã biết chuyện bên ngoài. Hừ, Lục Lâm Thiên đúng là hung hăng càn quấy. Vô Ảnh âm trầm nói. Để nhìn xem tiểu tử kia còn càn quấy được bao lâu. Một lão giả mặc áo xám ngồi trong đội ngũ Lan Lăng Sơn Trang trầm giọng nói. Chư vị, bên cạnh Lục Lâm Thiên còn có người Bắc Cung gia tộc, trong đó còn có một nữ tử mới được Bắc Cung gia tộc tìm về, là đại tiểu thư Bắc Cung gia tên Lục Vô Song. Thao Ưng nói. Thao Ưng, ngươi xác định. Ánh mắt Vô Ảnh biến hóa, mọi người không khỏi biến sắc, bốn chữ Bắc Cung gia tộc có ý vị thế nào bọn họ đều hiểu rõ. Bắc Cung gia tộc tới thì đã sao, cả Thiên Địa Minh đều ở đây, Bắc Cung gia tộc có năng lực thế nào? Bên trong đội ngũ Nguyệt Long Các truyền ra một thanh âm, chính là một lão giả 70 tuổi. Thân hình lão giả có chút phong phanh, toàn thân mang theo khí chất âm nhu, ánh mắt lạnh lẽo. Mọi người nghe vậy đều khẽ cười, có Thiên Địa Minh, Bắc Cung gia tộc có thể làm được gì? Chư vị, thời gian đã tới,
chúng ta đi ra ngoài xem lễ đi. Thao Ưng nói, tuy lộ ý cười nhưng mặc cho ai cũng nhận ra được giọng nói của hắn cũng không lộ ý mừng. Trong quảng trường thanh âm ồn ào nhốn nháo, càng ngày càng lớn, khi ánh mặt trời trải khắp đại địa, cả quảng trường chen chúc không chịu nổi, lại có người dẫm đạp lẫn nhau, tiếng khắc khẩu không ngừng vang lên, nhưng không có ai dám động thủ nháo sự. Thời gian tới gần, vô số tiếng hoan hô hội tụ, sóng âm cuồn cuộn xuyên thẳng tận trời. Cường giả thiên địa minh đi ra quảng trường ngồi trên đài xem lễ đối lập với đế đạo minh, quảng trường lúc này càng thêm nhiệt liệt. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đã khôi phục lại bình thường, khi người của thiên địa minh vừa đi ra, hắn lướt mắt đánh giá, không ít người quen. Trong lòng Lục Lâm Thiên thật không tin tưởng thiên địa minh bị đả kích nặng như vậy nhưng vẫn còn nhiều cường giả tới như thế, theo hắn suy tính bọn họ hẳn không còn bao nhiêu lực lượng. Nguyệt Phú Tôn giả có thể làm cho Lục Lâm Thiên chú ý ít nhất phải có tu vi tôn cấp cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, khi hắn liếc mắt nhìn qua, liền có cảm giác. Theo trang phục mà xem, bên trong đội ngũ Nguyệt Long Các có một lão giả 70 khí tức âm nhu đang ngồi, theo hắn phán đoán hẳn là Nguyệt Phú Tôn giả, tuy ẩn nấp khí tức nhưng vu vi vũ tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh thủy hệ vẫn có chút dao động truyền ra. Két! Ngay lúc Lục Lâm Thiên còn đang đánh giá, thanh âm yêu thú tê minh truyền tới. Giữa không trung một đầu ngân sắc thú ảnh vỗ cánh bay tới, nháy mắt đã đi ra giữa không trung, đó là một đầu ngân sắc đại điêu, hai mắt bắn ra quang mang sắc nhọn, lông chim như đao mang sắc bén, thân thể cao lớn lan tràn một cỗ thú uy khổng lồ. Phong Vũ Ngân Điêu. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, ánh mắt lập tức tập trung, huyết mạch Phong Vũ Ngân Điêu không kém hơn Thiên Sí Tuyết Sư, nhiều năm qua Lục Lâm Thiên cũng chỉ nhìn thấy thánh nữ Tử Yên của thiên địa các có được đầu yêu thú thế này. Trên lưng Phong Vũ Ngân Điêu có một nam một nữ, chính là Lam Thập Tam cùng Tử Yên, mà sau lưng hai người có mười mấy vũ vương linh vương, mấy lão giả khác ánh mắt như điện, vẫn là người quen cũ, Phục Yêu Tôn giả cùng Diệu Linh Tôn giả, có cả Hỏa Vân Tôn giả bên trong. Vạn Thú Tông liên hôn cùng Võ Hóa Tông, thiên địa các đặc biệt tới chúc mừng. Tử Yên nhẹ nhàng rơi xuống đài xem lễ nằm giữa hai phe phái. Siêu siêu. Lam Thập Tam cùng nhóm người Hàn Ngọc Tôn giả đồng thời rơi xuống bên cạnh Tử Yên. Thánh tử thánh nữ thiên địa các cũng tới, làm hôn lễ càng thêm rực rỡ, mời chư vị cường giả thiên địa các cùng ngồi. Thao Ưng cùng Liệt Thổ cũng không dám sơ sẩy, đều đứng lên phân phó đệ tử nghênh đón cường giả thiên địa các. Thao Ưng lão tổ, Liệt Thổ tôn giả không cần khách khí. Tử Yên gật đầu nói. Chào Lục trưởng môn, Bắc cung thần nữ vẫn khỏe. Tử Yên nhìn qua hai người, chợt lên tiếng hỏi. Lục Lâm Thiên cùng Bắc Cung Vô Song cùng gật đầu đáp lễ. Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Vô Song, đã lâu không gặp. Lam Thập Tam chào hỏi. Vũ Tôn Ngũ Trọng, cũng đủ khủng bố. Lục Lâm Thiên mỉm cười gật đầu, quan sát chân khí của Lam Thập Tam, mặc dù hắn có thủ đoạn ẩn nấp chân khí nhưng vẫn không tránh thoát ánh mắt Lục Lâm Thiên. Nhóm cường giả thiên địa các đi qua đội ngũ của thiên địa minh, nói thế nào hôm nay cũng là hôn lễ của hai sơn môn, thiên địa các tới chúc mừng cũng không tiện bỏ qua mặt mũi chủ nhân. Tân nương đến. Chỉ một lát một thanh âm thét to vang khắp quảng trường, cả quảng trường đều yên tĩnh trở lại, từng đôi mắt đều chăm chú nhìn qua, liền thấy ở góc quảng trường có không ít nữ tử vây quanh một nữ tử mặc áo tân nương đội khăn che mặt chậm rãi đi lên lễ đài. Tuy không nhìn thấy dung mạo tân nương nhưng từ dáng người của nàng cũng có thể làm người mơ màng vô hạn, trong đó có không ít người thầm than, nữ tử như vậy phải gả cho một người chết, từ nay phải thành quả phụ, ngẫm lại thật làm người bất đắc dĩ, trong lòng mọi người thầm mắng, Công Tôn Xuân Thu đúng là hỗn trướng, đã chết còn đi hại người. Lục Lâm Thiên nhìn thấy thân ảnh uyển chuyển, thân thể chợt run lên, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được trong lòng Lam Linh vô cùng bất đắc dĩ. Tân lang đến. Ngay lúc Lam Linh đi lên lễ đài, lại một tiếng quát truyền tới, nơi góc quảng trường có hơn 10 thanh niên hóa vũ tông đi ra, mà thanh niên đi giữa khí chất tuấn lãng, trong tay cầm một bộ quần áo sạch sẽ, bên trên đặt chiếc mũ thường gặp trên đại lục, chậm rãi đi tới bên cạnh Lam Linh. Bên dưới quảng trường lập tức ồn ào xôn xao. Siêu! Thân hình thô lỗ của Duẫn Ngạc dẫm mạnh mặt đất, lập tức rơi xuống quảng trường, nhìn lên Lam Linh cùng y phục của Công Tôn Xuân Thu, ánh mắt thoáng chớp động. Hôm nay tông chủ Vạn Thú Tông Lam Linh, cũng là đồ đệ của ta cùng Hóa Vũ Tông Công Tôn Xuân Thu hiền chất thành hôn, mặc dù Công Tôn hiền chất bất hạnh chết trong tử vong thâm uyên, nhưng hai người sớm có hôn ước, cảm tình thập phần vững chắc, mặc dù âm dương xa cách nhưng hôn lễ vẫn cử hành,
mọi người từ xa xôi vạn lý mà đến, cảm tạ chư vị đã tới xem lễ, Duẫn Ngạc này đại biểu Vạn Thú Tông tỏ vẻ cảm tạ. Nhìn quanh bốn phía, Duẫn Ngạc cao giọng nói, thanh âm xen lẫn chân khí đủ truyền khắp cả quảng trường. Lời của hắn vừa dứt, khắp quảng trường vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng, có chút người thông minh chỉ khẽ cười. Lam Linh khẽ run lên, không ai nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng bên dưới khăn voan. Duẫn Ngạc cười hài lòng, đứng trước mặt Lam Linh cùng thanh niên cầm y phục, nói. Ngày lành tháng tốt đã tới, đại hôn bắt đầu, nhất bái thiên địa. Thanh niên cầm y phục nghe vậy liền ôm quần áo Công Tôn Xuân Thu quỳ xuống đất. Sư tỷ, bắt đầu hành lễ. Hồng Vân thở dài nói. Ánh mắt Lam Linh giật nhẹ, không ai thấy được đôi mắt nàng đã ướt át, nhưng nàng cũng hiểu rõ đã tới nông nỗi này cũng không còn cách nào thay đổi. Con đường do nàng lựa chọn, dù khó đi cũng phải cao ngạo đi tiếp, bởi vì nàng là Lam Linh, cũng không có thiên phú đặc thù, không được gia tộc trông đỡ, nhưng nàng có thể đi tới hôm nay chỉ nhờ vào sự cố gắng cùng trả giá của bản thân nàng. Lam Linh quỳ dưới đất, hướng không trung cúi lạy, hai người lập tức đứng dậy. Duẫn Ngạc cười hài lòng, lập tức nói. Nhị bái sư trưởng. Thanh niên lại theo Lam Linh xoay người hành lễ với Duẫn Ngạc. Phu thê giao bái. Duẫn Ngạc lại nói. Thanh niên xoay người nhìn Lam Linh. Thân hình Lam Linh khẽ run lên, ánh mắt nhấc lên, tựa hồ hy vọng liếc mắt nhìn ai đó, chỉ tiếc khăn voan che tầm mắt căn bản không nhìn thấy bên ngoài. Lam Linh, phu thê giao bái, chỉ thiếu một bước cuối cùng, sư phụ biết ngươi ủy khuất. Nhưng hết thảy đã không thể sửa đổi, bỏ cái ta thành toàn mọi người, ngươi luôn hiểu biết, sau này vi sư chỉ có thể giúp Lam gia của ngươi tốt hơn mà thôi. Nhìn thấy Lam Linh không có động tĩnh, Duẫn Ngạc truyền âm cho nàng. Lam Linh chậm rãi xoay người, nước mắt rơi xuống lễ đài. Thoáng lấy lại bình tĩnh, nàng đã sắp bái xuống, mà thanh niên cũng khom người, lúc này toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên lễ đài. Suy! Nhưng đúng ngay lúc đó, một đạo quang ảnh nóng cháy xuyên qua không gian, dùng tốc độ ngay cả Duẫn Ngạc cũng không kịp phản ứng nháy mắt rơi lên quần áo của Công Tôn Xuân Thu, quần áo rơi xuống đất, lập tức thiêu cháy hừng hực. Quần áo bị thiêu hủy trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều kinh biến, lập tức quay đầu nhìn qua chỗ chân khí dao động vừa rồi. Suy! Cơ hồ lúc này một đạo xích hồng sắc lưu quang xuyên thủng không gian thời gian, một thanh ảnh đột nhiên bay thẳng về hướng lễ đài. Là Lục Lâm Thiên! Động tĩnh thình lình xảy ra làm các siêu cấp cường giả đều giật mình, phát hiện là Lục Lâm Thiên, từng đôi mắt cùng khí tức đều tập trung lên người hắn. Ta phản đối. Hết thảy chỉ xảy ra trong nháy mắt ngắn ngủi, khi thân ảnh Lục Lâm Thiên rơi xuống lễ đài, một tiếng quát vang vọng cả không trung. Thanh âm vừa truyền ra, thân hình Lam Linh run lên, nàng không cần nhìn cũng biết là ai. Trong thiên địa minh, Thảo Ưng cùng Liệt Thổ lập tức khôi phục thần trí, không ngờ Lục Lâm Thiên tới quấy rối. Không hề đem Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông đặt vào trong mắt. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn làm gì, lùi xuống cho ta. Thân hình Liệt Thổ bật khỏi ghế nháy mắt xuất hiện giữa không trung, chân dẫm hư không, hoàng bào run lên, một đạo trưởng ấn quét ngang, không gian run lên, không gian vặn vẹo nháy mắt liền bị chấn nát lộ ra một mảnh tối đen. Hừ, nhìn thấy có người ra tay với Lục Lâm Thiên, sắc mặt Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá trầm xuống, đang định lao ra. Tâm Đồng, đây là việc tư của Lâm Thiên, nhất định phải tự huynh ấy giải quyết, chúng ta không cần hỗ trợ. Bắc Cung Vô Song phất tay, một cỗ kình khí vô hình ngăn cản hai người. Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng nghe vậy nghi hoặc ngồi xuống. Thật mạnh, cường giả đế đạo minh cảm giác được chân khí của Bắc Cung Vô Song đều chợt run lên, trong lòng đều bị ảnh hưởng. Trường ấn cuốn tới, vỡ áp xuống lễ đài, kình phong áp bách làm không gian run rẩy. Nhưng không thể lay động Lục Lâm Thiên mảy may. Cút xuống cho ta. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, trường bào run lên, một đạo quyền ấn thổi quét bay ra, không lùi mà tiến tới, trong tích tắc va chạm vào trường ấn, hung hăng đón lấy một trường kia. Oanh! Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, không gian khựng lại, kình phong khủng bố bộc phát, khe không gian lập tức xé mở. Phốc! Thanh âm cũng không lớn, chỉ nghe tiếng một tiếng hừ vang lên. Liệt Thổ phun ra máu tươi, thân hình lảo đảo đánh bay ra ngoài. Đặng đặng, Liệt Thổ dùng hết thủ đoạn mới ổn định được thân hình giữa không trung, rơi xuống quảng trường thối lui mấy bước, giẫm nát không ít phiến đá, sắc mặt tái nhợt, cả cánh tay đau đớn, ánh mắt kinh hãi, hắn không ngờ Lục Lâm Thiên chỉ tùy ý đánh ra một trường đã có thể đánh hắn bị thương,
điều này làm hắn không cách nào tin tưởng. Hôm nay bản tôn không muốn giết người, đều nghe kỹ cho ta, ai đi lên muốn chết, ta sẽ thành toàn hắn. Lục Lâm Thiên liếc qua liệt thổ còn đang kinh hãi, thanh âm bá đạo vang vọng trời cao. Thực lực Lục Lâm Thiên đã khủng bố như vậy sao? Lúc này dù là thiên địa minh hay đế đạo minh đều kinh hãi, mà ánh mắt người thiên địa minh nháy mắt biến thành cực kỳ ngưng trọng. Là linh vũ chiến tôn Lục Lâm Thiên. Nhìn điệu bộ này hắn muốn tới quấy rối sao? Lục Lâm Thiên không quản người khác, cũng không để ý tới Duẫn Ngạc, trực tiếp đi tới trước người Lam Linh, nói. Ta tới còn chưa muộn đi. Hồng Vân liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức lui ra xa. Thân ảnh xinh đẹp run rẩy, thoáng chốc khăn voan bị nhấc lên, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trong mắt mọi người, ánh mắt Lam Linh run rẩy nhìn thanh ảnh trước mặt, điều này thật sự làm cho nàng ngoài ý muốn, nàng không ngờ hắn sẽ vì nàng mà tới. Vì sao huynh lại tới? Lam Linh kích động run rẩy hỏi. Bởi vì nàng là nữ nhân của ta tới mang nàng đi. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm Lam Linh, lời nói truyền ra, mang theo cỗ bá đạo, nếu hắn đã tới đây tuyệt đối phải dẫn đi nữ nhân của mình. Lam Linh nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, thân thể run lên, đôi mắt biến thành ướt át. Đây là có chuyện gì? Tựa hồ quan hệ giữa Lam Linh cùng Lục Lâm Thiên không tầm thường. Nghe lời nói của hai người, ánh mắt toàn bộ những người trên quảng trường đều nghi hoặc, thậm chí Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng cũng kinh ngạc. Ánh mắt nam tử gầy gò đứng bên cạnh Lăng Thanh Tuyệt khẽ chớp động, mà Dạ Vị Ương, Đạm Thai Tuyết Phi cùng Nguyên Nhược Lan càng dao động nhiều hơn. Muội rất muốn đi cùng huynh, nhưng mà... Ánh mắt Lam Linh lóe sáng, nhưng nàng lại có băn khoăn của mình, chợt đảo qua người của Thiên Địa Minh, nói. Huynh đi đi, huynh đã chịu tới đây, muội đã thỏa mãn. Trong lòng nàng như đang rỉ máu, nàng rất muốn đi theo hắn, nhưng nàng đi không được. Nàng không muốn vì mình lại mang tới phiền toái cực lớn cho hắn, bởi vì phiền phức của hắn đã quá nhiều. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn thân ảnh người của Thiên Địa Minh, lại nhìn Lam Linh, vươn tay phải, nói. Đi với ta, hết thảy đều sẽ tốt, ta mang nàng đi, ai dám ngăn cản ta giết người đó. Nhìn bàn tay Lục Lâm Thiên, ánh mắt Lam Linh run rẩy lên, thật sự rất muốn bước về phía trước, nàng chỉ muốn lao vào lòng hắn. Cả đời này nàng chưa từng có khát vọng lớn như vậy bao giờ. Chẳng lẽ nàng còn cam nguyện làm một quân cờ sao, đi với ta, sau này sẽ không ai làm gì được nàng cũng không cần tiếp tục làm quân cờ. Lục Lâm Thiên nói, chẳng lẽ huynh còn không cảm thấy phiền toái của huynh đã quá nhiều rồi sao? Lam Linh nói, huynh mang theo muội, Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông đều không bỏ qua cho huynh sẽ càng tăng thêm phiền toái. Nàng là nữ nhân của ta, vậy là đủ rồi. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng Lam Linh nói. Lam Linh nhìn ánh mắt của hắn, toàn thân run rẩy, nắm lấy tay hắn, nói. Muội đi cùng huynh, hậu quả dù lớn thế nào, muội cũng nguyện ý gánh vác. Dứt lời nước mắt liền tràn mi, bước chân nàng nhẹ nhàng dẫm lên một mảnh cánh hoa, không còn cách nào khắc chế chính mình, thân thể mềm mại lao vào lòng Lục Lâm Thiên. Có hậu quả gì, còn có ta cùng nàng gánh vác. Lục Lâm Thiên giang tay ôm chặt nàng vào lòng. Đây rốt cục xảy ra chuyện gì, có ai có thể nói cho ta biết? Người của đế đạo minh đều kinh ngạc, cả quảng trường nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Bắc Cung Vô Song nhìn lên lễ đài, trong mắt lộ ra ý cười. Ánh mắt người Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông biến đổi, hôm nay là ngày đại hôn, không ai ngờ lại xảy ra khúc nhạc đệm như thế, nhưng nhạc đệm này làm cho họ mất hết mặt mũi. Liệt thổ bị đẩy lui ra xa. Nhưng không dám tùy tiện tiếp tục tiến lên đối phó Lục Lâm Thiên, thực lực tiểu tử kia thật quá mạnh mẽ, lúc này hắn mới biết lời đồn đãi không giả, tiểu tử kia tuyệt đối là khó đối phó. Lam Linh, ngươi muốn làm gì? Duẫn Ngạc phục hồi lại tinh thần, nhìn cảnh tượng trước mắt chợt hét lớn, hiện tại đầu óc hắn có chút hôn mê, hắn không biết là chuyện gì xảy ra. Nghe tiếng quát của Duẫn Ngạc, Lam Linh đứng thẳng dậy, đột nhiên quỳ sụp xuống. Sư phụ, đệ tử bất hiếu. Chỉ sợ hôm nay làm cho sư phụ thất vọng rồi. Lam Linh hướng Duẫn Ngạc liên tục dập đầu ba cái.